chương 1169 yêu một người. Mà là ngọc chất đồ vật làm thành, đế vân thương cầm ở trong tay, đang ở thưởng thức. Trở về cũng không có việc gì làm, liền ở chỗ này ngồi một lát đi. Đế vân thương nhàn nhạt nói. Bạch Nguyệt Nhai đỡ chán, cái gì kêu không có việc gì làm, điện hạ tốt xấu có thể ở Vân Hoàng đỉnh nghỉ ngơi nha, khoảng thời gian trước ngài không phải dùng di hồn chuyển linh phương pháp sao. Vốn dĩ thân thể liền không tốt, ở hơn nữa không chừng khi nào lại đến nghênh đón lần thứ ba thiên phạt, ngài không hảo hảo dưỡng thân thể ngài tại đây chống trải không người mảnh đất ngốc làm cái gì nha điện hạ nói thật ra đâu ta về đi không trở về điện hạ a à, ngài nói thật bái có phải hay không đặc biệt tưởng niệm lam cô nương kia còn dùng nói đế vân thương một bộ đương nhiên biểu tình hắn ánh mắt nhìn phía kết giới chỗ tuy rằng khoảng cách cách đến không gần còn có thể loáng thoáng thấy ở kết giới chỗ không có một bóng người nơi nào có người đi ra hắn ở chỗ này ngốc chờ bất quá là kỳ vọng có thể trông thấy lam thánh tiết liếc mắt một cái chẳng lẽ đây cũng là xa xỉ sao điện hạ ngài đem tần nhai cấp giết như vậy thật sự hảo sao như thế nào liền không hảo hôm nay bổn điện hạ tâm tình không tốt muốn giết người tìm niềm vui tần nhai chính là một cái tốt nhất ví dụ bạch nguyệt nhai trừ trừ khóe miệng nói thầm lừa ai đâu người nói cái gì chưa nói cái gì chưa nói cái gì bạch nguyệt nhai liên tục cười làm lành kỳ thật hắn là minh bạch điện hạ tuy rằng ngoài miệng nói là vì giết người tìm niềm vui nhưng mới không phải có chuyện như vậy hắn tu vi tổn thất nghiêm trọng muốn sát người khác còn hành tần nhai thực lực cao muốn giết hắn nhất định đến hao phí rất nhiều tâm thần cùng tu vi lúc ấy nhà hắn chủ tử ra tay thời điểm hắn chính là gặp được nếu là tần nhai lại nhiều ra một thành lực lượng chủ tử cũng thật liền ô oh hô oh ai tai may mắn may mắn a à, cái này kêu gì cái này kêu liều mạng này căn bản là không phải tìm niềm vui còn không phải là bởi vì tần nhai là lam cô nương tử địch cho nên chủ tử muốn trước tiên vì lam cô nương giải quyết cái này hoang mang sao ai quả nhiên a à, yêu một người chỉnh trái tim giống như đều không thuộc về chính mình đâu nhìn một cái chủ tử hắn chính là như vậy a à, mặc kệ làm chuyện gì đều ở vì lam cô nương suy xét bao gồm lúc này đây đối tần nhai ra tay bình thường có lẽ không nguy hiểm nhưng hiện tại là thời khắc mấu chốt có thể không nguy hiểm sao cũng may chủ tử không có việc gì a à, khụ 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 đế vân thương nhẹ giọng ho khan truyền đến bạch nguyệt nhai thở dài một tiếng điện hạ về đi ở chỗ này ngốc vạn nhất về sau lam cô nương thật sự ra tới chẳng phải là thực lo lắng ngươi Đế Vân Thương không nói gì, chỉ là ánh mắt vẫn luôn nhìn thánh thiên giới phương hướng. Ngày thứ hai thời điểm, vô âm sáng sớm thượng liền đem Lam Thánh Tiết cấp kêu qua đi. Lam Thánh Tiết trong lòng hồ nghi, cũng không biết vô âm lại muốn làm cái gì. Tưởng niệm A, à, ngày gần đây kết giới sẽ không đóng cửa. Lam Thánh Tiết phỏng đoán vô âm ý tứ trong lời nói, nàng rốt cuộc muốn nói cái gì. Nữ hoàng có phải hay không có cái gì kế hoạch, vẫn là đang lo lắng cái gì hiện giờ bổn vương vẫn luôn suy nghĩ tam hộ pháp đã chết liền tính đó là nàng xứng đáng nhưng là nhị hộ pháp như thế nào liền êm đẹp đã chết đâu lam thánh tuyết trong lòng trầm xuống vô âm lời này ý tứ là ngày đó chính là ngươi đi ra ngoài đưa tần nhai chuyện này ngươi nên như thế nào cùng bổn vương giải thích một chút đâu bay da vest chương một lời nói khách sáo quả nhiên vô âm đây là ở biến tướng chất vấn chính mình Lam Thánh Tiết phi thường trấn tĩnh, tựa như bình thường nên làm gì vẫn là làm cái gì, nữ hoàng nếu là không tin thuộc hạ. Thuộc hạ không có gì hảo thuyết, nhưng là Lâm bị phạt trước thuộc hạ chỉ nghĩ nói một lời. Nói cái gì? Nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, thuộc hạ thiệt tình đối nữ hoàng, thuộc hạ rời đi sau, còn thỉnh nữ hoàng hết thảy mạnh khỏe. Nàng thẳng tắp đứng ở vô âm trước mặt, trên mặt chưa từng có nhiều biểu tình. Vô âm vẫn luôn nhìn nàng, ý đồ từ nàng trong ánh mắt nhìn đến một ít cái gì, nhưng là không có. Lý Tưởng Niệm bình tĩnh căn bản là như là một tôn pho tượng dường như. Nàng đáy mắt không có bất luận cái gì cảm xúc nhưng là lại có một mặt loáng thoáng thất vọng. Vô Âm thấy, không có sai quá nàng mắt thất vọng. Vô Âm âm thầm nhướng mày, đột nhiên, nàng dương môi nở nụ cười, đứng lên, vỗ vỗ Lam Thánh tiết bả vai, người đứa nhỏ này. Bổn vương chẳng qua là cùng ngươi đùa giỡn, cùng ngươi khai một cái vui đùa thôi. Đương nhiên, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, này cũng coi như là một cái khảo nghiệm, tưởng niệm a, à, chúc mừng ngươi, thông qua bổn vương khảo nghiệm. Lý Tưởng Niệm hơi mang kinh ngạc nhìn phía trước mặt Vô Âm, nữ hoàng, ngài nói chính là thật sự. Như thế nào? Ngươi tại hoài nghi bổn vương nói, không phải chỉ là kinh hỉ tới quá mức đột nhiên, thuộc hạ nhất thời có chút khó tiếp thu, nữ hoàng, thật là thật cảm ơn ngài. Ngài không hổ là ta thánh thiên giới trí cao vô thượng vương. Những lời này, Lam Thánh Tuyết nói đều tưởng ghê tởm nhổ ra. Nima, vô âm ngươi cái này khảo nghiệm thật là quá lệnh người ghê tởm đi đối với hôm nay khảo nghiệm ngươi cũng đừng trách ở trên người tục ngữ nói trời sắp dáng sứ mệnh cho người này nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí mệt nhọc về gân cốt lam thánh tiết thật sự hảo muốn cười vô âm cư nhiên cho nàng túng tư bổn vương có một kiện trọng yếu phi thường nhiệm vụ muốn giao cho ngươi nữ hoàng còn mời nói vừa nghe nói có quan trọng nhiệm vụ lam thánh tiết trong lòng quả thực giống như là thả một viên đại vàng dường như lấp lánh sáng lên a à, quan trọng nhiệm vụ nàng rốt cuộc lại hướng tới vô âm đến gần rồi một bước thật tốt a à chờ nàng hoàn toàn thay thế được vô âm bên người mọi người là lúc chính là vô âm chết vô tăng thân nơi khi. Cầm này khối lệnh bài, đi ngạo phong đại lục giá lạnh nơi nhất trung tâm, có một khối huyết tinh, toàn thể đỏ bừng, tựa như người huyết giống nhau, đến lúc đó ngươi thấy tự đã có thể đã biết. Ở trong thời gian ngắn nhất cho bổn vương lấy ra. Vô âm dây lát giao cho Lam Thánh tiết một khối màu đen lệnh bài, tới rồi kia địa phương, ngươi chỉ lo đưa ra này không lệnh bài. Phụ trách trông coi huyết tinh tiết sơn người liền sẽ đem huyết tinh giao cho ngươi, đến lúc đó, ngươi đem nó mang về tới là được lam thánh tuyết đương nhiên cũng không thoái thác tiếp được lệnh bài nàng cố ý giả bộ một bộ rất là nghi hoặc bộ dáng vô âm thấy vậy không khỏi vừa hỏi làm sao vậy nữ hoàng thuộc hạ có một chuyện không rõ không biết có nên hỏi hay không có chuyện nói thẳng không sao tuy rằng nữ hoàng ngươi không có cùng thuộc hạ chính xác thuyết minh nhưng là thuộc hạ xuyên thấu qua như vậy tinh mỹ một khối lệnh bài đại khái đoán được ra tới kia cái huyết tinh đối ngài tới nói hẳn là rất quan trọng bằng không, ngài cũng sẽ không làm tiết sơn người trông coi chứ, chỉ là như vậy quan trọng một sự kiện, giao cho thủ hạ đi làm, thật sự thích hợp sao? Vạn nhất thuộc hạ nếu là làm không hảo chẳng phải là cô phụ nữ hoàng ký thác. Nữ hoàng nếu như ngài cảm thấy thuộc hạ đảm nhiệm không được chuyện này, người đại nhưng nói thẳng. Thuộc hạ là rất có tự mình hiểu lấy, thuộc hạ như cũ sẽ ở nữ hoàng sau lưng yên lặng duy trì ngài. bay Da Phil Vest. chương 1171 mặt khác đồng lõa nàng nói nhiều như vậy vô nghĩa đơn giản chính là muốn một chút bộ vô âm nói vô âm nghe ngôn cười ha ha lên nàng chính là thích loại này đã có thực lực đi làm việc nhưng là rồi lại vô cùng khiêm tốn người hơn nữa thời thời khắc khắc đều ở nhớ thương chính mình an nguy đây là cỡ nào cực phẩm một cái thị nữ a à? nàng vô âm thật đúng là xem như đào tới rồi một khối hảo bảo bối đâu bổn vương tự nhiên có bổn vương sự tình muốn đi làm kia thuộc hạ lấy về tới nếu là không thấy được ngài như thế nào giao cho ngài đâu Bổn vương đến lúc đó tự nhiên sẽ hiện thân. Hơn nữa, bổn vương sẽ đoán chắc thời gian ở thánh thiên giới kết giới ngoại chờ ngươi. Làm thánh tuyết không còn có nói cái gì, chỉ là khách khí vài câu. Lại nghe xong vô âm vài câu giao phó liền đi xuống chuẩn bị hành lý. Dựa theo vô âm nói, làm nàng mau rời khỏi thánh thiên giới. Nói cách khác, hôm nay buổi tối nàng cần thiết phải rời khỏi thánh thiên giới. Đây là nàng cùng Bắc Mặc ngàn đêm ngay từ đầu sở không có dự đoán đến. Ai cũng không biết, vô âm sẽ ở cái này thời gian điểm đưa ra làm chính mình đi ra ngoài cho nàng lấy đồ vật sự tình. Chính là kia cái huyết tinh đến tột cùng là thứ gì đâu. Đáng giá vô âm như vậy tốn công đi lấy. Hiển nhiên, kia cái huyết tinh ngay từ đầu chính là vô âm, chỉ là ngại với đủ loại nguyên nhân, vô âm đem nó đặt ở tiết sơn đỉnh, từ tiết sơn người trông coi. Hiện tại sắc trời thượng sớm, bắc mặc ngàn đêm quá không tới, nàng để ngừa chung quanh có vô âm nhãn tuyến, cũng không thể trắng trận táo bạo đi tìm bắc mặc ngàn đêm nói cho nàng chính mình phải rời khỏi sự tính. Đang ở thu thập đồ vật, không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, một mảnh lá cây đột nhiên từ ngoài cửa tức tiến vào. Làm thánh tiết thuận tay tiếp được, đi ra ngoài tìm tìm, chung quanh người nào đều không có, hiển nhiên người tới đã đi rồi, là ai? Có thể như vậy dễ dàng tới gần nàng phòng mà không bị nàng phát giác. Thấp mắt thấy trong tay lá cây, mặt trên chỉ ít ỏi viết mấy chữ, hủy diệt huyết tinh, không thể giao cho vô âm. Lam thánh tuyết âm thầm nhướng mày, lá cây không tính quá lớn, tự thể rất nhỏ, nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể chiếm được hạ mấy chữ này. Nhưng chính là như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy chữ, cũng đủ đem nên nói nói rõ ràng. Hủy hoại huyết tinh. Huyết tinh rốt cuộc là cái gì nàng cũng không biết bắt mặc ngàn đêm đại đại lạt lạt lại đây, người như thế nào thời gian này điểm tới. Vô âm không ở, người chung quanh, ta đã âm thầm tra qua, đều không có cái gì khả nghi địa phương, cho nên ta liền tới đây a à, gì? Người trong tay lấy thứ gì? Lam Thánh Tiết đem trong tay lá cây giao cho Bắc Mặc Ngàn Đêm, Bắc Mặc Ngàn Đêm cẩn thận quan sát một chút. Ta nhận được vô âm giao cho ta nhiệm vụ, đợi lát nữa liền phải rời đi Thánh Thiên giới, giúp nàng đi Tuyết Sơn đỉnh lấy huyết tinh, đang nghĩ ngợi tới đem chuyện này nói cho ngươi đâu. Ngươi liền tới rồi, vừa lúc tỉnh ta lo lắng. Ngươi phải rời khỏi Thánh Thiên giới? Này lá cây từ đâu ra? Đúng vậy, ta cũng không biết ai cấp, ngươi có biết hay không huyết tinh là thứ gì? Bắc Mặc Ngàn Đêm lắc đầu, không nghe nói qua, bất quá vô âm phái ngươi đi lấy thứ này? sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Nguy hiểm hẳn là không có, nàng cho ta lệnh bày, bất quá ta cảm thấy cái này huyết tinh đối vô âm tới nói hẳn là cái rất quan trọng đồ vật, chỉ là truyền lá cây người, rốt cuộc là ai đâu. Chúng ta ở thánh thiên giới, không có mặt khác đồng lõa đi. Bác mặc ngàn đêm cũng ở tự hỏi vấn đề này. Cuối cùng, Lam Thánh Tuyết lại hỏi, ngươi vừa rồi nói vô âm không ở. Ngươi có biết nàng đi đâu? bay, Da trăm Vest. Trường 1172 gặp nhau. Ta thấy nàng đi phương hướng là Hàn băng Động. Lam Thánh Tiết tâm thần đột nhiên run lên, hàn băng động. Nàng trong đầu lập tức qua điện ảnh nhớ tới chính mình dùng quy cốt tới bói toán ra tới hàn băng động phía trước từng phát sinh hết thảy, vô âm mỗi một lần đi hàn băng động đều không có chuyện tốt. Đều là vì hút tư dẫn trí tôn tinh khí tăng mạnh chính mình tu vi đi, nàng mỗi một lần đi đều sẽ tra tấn linh tâm mẫu thân. Làm nàng tận mắt nhìn thấy chính mình người yêu ở chính mình nhất thống hận người trước mặt chịu tra tấn bộ dáng. Kia một khắc, Lam thánh tiết sắc mặt trắng bệch thật sự có một cổ xúc động muốn đi giết vô âm trước kia nàng không biết những việc này thời điểm, vô âm có đi hay không hàn băng động đối nàng tới nói, không có bao lớn ý nghĩa. Chính là hiện tại, nàng rõ ràng đã biết vô âm đi nơi đó mục đích nàng có thể nào ngồi yên không nhìn đến. Liền tính lại bình tĩnh, nàng tâm tính cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng ngươi làm sao vậy? Không có việc gì? Này còn gọi không có việc gì? Người sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Bắc mặc ngàn đêm xoa xoa lam thánh tiết cái chán, cũng không phát sốt a à, lam thánh tiết đem hắn tay lay xuống dưới. Đã đến giờ, ta phải đi uy lá cây sự tình làm sao bây giờ ta sẽ xem tình huống làm việc vô âm nói làm ta đem huyết tinh lấy về tới sau nàng sẽ tự mình tiếp ứng ta đến lúc đó ta nếu là không giao nói hậu quả có thể nghĩ kia huyết tinh nếu là đối vô âm tới nói là một cái thực tốt bảo bối người giao cho nàng chẳng phải là tiếp tay cho giặc chuyện này đi một bước tính một bước đi có chuyện gì nói ngươi nhớ rõ nghĩ cách cho ta biết ta đi trước lam thánh tiết bao lớn bao nhỏ chạy lấy người bắc mặc ngàn đêm vô ngữ cực kỳ thánh thiên giới lại chỉ còn lại có chính hắn một người an an tĩnh tĩnh rời đi thánh thiên giới sau lam thánh tuyết trong óc vẫn luôn nghĩ vô âm đi hàn băng động sự tình dọc theo đường đi thất thần bất chi bất giác đi rồi một đoạn không tính gần lộ trình nàng cảm giác được trung quanh hơi thở truyền đến dao động người nào đi ra cho ta lam thánh tuyết tâm tình vốn dĩ liền không tốt càng không nghĩ nhiều sinh sự tình tiểu tuyết nhi nhiều ngày không thấy tính tình biến đại a à. một tiếng mỉm cười nói từ cánh rừng trung truyền ra tới Lam Thánh Tuyết cả người cứng đờ, thanh âm này lọt vào trong tầm mắt, nàng liền nhìn thấy một thân áo gấm nam tử. Từ cánh rừng trung thông thả ung dung đi ra, hắn mặt mày mỉm cười, đáy mắt sủng nịch chi ý nồng đậm, nhiều ngày không thấy, này một chương dung nhan. Làm như ở nàng trong đầu thoáng hiện thật nhiều thứ, cố tình chính là sờ không tới, hôm nay, cuối cùng là gặp được. Đế vân thương, làm thánh tiết cười, lập tức bổ nhào vào đế vân thương trong lòng ngực thật là ngươi nha. Không phải ta còn có thể là ai nha? Đế vân thương cười khẽ lam thánh tuyết thật là cảm thấy quá ngoài ý muốn ngươi như thế nào lại ở chỗ này tần nhai là ngươi giết ân một không cẩn thận lộng chết hắn ta thật không phải cố ý lam thánh tuyết vậy ngươi tới nơi này là vì lam thánh tuyết từ trên xuống dưới đánh giá hắn rồi sau đó chớp chớp mắt nên không phải là tưởng ta đi có phải hay không tưởng dình coi ta tới ha ha đúng vậy đúng vậy ta ở chỗ này chính là nằm vùng thủ vài thiên đâu nhưng xem như đem ngươi cấp chờ tới rồi lam thánh tuyết vốn dĩ nói chính là vui đùa lời nói chính là xem đế vân thương bộ dáng hắn thật đúng là không giống như là nói giỡn. Nhớ tới bắc mặc ngàn đêm đối chính mình lời nói, làm thánh tiết chuyên chú ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở đế vân thương trên người. Bye, Da Phil Vest. Trường 1173 cùng ta một khối trở về đi. Nhìn cái gì đâu, vân thương, thân thể của ngươi. Không gì đại sự, đế vân thương đem nàng ôm chặt nhẹ giọng nói. Lúc này, bạch nguyệt nhai từ rừng cây chỗ sâu trong đi tới, làm cô nương, ngươi nhưng xem như tới chạy nhanh nói nói chủ tử làm hắn trở về hảo hảo dưỡng thân thể đi này đều ở chỗ này đãi vài thiên này thân thể nào chịu trụ đâu người cũng biết chủ tử hắn không chừng gì thời điểm nguyên lực đại bùng nổ tới cái tốc độ tiến giai đến lúc đó nghênh đón chính là lần thứ ba thiên phạt đâu chấm đế vân thương mày nhăn lại liền phải răn dậy bạch nguyệt nhai hai câu bạch nguyệt nhai vội khoát tay điện hạ, người đừng huấn ta a, à, ngươi huấn ta, ta cũng là nói như vậy, ai kêu ngươi là của ta chủ tử đâu, ta trừ bỏ lo lắng ngươi nhân thân an nguy ngoại, còn phải lo lắng ngươi ăn uống tiêu tiểu. Chủ tử, ngươi liền thông cảm thông cảm ta này một phen hảo tâm thành sao? Làm thánh tiết còn lại là đưa bọn họ hai người đối thoại tất cả nghe vào lỗ tai, trở về đi. Lúc này đây, nàng khó được không có phát giận, mà là đối đế vân thương ôn nhu tương đãi, nàng minh bạch đế vân thương một mảnh hào tâm, cũng thực cảm động, cảm thấy rất là ấm lòng. Sao có thể lại đối hắn phát giận đâu? không có nhìn thấy ngươi thời điểm, ta có lẽ sẽ không trở về, nhưng là nhìn thấy ngươi, tiểu tuyết nhi, cùng ta một khối trở về đi. Lam thánh tiết trần chờ một chút, hơi gật đầu, hảo. Nàng chưa kịp đối đế vân thương nói lúc này đây nàng ra tới mục đích, tuy rằng sự tình rất là khẩn cấp, nhưng là ở đối mặt đế vân thương an nguy phía trên, hết thảy đều có thể hoãn lại. Không có gì sự tình, có thể quan trọng quá đế vân thương. Đế vân thương có chút kinh ngạc nhưng càng nhiều vẫn là vui sướng, kéo lam thánh tuyết tay, hướng tới vân hoàng đỉnh đi đến nơi này khoảng cách vân hoàng đỉnh cũng không gần nhưng là bọn họ có minh hoàng vì tọa giá mặc kệ đến nơi nào đều là phi thường nhanh chóng thánh tuyết như thế nào lần này vô âm chịu thả ngươi ra tới tọa giá phía trên đế vân thương hỏi lam thánh tuyết đã tan mất trên mặt da người mặt nạ khôi phục chính mình dung nhan hô hấp này không khí thanh tân tâm tình không khỏi hảo lên nàng phái ta ra tới đi tuyết sơn đỉnh lấy huyết tinh vân thương người biết huyết tinh là cái gì sao huyết tinh không nghe nói qua lam thánh tuyết thở dài ta cũng không biết huyết tinh là cái gì chính là ở ta ra tới thời điểm có người cho ta truyền lá cây nói không thể đem huyết tinh giao cho vô âm muốn hủy hoại nó ta đến bây giờ đều tưởng không rõ đến tột cùng là ai đem tin tức truyền lại cho ta thánh thiên giới cũng không có chúng ta người xem ra huyết tinh đối vô âm tới nói tương đương quan trọng nàng đem như vậy chuyện quan trọng giao cho ngươi cũng coi như là biểu hiện ra ngoài đối với ngươi tín nhiệm điểm này ngươi là làm được chỉ là ngươi chuẩn bị ở bắt được huyết tinh lúc sau như thế nào làm Lam Thánh Tiết lắc lắc đầu, ta cũng không biết vô âm cho ngươi kỳ hạn là bao lâu thời gian. Mau chóng, nàng hẳn là đã đem ta thời gian cấp tính kế hảo, từ Thánh Thiên Giới đi đến tuyết Sơn Đỉnh, dựa theo ta giống nhau tốc độ cùng lộ trình tới lời nói. Ít nhất cũng yêu cầu 5 ngày thời gian, qua lại nói đến muốn 11 hai thiên thời gian, cho nên lúc này đây bồi ngươi đi Vân Hoàng Đỉnh, ta chỉ có thể đãi một hai ngày. Nếu không phải bởi vì có Minh Hoàng vì tọa giá, chỉ sợ ta liền một hai ngày thời gian đều đãi không được. Trở về lúc sau, ta phái người điều tra huyết tinh sự, đi tuyết sơn đỉnh, ta bồi ngươi đi. Bye, Da Phil Ves. Trường 1174 không nên nghe được thanh âm. Không được, làm thánh tiết quyết đoán tự tuyệt, ngươi thân thể còn chưa khôi phục, sao có thể tùy tiện đi trước, vẫn là ở vân hoàng đỉnh nghỉ ngơi đi. Có minh hoàng ở, đừng lo lắng, ta chỉ là đem ngươi đưa đến nơi đó, sau đó lại đem ngươi đưa về thánh thiên giới, kể từ đó, ngươi cũng không cần hao phí tinh lực. Chuyện này, ngươi cũng đừng tham dự. Ta chính mình có thể... Lam Thánh Tiết khăng khăng không nghĩ làm đế vân thương đi. Không được ta nói bồi ngươi đi, nhất định phải bồi ngươi đi đế vân thương so nàng còn muốn kiên định. Thật sự là bướng bỉnh bất quá đế vân thương, Lam Thánh Tiết đành phải thuận hắn ý tứ, chỉ là tiện đường đưa chính mình đi hẳn là không có gì vấn đề lớn đi. Về tới Vân Hoàng Đỉnh, Lam Thánh Tiết gặp qua hồng nhan cùng đế hoàng thiên, hai người đối nàng đều đặc biệt mà hảo, đã biết chính mình thân phận, cũng biết ngàn năm trước sự tình lam thánh tiết ở nhìn đến hồng nhan thời điểm tự nhiên mà vậy toát ra một loại đặc biệt cảm kích cùng thân tiết chi tình nếu không phải bởi vì bọn họ hai người nàng cũng sẽ không có hôm nay nhưng thật ra thấy băng linh nàng vẫn là không có gì biến hóa vẫn là trước sau như một chán ghét nàng nàng cũng không muốn nhiều lời cái gì trên thế giới này luôn có rất nhiều người là không thích chính mình không cần câu nệ với loại này không thích bầu không khí bên trong rốt cuộc một người ánh mắt cùng một người ánh mắt là bất đồng hơn nữa tâm tính cùng tâm cảnh ảnh hưởng Đế Vân Thương cùng Lam Thánh Tuyết đã thương lượng hảo, ngày mai buổi sáng khởi hành, đi Tuyết Sơn đỉnh, bắt được huyết tinh xem tình huống lại nói. Buổi tối thời điểm, Đế Vân Thương đem huyết tinh sự tình nói cho Đế Hoàng Thiên cùng Hồng Nhan, hai người đều không có nghe nói qua huyết tinh sự tình, đối nó là một mực không biết. Ngay cả Đế Vân Thương sư phụ vô thượng cũng không biết huyết tinh đến tột cùng là tới làm gì. Đêm khuya tĩnh lặng là lúc Lam Thánh Tuyết trong lòng trước sau không bỏ xuống được hôm nay vô âm đi hàn băng động sự tình, hôm nay nàng là đi ra thánh thiên giới, chính là mẫu thân cùng cha bọn họ, Sợ là lại bị vô âm tra tấn đi, gặp nhau không thân cận, còn muốn xem đối phương cho nhau chịu tra tấn, vô âm, nàng thật đúng là cái gì đều làm được ra tới thánh thiên giới. Bắc mặc ngàn đêm hôm nay buổi tối vẫn luôn ngủ không được, trong ngoài đều ở lo lắng, lo lắng thánh thiên giới bên trong vô âm có thể hay không lại làm ra cái gì nhận không ra người sự tình tới. Lo lắng thánh thiên giới bên ngoài, lam thánh tiết đến tột cùng có thể hay không có nguy hiểm. Còn có chuyển lá cây người ở chính mình trong đại điện, hắn vẫn luôn lăn qua lộn lại, như thế nào ngủ đều ngủ không được đơn giản không ngủ hắn quyết định đi ra ngoài bên ngoài đi một chút hiện tại đêm khuya tĩnh lặng trong thánh điện bọn hạ nhân cũng nên nghỉ ngơi đã sớm nghỉ ngơi hắn bất chi bất giác đi tới vô âm đại điện mặt sau ý thức được như vậy một cái hành động bắc mặc ngàn đêm cả người đều cảm thấy hoảng sợ nhưng tưởng tượng đến vô âm còn ở hàn băng trong động không có ra tới hắn cả người liền bình tĩnh rất nhiều vừa định chiết thân trở về, liền ở yên tĩnh trong bóng đêm, nghe được băng băng bàng bàng thanh âm, bắc mặc ngàn đêm cho rằng chính mình lỗ tai hư rồi, nghe được cái gì không sạch sẽ thanh âm. Hắn ngưng thần lại nghe xong trong chốc lát phanh bang. Thanh âm vẫn là không gián đoạn truyền đến. bay Da trăm chương mươi 1175 vô âm bí mật giết người diệt khẩu. Hắn xác định chính mình tuyệt đối không có nghe lầm, thanh âm lai nguyên chính là chưa từng âm trong đại điện phát ra tới. Vô âm đã trở lại. Nàng đang làm gì? hắn xoay thân cố tình đè thấp chính mình hơi thở đi tới vô âm đại điện phía trước nhìn thấy bên trong ánh đèn sáng lên nói như vậy vô âm từ hàn băng trong động đã trở lại hắn nghĩ nghĩ đối với vừa rồi lung tung rối loạn thanh âm vẫn có nghi hoặc vô âm làm việc từ trước đến nay bình tĩnh là tuyệt đối sẽ không nổi giận đùng đùng loạn quăng ngã đồ vật như thế nào sẽ vì chứng thực ý nghĩ trong lòng hắn quyết định vào xem biết vô âm ở bên trong hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác chậm rãi đến gần vô âm đại điện bên trong thanh âm càng thêm rõ ràng có thể nghe Bùm bùm, một trận loạn hưởng. Nữ hoàng ta có việc bẩm báo. Trong điện yên lặng một lát, ngay sau đó táo loạn bất kham thanh âm lại vang lên nữ hoàng, ngươi ở đâu? Cút đi. Bắc Mặc Ngàn đêm nghe thấy một đạo thanh âm, đồng mắt chợt co rụt lại. Hắn khiếp sợ không phải vô âm nói này ba chữ là có bao nhiêu khí phách cùng khó nghe, mà là thanh âm này cư nhiên là một người nam nhân thanh âm. Không không không, xác thực nói là vô âm thanh âm, nhưng không phải giọng nữ, mà là giọng nam vô luận là từ âm điệu thượng vẫn là trong giọng nói đây đều là vô âm thanh âm không sai vô âm là cái nữ nhân a à, nói như thế nào ra tới nói ngược lại là cái giọng nam đâu nữ hoàng ngài có phải hay không phát sinh chuyện gì bắc mặc ngàn đêm nghĩ nghĩ vẫn là quyết định tiếp tục quan sát hắn liền kỳ quái vì cái gì vô âm không làm dứt khoát mở cửa làm hắn rời đi dù cho là thanh âm sinh khi đến như vậy nông nỗi nàng vẫn là nhắm chặt cửa điện hắn có thể mười hai vạn phần đích xác định bên trong cũng không có vô âm nam sủng Vô Âm ở sủng hạnh Nam sủng thời điểm, chỉ cần có nàng ở, là tuyệt đối sẽ không làm Nam sủng lấy như vậy mệnh lệnh ngữ khí nói chuyện. Bằng không, Vô Âm cũng không phải là thánh thiên giới người cầm quyền. Lan lan lan, trong điện Vô Âm như là điên rồi giống nhau, giống giận e sợ cho Bắc Mặc Ngàn đêm nghe không được. Bắc Mặc Ngàn đêm lần này là thật xác định, đây là giọng nam, xác thật là giọng nam. Tại sao lại như vậy? Vô Âm nàng nha luyện cái gì tà môn ma đạo võ công? Như thế nào thanh âm êm đẹp từ giọng nữ biến thành giọng nam đâu? xác định trong lòng nghi hoặc bắc mặc ngàn đêm phi thường nhanh chóng rời đi. Ai biết vô âm vạn nhất động kinh ra tới lộng chết hắn làm sao bây giờ? Không được, hắn phải nghĩ biện pháp đem hôm nay như vậy đặc thù tình huống nói cho Lam Thánh Tuyết chính là hắn như thế nào đi theo Lam Thánh Tuyết nói a à, liền ở bắc mặc ngàn đêm rời đi sau. Vô âm huyết hồng mắt nhìn chằm chằm trong điện một mảnh hỗn độn ngươi cho ta ăn phận điểm. Thanh âm này mới là nàng nguyên bản thanh âm, giọng nữ, nàng che lại chính mình trái tim khóe miệng gợi lên tàn nhẫn tê cười lại lộn xộn ta khiến cho nàng hồn phi phách tán không tin ngươi thử xem trong cơ thể kia cổ sao động bất an hơi thở mới dần dần an ổn xuống dưới vô âm lúc này mới yên lòng thật dài thở ra một hơi nghĩ đến vừa rồi bắc mặc ngàn đêm tiến đến nàng không tự kìm hãm được nhíu mày đáy mắt hiện lên một mặt sát ý ai biết đêm nay sự ai nhất định phải đến chết Bắc Mặc Ngàn đêm nhanh chóng trở lại chính mình trong điện sau, tổng cảm thấy hôm nay buổi tối phát hiện vô âm sự tình cảm thấy thực không bình thường, hắn nghĩ rồi lại nghĩ. Lấy vô âm thủ đoạn cùng tâm tư, nhất định sẽ không bỏ qua hắn, nói không chừng sẽ đến cái giết người diệt khẩu. Hắn đã chết nhưng thật ra không quan trọng, chính là hắn vừa chết, thánh tuyết ở thánh thiên giới liền không có người chiếu ứng. Nàng một mình chiến đấu hăng hái, kia nữ nhân vạn nhất có hại làm sao bây giờ? Bye, Da Phil Vest. mươi 1176 thà rằng sai sát tuyệt không buông tha càng nghĩ càng không ổn bắc mặc ngàn đêm vẫn là có chút hiểu biết vô âm hôm nay buổi tối có lẽ muốn xảy ra chuyện hắn nghĩ nghĩ liền đem trong ngăn tủ mấy bình rượu đem ra hắn người này vốn dĩ liền không thắng rượu lực uống vài chén liền sẽ say nhìn trước mặt rượu hắn cắn chặt răng mãnh rót chính mình mấy khẩu không bao lâu hắn đã nhiễm men say lúc này có người gõ cửa bắc mặc ngàn đêm kỳ thật không có chính mình trong tưởng tượng như vậy say hắn tuy rằng bên ngoài thượng nhìn qua say khướt nhưng ý thức cùng đầu óc là phi thường rõ ràng dựa vào hơi thở hắn lại phát hiện không ra người tới rốt cuộc là ai kia chỉ có thể thuyết minh người tới thực lực so với hắn cao hơn quá nhiều thánh thiên giới trừ bỏ vô âm không có những người khác quả nhiên cửa mở một thân hồng bào vô âm đã đi tới bắc mặc ngàn đêm ở trong lòng cười lạnh thật đúng là nàng xem ra đêm nay chính mình chạy trời không khỏi nắng a à vì thám thính một bí mật được đến như vậy kết quả mệt sao không lỗ chỉ cần có thể vì lam thánh tuyết làm điểm cái gì đều là tốt chỉ là như thế nào đem bí mật này truyền cho Lam Thánh Tiết đâu. Ngàn đêm, vô âm đi đến hắn trước mặt thấy hắn say khướt. Có chút ngoài ý muốn. Bắc mặc ngàn đêm cố ý dung đùi đắc ý nhìn nàng, nữ hoàng. Ngài tới rồi, tới tới tới, ngồi, đừng khách khí. Người đêm nay như thế nào uống nhiều như vậy rượu? Cái gì uống nhiều như vậy rượu? Rượu là thứ gì? Nữ hoàng, ta hôm nay vốn dĩ muốn đi hỏi một chút ngài muốn hay không làm ta hồi Bắc Cương một chuyến chính là ta thế nhưng mơ hồ đi qua đi hỏi chút cái gì lung tung rối loạn cũng không rõ ràng lắm cứ như vậy mơ mơ màng màng đã trở lại cũng may cũng may ta ti rằng đầu óc nhớ không rõ lắm đêm nay đã xảy ra cái gì nhưng là lộ vẫn là có thể thấy rõ vô âm vừa nghe trong lòng khẽ nhúc nhích người nhưng nhớ rõ đêm nay hỏi bổn vương chút cái gì hỏi cái gì không phải hỏi một chút nữ hoàng ngươi có để ta hồi bắc cương nữ hoàng ngươi nói cái gì tới nga đúng rồi ta quên mất ngươi không trả lời ta ta buồn bực đành phải tiếp tục uống rượu Ha ha, Bắc Mặc Ngàn đêm tiếp tục giả ngu. Kỳ thật lấy Vô Âm thông minh, nếu Bắc Mặc Ngàn đêm trang lộ ra một tia sơ hở nói, nàng tuyệt đối sẽ phát hiện. Nữ hoàng, tới tới tới, uống rượu uống rượu, ta hôm nay đầu rất đau. Mơ màng hồ đồ cũng không biết làm chút cái gì, đầu óc thật đúng là mơ hồ, hảo muốn ngủ. Vô Âm vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, e sợ cho từ hắn trên mặt bỏ lỡ một tia cái gì. Thật sự không nhớ rõ sao? Nàng ở trong lòng yên lặng hỏi chính mình xem bắc mặc ngàn đêm bộ dáng này không giống như là trang say hơn nữa bắc mặc ngàn đêm chưa bao giờ uống rượu hắn đối bắc cương cảm tình nàng cũng là rõ ràng mà bằng không nàng cũng sẽ không lấy bắc cương hết thầy tới áp chế hắn khoảng thời gian trước nói tốt làm bắc mặc ngàn đêm trở về chính là bởi vì tần nhai chết sự tình trì hoãn nàng cũng liền đem chuyện này cấp tạm thời áp xuống chính là hôm nay buổi tối bí mật không chuẩn bất luận kẻ nào phát hiện dấu vết để lại đây là nàng cần thiết phải làm sự tình thà rằng sai sát một trăm tuyệt không buông tha một cái tay nàng xoa bắc mặc ngàn đêm mặt cười bắc mặc a à, bổn vương có một chuyện muốn thỉnh ngươi hỗ trợ không biết buồn ngủ quá, ngủ người tới a à, vô âm lạnh lùng nói một thân áo đen phân không rõ nam nữ người từ ngoài điện đi vào tới người này đúng là khỉ tiên đem hắn dẫn đi hảo hảo đề ra nghi vấn đề ra nghi vấn chờ hắn rượu tỉnh nói cho bổn vương người từ hắn trên người trong đầu biết được tới rồi cái gì tin tức khỉ tiên mặt vô biểu tình vẫy vẫy tay lập tức đem bắc mặc ngàn đêm mang đi vô âm sắc mặt trở nên càng thêm trầm xuống dưới. Bay, Da Vest, chương 1177 ăn sạch sẽ. Khỉ tiên mặt vô biểu tình vẫy vẫy tay, lập tức đem bắc mặc ngàn đêm mang đi. Vô âm sắc mặt trở nên càng thêm trầm xuống dưới, đứng ở đại điện trung, khóe miệng gợi lên tàn nhẫn tê cười. Khỉ tiên là bên người nàng đại hộ Pháp. Nguyên lực cao, lại hiểu được các loại trận pháp, mấy năm nay tới, khỉ tiên ở ngày thường thời điểm đích xác vì nàng làm không ít sự, giúp nàng không ít vội, nàng phi thường cao hứng lúc trước đem khỉ tiên thu về dưới trướng, là một kiện cỡ nào sáng suốt lựa chọn. Hiện giờ, đem bắc mặc ngàn đêm giao cho khỉ tiên đi đề ra nghi vấn, bao gồm bắc mặc ngàn đêm trong đầu suy nghĩ chút cái gì, khỉ tiên chắc chắn một tia không lậu cho nàng kiểm tra ra tới. Hôm nay sự cần thiết muốn giấu trụ, bất luận kẻ nào đều không thể biết, cho dù bắc mặc ngàn đêm là nàng sở sinh, cũng không ngoại lệ, nếu một viên quân cờ, bắt đầu có phản loạn chi tâm. Kia còn giữ làm gì? Bắc Mặc Ngàn đêm hôm nay hoàn toàn không nhớ rõ chuyện này còn hảo, nếu là nhớ rõ một chút kia hắn cũng không cần thiết sống ở trên đời này. Sáng sớm không khí luôn là tốt nhất, đình đài lâu các điêu lương họa vũ. Làm Thánh Tiết Oa trong ổ chăn muốn rời giường, lại bị bên người nam tử áp không thể động đậy. Nàng nhìn chằm chằm trước mắt tuyệt thế nam nhân, hắc hắc cười cười, thế nào? Còn không có đủ. Không có đế vân thương ôm nàng, lắc lắc đầu, vẻ mặt ý cười. Nhớ tới tối hôm qua sự tình, hắn mặt mày đều là lanh lảnh tươi cười, thật dài thời gian đi, đều không có ăn đến thánh tiết đâu, ân ân. Tư vị đây là quá không tối. Làm thánh tiết nhìn hắn dư vị vô cùng bộ dáng, sắc mặt một quẫn, chúng ta còn có chính sự muốn làm ân ân. Đế vân thương cuồng gật đầu. Làm thánh tiết nhất thời vô ngữ. Ta nói cũng không phải là chuyện này, uy tay tay cầm khai rời giường rời giường. Nàng đang nói, đế vân thương sớm đã dở trò muốn đem nàng ăn sạch sẽ. Ngủ tiếp một hồi đế vân thương truyền đến giàu dĩ thanh âm lam thánh tiết thật là vô ngữ rốt cuộc lại ở đế vân thương tác muốn vô độ chung dần dần luân hãm trên thế giới này hạnh phúc nhất sự tình chính là người yêu hắn hắn cũng vừa lúc ái ngươi tới gần giữa trưa thời gian lam thánh tiết rốt cuộc kéo trầm trọng thân thể rời khỏi giường lại thấy đến đế vân thương nghiêng nghiêng dựa cửa sổ một cái kính nhìn chằm chằm nàng người nhưng đừng tới đây a à, ta mệt mỏi quá Lam Thánh Tiết vội vàng xua tay, Đế Vân Thương lập tức bị nàng phóng tới sổ đen đệ nhất vị tuyệt đối nguy hiểm nhân vật. Quá mệt mỏi, hắn quá cường hãn, có điểm chịu không nổi. Đột nhiên, bên hông căng thẳng, nàng còn không có thấy rõ ràng Đế Vân Thương là như thế nào động tác, nàng liền đột nhiên rơi vào hắn ôm ấp chung. Làm gì, ta không phải nói tốt hôm nay muốn đi tiết sơn đỉnh sao? Nàng hồ nghi chớp chớp mắt, đỡ chắn, lại bị nàng đoán trúng. Này nha có thể hay không đừng luôn khi dễ nàng sao? Ngày mai lại đi đế vân thương thực lưu loát đem lam thánh tiết nhét vào trong ổ chăn tuyệt đối không dung cự tuyệt này nào hành vô âm chính là cho ta tính kế hảo thời gian lam thánh tiết phản kháng từ trong ổ chăn dò ra đầu tới vẻ mặt manh manh đắt biểu tình đế vân thương hồn nhiên không thèm để ý trong mắt nhiễm ý cười ta so vô âm tính thời gian càng chuẩn xác nghe ta hôm nay đừng đi hảo hảo nghỉ ngơi ngày mai buổi sáng chúng ta lại đi giống nhau tới kịp bye, Da vest chương một nghìn một trăm bảy mươi tám tiết sơn Đỉnh chính là không có chính là, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta lại khi dễ ngươi rất nhiều lần." Đế Vân Thương cười vẻ mặt yêu nghiệt. Lam Thánh Tiết trực tiếp đem toàn bộ thân thể đều bao kín mít. Cùng bó cái đại bánh trưng dường như, đừng đừng đừng, ta nghỉ ngơi, ta nghỉ ngơi còn không được sao?" Nàng ngữ khí thập phần bất đắc dĩ, nhưng tâm lý vẫn là ngọt ngào. Kỳ thật nàng là phi thường minh bạch tích, Đế Vân Thương chẳng qua là đau lòng nàng thôi chính là tạo thành như vậy kết quả là ai đâu, còn không phải hắn sao, chính mình hảo bi thôi ngươi có phải hay không ở trong lòng mắng ta đâu. Không không không, ta ở trong lòng khen ngươi đâu, khen ta cái gì đâu, nói đến nghe một chút bái. Khen ngươi kỹ thuật hảo, thời gian trường, thực nghiêu ích lam thánh tiết đếm trên đầu ngón tay, số ngôi sao dường như đếm đế vân thương đen mặt, mặt bộ cứng đờ chiều chiều. Tiểu tiết nhi ngươi lại ở khiêu chiến ta kiên nhẫn. Không có, tuyệt đối không có, nhất định không có, ta ngủ, ta nghỉ ngơi, ngươi chạy nhanh lóe rất xa. Lam Thánh Tuyết vẫy vẫy tay, ý bảo Đế Vân Thương chạy nhanh rời đi. Đế Vân Thương cười gian trá giống như một con tiểu hồ ly, quần áo chưa thoát, liền chui vào Lam Thánh Tuyết trong ổ chăn, ở nàng chừng đến siêu đại đôi mắt, hắn nhẹ giọng nói, ngủ đi ta bồi ngươi. Hôm sau, đúng hẹn tiến đến. Có Minh Hoàng vì tọa giá, Đế Vân Thương cùng Lam Thánh Tuyết thẳng đến Tuyết Sơn Đỉnh. Nguyên bản yêu cầu 5 ngày lộ trình, 3 ngày, Lam Thánh Tuyết liền tới rồi mục đích địa. Tuyết Sơn trên đỉnh, hàng năm giá lạnh tiết động, không khí thanh lãnh, độ ấm đặc biệt thấp. Lam Thánh Tiết cũng không biết là vì cái gì, đi đến nơi này tới, vẫn chưa cảm thấy hẳn ý tập thân. Mà tương so với đế vân thương, thực lực của hắn như vậy cao, lại vẫn là so Lam Thánh Tiết lạnh một chút, rõ ràng ở chỗ này muốn xuyên áo lông trồn hộ thể. Đế vân thương nhìn hắn bên người chỉ ăn mặc đơn bạc váy trang nữ tử, không khỏi vừa hỏi, Thánh Tiết, ngươi thật sự không lạnh. Không lạnh a à, không cảm giác. Đế vân thương đối Lam Thánh Tiết thể chất là càng ngày càng mơ hồ, hắn đã rất cường hãn, có nguyên lực hộ thể, còn xem như không tồi chính là Lam Thánh Tiết nhưng khen ngược một đinh điểm đều không cảm giác được lãnh. Như vậy tranh lệch thật sự là có điểm quá lớn. Vân Thương, đợi lát nữa Thượng Tiết Sơn đỉnh ta chính mình đi vào là được bằng không vô âm người phát hiện, nàng sẽ hoài nghi. Đó là tự nhiên, ta ở bên ngoài cho ngươi canh chừng. Ha ha, Lam Thánh Tiết không thể hiểu được bật cười. Làm sao vậy, như vậy vui vẻ, đường đường đại tư tế cư nhiên phải cho ta canh chừng, này nếu là làm những người khác đã biết. Chẳng phải là đắc dụng ánh mắt giết chết ta cái bảy tám trăm biến. Đế Vân Thương, liền sắp đi đến đỉnh núi thời điểm, Đế Vân Thương tìm cái địa phương, một bên ngóc đi. Lam Thánh tiết dựa theo lộ trình tiếp tục chiều thượng đi. Đại khái đi rồi có 15 phút công phu, liền tới rồi tiết sơn đỉnh. Ở một cái to như vậy sơn động trước mồm mặt trống rỗng không hề một người. Lam Thánh tiết buồn bực, lại mang lên ngụy trang nàng, khắp nơi nhìn nhìn, không có thủ sơn người. Nàng hướng phía trước đi rồi hai bước, đột nhiên, hai cổ lôi đình chi thế từ nàng hai bên trái phải truyền đến nàng mày dùng mình, chiều lui về phía sau một bước, đôi tay các khai đối phương chiêu thức, nhìn chăm chú nhìn bọn họ, một nam một nữ, bạch y áo bào trắng tóc bạc, chỉ là tuổi nhìn qua. Tuyệt đối là 20 tuổi tả hữu thiếu nam thiếu nữ, chỉ là này giả dạng cũng có chút quá tiên phiêu phiêu đi. bay Da Phiêu Vest. Trường 1179 cực phẩm tiểu đồ đệ. Tiết Sơn cấm địa, người không liên quan, giống nhau không chuẩn đi vào. Hai người đồng thời mở miệng, kia nghiêm túc tiểu dáng vẻ, thật sự muốn đem Lam Thánh tiết chọc cho vui vẻ người có thể tưởng tượng đến hai cái thiếu niên thiếu nữ hồn nhiên người lại muốn bày ra một bộ lạnh như băng bộ dáng tới là có bao nhiêu không hài hòa sao ta tới là vì vô âm nữ hoàng lấy đồ vật cái gì vô âm cái nào ngốc ích kêu vô âm nói chuyện chính là nữ tử tựa hồ trong lúc nhất thời nghĩ không ra ai là vô âm bạch y nữ hỏi bên người nam tử sư huynh vô âm là cái nào là cá nhân vẫn là cái thần vẫn là thứ gì đều không phải Bạch Y Nam lược một cân nhắc, ta cũng không biết là ai, bất quá sư muội ngươi đừng lo lắng, quản nàng là cái nào đâu, chúng ta chính là không chuẩn trước mặt nữ tử này đi vào thì tốt rồi. Lam Thánh tuyết đôi mắt trừng lớn, các ngươi không biết vô âm là ai. Thiên A. Chấm than, vô âm không phải làm nàng cầm vô âm lệnh bài tới lấy vô âm đồ vật sao, như thế nào trước mặt này hai cái đồng nam đồng nữ, ngược lại không biết vô âm là ai. Nàng ai nha nàng, thánh thiên giới đương nhiệm nữ hoàng. Nga, nguyên lai là nàng A, hai người đồng thời nói. Lam Thánh Tiết liền chờ bên dưới đâu, hai người tới câu, không quen biết. Lam Thánh Tiết, vô âm nói để cho ta tới vì nàng lấy huyết tinh. Cái gì vô âm có âm, nàng cộng hành nào? Có bản lĩnh làm nàng chính mình tới lấy a à, chúng ta không đánh bạo nàng mới là lạ. Lam Thánh Tiết khóe miệng run rẩy đối với trước mắt tình huống, thật sự là có điểm hiểu biết bất quá tới, huyết tinh nhưng ở bên trong. Huyết tinh là tuyết sơn đỉnh chấn đỉnh chi bảo, ai đều không thể lấy đi, bao gồm cái kia cái gì lung tung rối loạn vô âm ta tưởng các ngươi có phải hay không quên mất điểm cái gì. Lam Thánh Tuyết chỉ chỉ đầu vị trí, hai người kia nhìn hào kỳ quái, nói chuyện phương thức rất đáng yêu, nhưng thực lực lại cực kỳ cao. Giả dạng cũng tiên phiêu phiêu, đáng yêu mang theo khí phách tuyệt đối cực phẩm đồng nam đồng nữ. Bạch y nam lôi kéo bạch y nữ tay đi tới một bên, nhỏ giọng nói thầm, sư muội phía trước sư phụ rời đi trước, có phải hay không công đạo chúng ta điểm cái gì nha? Là nha là nha, công đạo cái gì? Ta đã quên, người cũng biết sao, chúng ta hai người trí nhớ đều không tốt, sư phụ vân du tứ hải đi, cụ thể công đạo chúng ta điểm gì, ta dù sao là một chữ đều không nhớ rõ, sư huynh. Người nói nàng nói cái kia cái gì lung tung rối loạn vô âm, có phải hay không thật sự có cái gì đặt ở chúng ta nơi này nha. Người ngốc nha, chúng ta nơi này cũng chỉ có một cái huyết tinh, kia thì mau vô âm có thể có gì đồ vật đặt ở chúng ta này. Chính là sư phụ phía trước vạn nhất cùng chúng ta nói chúng ta không nhớ kỹ làm sao bây giờ bạch y nam lược một cân nhắc không nhớ kỹ chúng ta coi như chưa từng nghe qua chuyện này chúng ta làm lơ hảo lam thánh tiết nghe bọn họ đối thoại lau một phen hãn hôn mê này đối sư huynh muội như thế nào như thế nào như vậy phản nghịch cứ nhiên không nghe sư phụ nói lại còn có nói cái gì đã quên coi như việc này không phát sinh quá hãn chết nhà ai nếu là có như vậy tiểu đồ đệ kia sư phụ không được mỗi ngày tức giận đến nổi trận lôi đình khụ khụ ta nói ngươi chạy nhanh đi thôi chúng ta nơi này không có đồ vật muốn giao cho ngươi Bạch Y Nam bắt đầu hạ lệnh trục khách. Lam Thánh Tiết sau có thể đi đâu, nàng nếu là như vậy hai tay trống trơn trở về, vô âm chẳng phải là quái nàng làm việc bất lợi. Kia vô âm đối nàng tín nhiệm độ lại đến đại suy giảm. Nói không chừng còn sẽ trừng phạt nàng, cái gọi là gần vua như gần cọp, nàng nhưng không nghĩ vô tội chịu liên lụy. Bye, vest Chương 1180 ngốc manh đáng yêu. Nàng nhìn chằm chằm trước mắt hai người, vung tay đánh nhau. Không không không, này một đôi sư huynh muội tuy rằng ngốc manh một chút, đầu choáng váng một chút, nhưng kia thực lực, tuyệt đối là không thể coi khinh tích, vì vô âm đồ vật làm nàng ra tay, kia cũng quá không đáng. Ngươi luôn nhìn chúng ta làm cái gì nha? Ngươi người này hảo kỳ quái a, à, chạy nhanh đi sao? Bạch y nữ mở to thủy linh linh mắt to, nhìn Lam Thánh Tuyết liếc mắt một cái. Ta đây liền đi, Lam Thánh Tuyết ném xuống một câu, xoay người còn thật sự đi rồi một đôi là huynh muội nhìn lam thánh tiết rất xa rời đi bọn họ hai người cao hứng lại nhảy lại nhảy sư huynh sư huynh ngươi xem ta lợi hại đi lại đem muốn trộm bảo bối người cấp đuổi đi đâu hắc hắc buổi tối buổi tối ta muốn ăn ăn ngon ngươi có cho hay không ta làm nha chính là ta sẽ không làm nha bạch y nam hơi mang uể oải bằng không như vậy đi ngươi ở chỗ này đợi ta đi rất xa địa phương cho ngươi mua đi ta không cần Bạch y nữ hừ hừ, chúng ta là mù đường, phân không rõ đông nam tây bắc, ngươi đi ra ngoài sẽ đi lạc, ta chính mình một người ở Tiết Sơn đỉnh thực nhàm chán. Kia làm sao bây giờ? Nếu không ngươi đừng ăn ngon, chúng ta liền ăn sư phụ cho chúng ta lưu lại hoa hoa thảo thảo hảo. Lại ăn hoa hoa thảo thảo a, bạch y nữ lập tức tiết khí, ta muốn ăn thịt thịt bạch y nam. Tiết Sơn đỉnh không thể so nơi khác, nơi này hàng năm hoang tàn vắng vẻ, liền xúc vật đều không thích tới như vậy rét lạnh địa phương, nơi nào có thịt thịt ăn sao? chính là hắn lại không nghĩ nhìn chính mình tiểu sư muội đói bụng làm sao bây giờ cách đó không xa lam thánh tiết ngồi sổ một cái tiết cầu mặt sau nghe được hai người đối thoại ăn ngon nàng có a à? sự tình làm được như thế nào đế vân thương nhìn thấy lam thánh tiết hai tay trống trơn trở về nhướng mày hai tay trống trơn này không giống như là nhà ta tiểu tiết nhi hành sự tác phong a à? nhưng đừng nói nữa lam thánh tiết một mông ngồi ở trong đống tiết ta gặp một đôi cực phẩm sư huynh muội huyết tinh nhất định là vô âm giao cho bọn họ sư phụ bảo quản chính là bọn họ sư phụ đi ra ngoài vân du tứ hải đi này đối tiểu sư huynh muội nhưng thật ra kỳ ba ngốc manh đáng yêu không nói cư nhiên cư nhiên quên mất bọn họ sư phụ công đạo cho bọn hắn sự tình hơn nữa chết sống đều không cho ta đi vào đem huyết tinh lấy đi ha ha thật là có như vậy thuần khiết người nột cũng khó trách a à, sinh hoạt tại đây tuyết sơn bọn họ tâm linh chính là đều thuần túy nhất vậy ngươi dự bị kế tiếp làm sao bây giờ biện pháp ta đã nghĩ kỹ rồi biện pháp gì Lam Thánh Tiết giảo hoạt cười cười, vất vất tay, người ở chỗ này đợi ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Đế Vân Thương đâu chịu làm Lam Thánh Tiết một người rời đi, làm gì đi? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Nàng thần bí hề hề cười cười. Trạng vạng thời điểm, Tiết Sơn thượng dị thường rét lạnh, chung quanh tiêu điều yên tĩnh, liền ngẫu nhiên điều tiếng kêu đều có thể nghe được. Một đôi sư huynh muội, dựa lưng vào nhau, ngồi ở sơn động khẩu thượng, khổ ba ba nhìn bầu trời bay tới bay lui chim chóc, mắt thấy thiên đều phải đen, các nàng chính là liền cơm đều mộc có ăn đâu. Bụng hảo đói a, à, sư muội, ta đi gặm hoa cỏ đi. Bye, da Dafiu vest Chương 1181 trời sinh đồ tham ăn. Ta không cần lại gặm hoa cỏ a, à, mỗi ngày ăn hoa cỏ ăn nàng đều phải phun rớt, hảo muốn ăn thịt thịt. Hai người cứ như vậy đói trước ngực dán phía sau lưng, sư huynh, ta muốn ăn thịt thịt. Ta muốn ăn thịt thịt. Bạch y nữ tạp đi cái miệng nhỏ, thật sự hảo thèm a, à, hảo muốn ăn a, à, chính là nơi nào có thịt thịt a, à. bỗng nhiên, một cổ kỳ dị phiêu mùi hương loáng thoáng truyền tới hai người chóp mũi bạch y nữ lập tức hai mắt sáng lên, như là phát hiện cái gì hảo bảo bối giống nhau, oa thơm quá, thịt thịt hương vị bạch y nam nhăn nhăn mày, sư muội Nơi này hoang tàn vắng vẻ liền chúng ta hai người, nơi nào có thịt thịt a à, người có phải hay không làm mộng tưởng hảo huyền? Người mới làm mộng tưởng hảo huyền, hư ta chính mình đi tìm. Ta cũng đi. Hai người tìm hương hương khí vị, đi rồi một đoạn không tính đường xa trình, rốt cuộc thấy được một bóng người đưa lưng về phía bọn họ đang ở một đống tiểu hòa trước mặt, không biết ở làm gì lam thánh tiết cảm giác được hai người tới gần không tự giác gợi lên khóe môi nàng tổng cộng đánh ba con tiết thỏ như vậy nướng lên ăn kỳ thật rất không tồi người đây là ở thịt nướng thịt a bạch y nữ nhịn không được khô cằn thấu đi lên ánh mắt đầu tiên thẳng đến kia hoàng kim kim nướng con thỏ nhìn qua thật hương a chính là bọn họ chỉ biết ăn sẽ không nướng tiết thỏ hơn nữa cũng chảo không được tiết thỏ mỗi một lần chảo tiết thỏ thời điểm hai người rõ ràng thấy tiết thỏ không đợi tới tay đâu hai người liền nói thầm lên này một nói thầm tiết thỏ nghe được thanh âm liền chạy mất có thể nói bọn họ hai người chỉ có ăn thiên phú không có chảo thiên phú hơn nữa sư phụ nói qua không cho ăn tiết sơn thượng thịt thịt muốn bọn họ tu thân dưỡng tính ăn hoa cỏ như vậy mới có thể bảo trì dáng người bảo trì trong cơ thể tu vi hai người rốt cuộc tuổi trẻ hơn nữa hai người trời sinh đều là đồ tham ăn nơi nào chịu đựng được thịt thịt dụ hoặc bạch y nam vừa thấy đến là lam thánh tuyết, cả người đều ngốc rớt như thế nào là ngươi bạch y nữ cũng nhìn nàng một cái nguyên lai like là ngươi a à, hì hì bất đồng với tiểu nam đồng bộ dáng bạch y nữ cười tuyệt đối thực chân chó. Này thịt có thể hay không phân cho ta một con, bạch y nam lôi kéo nữ hài, đây chính là chúng ta tuyết sơn đỉnh không chào đón người. Người nói bậy gì đó đâu, cái gì không chào đón, chúng ta là nhất hoan nghênh người như vậy, người ngốc nha, một bên ngốc đi người trước. Bạch y nữ trực tiếp đem nam từ lời nói phủ quyết. Một đôi mắt to, sáng ngời có thần nhìn chằm chằm lam thánh tiết, khổ ba ba bộ dáng liền kém chảy nước miếng. Muốn ăn nướng con thỏ. Lam Thánh Tiết lắc lắc trong tay đã nướng tốt con thỏ. Bạch y nữ cuồng gật đầu, Bạch y nam cũng đi theo gật gật đầu. Hắc hắc dùng huyết tinh tới đổi. Sư huynh muội lập tức kéo xuống khổ qua mặt tỉ tỉ, chúng ta đánh cái thương lượng đi, huyết tinh là sư phụ ta đồ vật là không thể tùy tiện lộn xộn tích. Tiểu muội muội, kia nướng con thỏ cũng là ta đồ vật là không thể tùy tiện loạn cho người khác ăn. Hai anh em, luận phúc hắc, luận thông minh, bọn họ thật đúng là không phải Lam Thánh Tiết đối thủ. Hai người tâm tính kỳ thật cũng không hư, chẳng qua bọn họ quên mất sư phụ đối bọn họ công đạo thôi. Nói thật nếu là bọn họ sư phụ ở, việc này khẳng định liền dễ làm nhiều, trực tiếp đưa ra lệnh bài thì tốt rồi. Huynh muội hai người nghĩ đến Lam Thánh Tiết phía trước lời nói. Thật sâu tự hỏi một phen, kia huyết tinh thật là ngươi? Phiêu vest Chương 1182 huyết tinh. Nếu không phải các ngươi quên mất các ngươi sư phụ lời nói, ta đã sớm bắt được huyết tinh, kỳ thật lại nói tiếp các ngươi hai người đầu óc thật sự không thế nào hảo xử ai chúng ta chính là trí nhớ kém một chút, mù đường một chút, thích ăn một chút, sư phụ còn thường xuyên nói chúng ta, sớm hay muộn có một ngày sẽ làm sai sự, hay là nói chính là hôm nay. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn Lam Thánh Tiết cũng không giống như là người xấu, nếu không ngươi đem lệnh bài để lại cho chúng ta, huyết tinh ngươi liền đem đi đi. Lam Thánh Tiết gật gật đầu, được rồi, này ba con nướng con thỏ cũng để lại cho các ngươi hảo. Hảo nha hảo nha, hai người một trận cuồng gật đầu. Huyết tinh liền ở tiết sơn trong động, bên trong cũng không có cơ quan gì đó, nếu nói lớn nhất cơ quan không gì hơn này một đôi sư huynh muội thực lực của bọn họ cũng thật không phải cái tuy rằng người tương đối đơn thuần một chút nhưng không thể không nói nếu là động khởi tay tới bọn họ hai người sẽ là rất khó triển một đôi địch thủ đem lệnh bài lưu lại lam thánh tiết mang theo huyết tinh cùng đế vân thương hội hợp huyết tinh là hình thoi huyết hồng như lưu ly li, nắm ở trong tay còn có một loại nhiệt nhiệt cảm giác liền thật sự như là người huyết làm thành giống nhau bất đồng chính là nó là một cái vật cứng chất lượng như tinh thạch huyết tinh đâu Lam Thánh Tiết thần bí hề hề từ phía sau lấy ra tới, ở Đế Vân Thương trước mặt quơ quơ, người xem tới tay. Đế Vân Thương đồng tử chợt co rụt lại, Lam Thánh Tiết ý thức được hắn không ổn, vội hỏi, làm sao vậy? Nàng ánh mắt rừng ở này viên tinh thạch thượng, đồng dạng không thể tin tưởng chừng lớn mắt, này viên huyết tinh là nàng như là phản quá thần tới, là kia một nửa huyết dù thượng huyết. Đế Vân Thương gật gật đầu, là nó. Hắn đối chính mình huyết tự nhiên rất là mẫn cảm, huống chi, huyết dù tuy rằng hủy hoại, chính là nói đến cùng, kia mặt trên huyết, vẫn là hắn đâu. Lam Thánh Tuyết trong mắt điên cuồng biểu khởi một cổ lạnh lẽo, vô âm muốn này viên huyết tinh rốt cuộc muốn làm gì? Người tính toán làm sao bây giờ? Đế Vân Thương thấp giọng hỏi. Lam Thánh Tuyết nắm chặt trong tay huyết tinh, vô luận như thế nào, này khối huyết tinh đều không thể giao cho vô âm. Bằng không Vân Thương, chúng ta lộng một viên giả huyết tinh giao cho nàng đi. Không được, Đế Vân Thương lập tức phủ quyết này tưởng tượng pháp, vô âm nhất định liền sẽ liếc mắt một cái phát hiện. Lam Thánh Tuyết thở dài, là ta quá nóng vội, sơ sót điểm này kia làm sao bây giờ đế vân thương hít mắt thật sâu tự hỏi từ tiết sơn trên đỉnh hai người một đường hướng tới thánh thiên giới mà đi làm thánh tiết đã cùng đế vân thương nói tốt đang tới gần thánh thiên giới vị trí đế vân thương liền sẽ rời đi lúc này đây thánh thiên giới kết giới mở ra thời gian tương đối trường làm thánh tiết cũng hoàn toàn không biết phía trước chờ đợi nàng đến tột cùng là cái gì thánh điện bên trong khỉ tiên cúi đầu đứng ở vô âm trước mặt đỏ thẫm quần áo vô âm trương dương mặt mày hớn hở đã điều tra xong Hắn trong đầu đối với mấy ngày hôm trước sự tình hoàn toàn không biết gì cả có thể nói, đã không nhớ rõ. Khi Tiên trả lời, nàng một tiếng áo đen, thật dài đầu bạc che khuất gương mặt, thấy không rõ lắm nàng lỗ trống ánh mắt. Dafil vest Chương 1183 tội ác tay trời đại boss. Hắn trong đầu đối với mấy ngày hôm trước sự tình hoàn toàn không biết gì cả có thể nói, đã không nhớ rõ. Khi Tiên trả lời, nàng một thân áo đen, thật dài đầu bạc che khuất gương mặt, thấy không rõ lắm nàng lỗ trống ánh mắt không nhớ rõ vô âm thấp thấp lặp lại mấy chữ này, suy nghĩ một lát, nàng vẫn là làm một cái sát động tác, diệt trừ hắn. Bổn vương sẽ không lưu một cái khả năng sẽ nhớ rõ kia sự kiện người tại bên người, bổn vương sự tình, tuyệt đối không cho phép bắc mặc ngàn đêm tiết lộ đi ra ngoài nửa cái tự. Khỉ tiên lĩnh mệnh, thực quyết đoán đi xuống, cứ việc đối phương là vô âm nhi tử, nàng như cũ mặt vô biểu tình, vô âm làm nàng làm gì nàng liền làm gì. Hiện tại khỉ tiên, liền tương đương với là vô âm con rối không có chính mình ý thức, chỉ có sẽ phục tùng vô âm mệnh lệnh cảm giác vô âm nhìn khỉ tiên rời đi bóng dáng thật sâu gợi lên khóe môi cười lạnh một tiếng nếu nói trên thế giới này ai nhất không có khả năng phản bội chính mình đó chính là khỉ tiên khỉ tiên đem linh hồn của chính mình bán đứng cho nàng khỉ tiên hết thảy đều là của nàng nàng làm khỉ tiên làm gì khỉ tiên phải làm gì ai kêu khỉ tiên là nàng con dối đâu nhớ tới muốn xử tử bắc mặc ngàn đêm sự tình vô âm như cụ có thể làm được bình tĩnh như vậy dù cho đó là con trai của nàng kia thì thế nào ở không có nắm giữ sinh tử quyền to thời điểm, nàng nhưng cho tới bây giờ không cần nhi tử. Nàng yêu cầu gần là một quả quân cờ, mấy ngày hôm trước buổi tối thời điểm, Bắc Mặc Ngàn đêm tuy rằng nói uống say rượu cho nàng đụng phải vừa vặn tuy rằng hắn cái gì đều không nhớ rõ. Nhưng là nàng quyết không cho phép tại đây chuyện thượng ra một chút sai lầm. Kỳ thật nàng vẫn là nhân từ, chỉ là để ngừa vạn nhất đem Bắc Mặc Ngàn đêm cấp giết, cũng không có làm khỉ tiên đem hắn cấp làm thành cao cấp người sói nàng không thích nhìn đến đã từng cùng chính mình có quan hệ người vẫn luôn ở chính mình bên người lắc lư đây cũng là nàng vì sao không nghĩ làm bắc mặc ngàn đêm làm thành người sói nguyên nhân không phải bởi vì bận tâm thân tình mà là bởi vì chính mình yêu thích vấn đề chỉ cần lý tưởng niệm đem huyết tinh cầm trở về dù cho lam thánh tuyết cùng đế vân thương liên thủ ở không có thánh nguyệt chi liên dưới tình huống nàng như cũng có thể đem lam thánh tuyết cấp lộng chết không tin ta liền thử xem Huyết tinh có thể dùng để đối phó Đế Vân Thương, cũng có thể dùng để trợ giúp chính mình tăng lên tu vi, càng thêm có thể giết Lam Thánh Tuyết, sở hữu hết thảy, nàng đều kế hoạch hảo. Chỉ cần huyết tinh vừa đến tay, Lam Thánh Tuyết ngươi liền chờ chết đi. Đến lúc đó, Bổn vương xem ngươi như thế nào đối Bổn vương xuống tay buổi tối thời điểm, vô âm tính toán một chút thời gian, lúc này, không sai biệt lắm lý tưởng niệm đã ở trở về trên đường. Trong cơ thể lại lần nữa xuất hiện giống mấy ngày hôm trước buổi tối giống nhau tình huống. Ngươi đừng lộn xộn, vô âm lạnh lùng mở miệng, bất đồng chính là, lần này thanh âm tuy rằng là nàng nói, chính là lại là giọng nam. Không bằng chúng ta hai người đánh cái thương lượng như thế nào? Chỉ cần ngươi an an phận phận chờ ta hoàn toàn đem ngươi cấp hấp thu rớt, bổn vương liền có thể buông tha kia tiện nhân. Ngươi xem coi thế nào? Vô âm mới vừa nói xong, nàng trong cơ thể lực lượng lần thứ hai bất an lên. Nàng mắt phượng hung ác, ngươi không tin ta, ngươi không tin ta có thể vòng qua kia tiện nhân, nhưng ngươi dù sao cũng phải tin tưởng ta có thể làm mưa làm gió làm kia tiện nhân đời đời kiếp kiếp không được luân hồi, thống khổ tra tấn nàng đi. Rốt cuộc nàng trong cơ thể hơi thở như là kiêng kỵ nàng theo như lời sự tình, dần dần trở nên an tĩnh, 9 tháng tiến đến, các bạn nhỏ đều khai giảng lạp, đừng quên tiếp tục làm bạn tiên tiên nha. On no vé thắng, đánh thưởng, đề cử phiếu, mau tới oa. Đại gia Moa Moa, by Dafiu Vest. Trường 1184 khiêu chiến. Rốt cuộc nàng trong cơ thể hơi thở như là kiêng kỵ nàng theo như lời sự tình, dần dần trở nên an tĩnh vô âm cất tiếng cười to, người vẫn là để ý kia tiện nhân, tới rồi hiện tại. Người vẫn là như vậy, để ý kia tiện nhân. Ba ngày qua đi Lam Thánh tiết mắt thấy liền phải tới rồi Thánh Thiên giới cảnh nội, lúc này, nàng chuẩn bị làm đế vân thương rời đi. Chính là lúc này, Bạch Nguyệt Nhai lại truyền đến tin tức, vô âm ở Thánh Thiên giới kết giới ngoại tiếp ứng Lam cô nương, đã làm tốt hết thầy chuẩn bị, ở Thánh Thiên giới kết giới đóng cửa trước. Đi vào vân hoàng đỉnh, khiêu chiến, ý ở bắt đi Lam cô nương. Lam Thánh Tuyết cùng Đế Vân Thương nhìn đến này thứ nhất tin tức thời điểm, đều phi thường khiếp sợ cùng nghi hoặc vô âm liền như vậy chờ không kịp. Hai người đồng thời nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là minh bạch tại đây một lần hành động chung, chỉ sợ bọn họ muốn toàn thân mà lui, sợ là rất khó rất khó. Ta trước không rời đi, ta phái người làm bạch nguyệt nhai dẫn người lại đây. Ta tới bám trụ vô âm, người bắt được đồ vật, chúng ta liền cùng nàng đánh với, lúc này đây, chúng ta tuy rằng không có nhiều ít phần thắng, nhưng nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, vô âm cũng không có nhiều ít phần thắng, chúng ta nhiều lắm là ngang tay. Lam Thánh Tuyết nắm lấy hắn tay, gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, không cần bại lộ chính mình thân phận, bắt được đồ vật, người nghĩ cách toàn thân mà lui. Lúc này đây, vô âm xem ra là quyết tâm muốn bước ra ngươi tới. Ta biết, Lam Thánh Tuyết ánh mắt thật sâu, lợi dụng huyết tinh, bắt được vô âm trên người tiểu linh thạch, là nàng cùng đế vân thương thương lượng hảo phải làm sự tình, lại sau đó. Bọn họ sẽ tránh đi vô âm mũi nhọn, lam thánh tiết ngụy trang thành lý tưởng niệm bộ dáng chậm rãi hướng tới thánh thiên giới đi đến vô âm giống như cao cao tại thượng nữ vương bễ Nghệ thiên hạ từ xa tới gần nhìn nàng từng bước một đến gần lý thị nữ vương làm thuộc hạ tới tiếp ứng ngươi lý tưởng niệm gật gật đầu theo một cái tiểu thị vệ hướng tới vô âm đi đến vô âm hôm nay cũng quá mẹ nó gan lớn thị vệ không có mời chào nhiều ít ngược lại là có không ít đêm xử nàng liền như vậy ngồi ở thánh thiên giới bên ngoài chờ nàng trở về Lý Tưởng Niệm rất muốn cười, vô âm cứ như vậy cấp chảo nàng làm gì nha. Tưởng Niệm, tới a, à, huyết tinh đâu? Vô âm đi thẳng vào vấn đề. Lý Tưởng Niệm chậm rãi cười, Nữ hoàng, ta không biết ngươi lại ở chỗ này tiếp ứng ta, ta lại sợ Vân hoàng đỉnh người theo đuôi ta, cho nên ta trước đem huyết tinh cấp ẩn nấp rồi. Giấu ở nào? Vô âm sắc mặt khẽ biến. Giấu ở kia phiến cánh rừng chúng, Nữ hoàng yên tâm, ta tìm địa phương thực an toàn, người khác là sẽ không phát hiện vô âm nghĩ nhiều mắng lý tưởng niệm một câu ngu xuẩn có thể tưởng tượng tưởng lý tưởng niệm làm việc hiệu suất nàng lúc này mới yên lòng cười nói đi bồi bổn vương đi lấy vừa lúc bổn vương yêu cầu ở kia phiến trong rừng làm kiện đại sự lý tưởng niệm nhất thời khó hiểu vô âm nói muốn làm kiện đại sự vẫn là ở trong rừng cây nàng có chuyện gì yêu cầu ở trong rừng cây làm hơn nữa vẫn là đại sự vô âm nàng hôm nay như vậy trắng trợn táo bạo ra tới hiện tại lại là như thế gấp không chờ nổi nàng đến tột cùng muốn làm gì còn có, nàng như thế nào không có nhìn thấy bắc mặc ngàn đêm, chỉ có khỉ tiên, bay, đa phiêu vét. Trường 1185 biến cố phát sinh. Đi vào trong rừng, bọn thị vệ đột nhiên cấp vô âm truyền đến tin tức đế vân thương xuất hiện. Gần một lát công phu, đế vân thương tư thế chút nào không thua vô âm xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Này hết thảy, đều là lam thánh tuyết cùng đế vân thương đã thương lượng tốt. Vô âm nhìn đế vân thương xuất hiện, không khỏi chọn cao lông mày. Ngay sau đó bình phục xuống dưới tâm tình cũng là bằng vào đế vân thương bản lĩnh hẳn là đã sớm biết nàng bước tiếp theo muốn làm cái gì huống hồ này hết thảy nàng căn bản không có nghĩ giấu giếm khiêu chiến muốn bắt đi lam thánh tiết sự tình nàng đều biểu hiện phi thường rõ ràng đế vân thương lúc này xuất hiện ở chỗ này cũng là về tình cảm có thể tha thứ chính là lam thánh tiết như thế nào kỳ dị không có xuất hiện đâu người đi trước cho bổn vương đi huyết tinh bổn vương ở chỗ này chờ ngươi vô âm để ngừa đế vân thương ngăn cản lý tưởng niệm liền thấp giọng mở miệng nói Đế Vân Thương ánh mắt lạnh băng đối diện Vô Âm, cười phi thường yêu nghiệt, "Vô Âm, nghe nói ngươi phải cho bổn tọa hạ khiêu chiến thư." Vô Âm ngẩng ngẩng cầm, nhìn Lý Tưởng Niệm rất xa đi vào cánh rừng chung, mới hử lạnh nói, "Nếu ngươi đều nghe nói, kia tin tức tự nhiên là không giả, bổn vương làm việc từ trước đến nay làm cái gì?" Liền sẽ thừa nhận cái gì? Đế Vân Thương lại cùng Vô Âm không biết nói chút cái gì, Lý Tưởng Niệm từ cánh rừng trung tượng trưng tính tìm được rồi huyết tinh, cầm ở trong tay, chậm rãi hướng tới Vô Âm đi đến đi vào vô âm bên người, nàng trong lòng càng thêm kỳ quái bắc mặc ngàn đêm hôm nay vì sao không có xuất hiện sự tình. Vô âm thấy được huyết tinh, lúc này mới yên lòng, này khối huyết tinh, đúng là nàng đặt ở tuyết sơn đỉnh kia khối huyết tinh không sai, lý tưởng niệm làm việc quả nhiên là làm nàng quá yên tâm. Làm thánh tuyết liền đứng ở vô âm phía trước, mà này phương cánh rừng chung, vô âm lại không có mang những người khác lại đây. Đế vân thương ở cách bọn họ 50 mét chỗ nhìn bọn hắn chằm chằm. Dù cho như thế, vô âm như cũ không có sợ hãi nên làm gì còn làm gì tưởng niệm đem huyết tinh trình lên tới. Vô âm mệnh lệnh, Lam Thánh Tuyết từng bước một đi ra phía trước, phía sau, Đế Vân Thương liền như vậy bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng bóng dáng. Phía trước Vô Âm gắt gao nhìn chằm chằm Lam Thánh Tuyết trong tay huyết tinh. Lam Thánh Tuyết rũ đầu, khóe mắt dư quang quét đến Vô Âm trên cổ tay mang linh thạch, hiện tại chính là động tác hảo thời cơ. Cơ hồ liền ở nàng vươn tay muốn đem huyết tinh giao cho Vô Âm trên tay đồng thời, Nàng đột nhiên ra tay, một phen hướng tới vô âm thủ đoạn chộp tới, vô âm toàn bộ tinh lực đều tập trung ở Lam Thánh Tuyết trong tay huyết tinh mặt trên, đối Lam Thánh Tuyết càng là không có phòng bị. Thình lình xảy ra phát sinh một khắc, làm vô âm sắc mặt đại biến. Nháy mắt công phu, linh thạch tới tay, vô âm vội vàng cúi đầu nhìn chính mình thủ đoạn đang muốn giận Trừng Lam Thánh Tuyết, nàng liền ở ngay lúc này, một tay cầm huyết tinh, một tay cầm linh thạch. Bay nhanh chợt lóe thân, lại từ đế vân thương như vậy một tiếp ứng kết quả chính là vô âm hai tay trống trơn, người cũng không, linh thạch cũng không, huyết tinh cũng không có được đến thật có thể nói là làm mất cả người lẫn của. Trong nháy mắt kia, vô âm dường như không có phản quá thần tới, lý tưởng niệm phản bội nàng. Đầu nhập vào đế vân thương, hiện thực tình huống chính là như vậy. Lý tưởng niệm, người dám phản bội bổn vương, làm thánh tiết trong mắt vừa chuyển, kia có gì không dám. Nàng hiện tại ngụy trang vẫn như cũ không có tiêu trừ, bất quá y theo vô âm thông minh, hiển nhiên liền phải vạch trần nàng. Nàng tin tưởng ở Thánh Thiên giới kết giới ngoại đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Bắc Mặc Ngàn đêm nhất định sẽ biết, đến lúc đó hắn tự có thể tìm ra tìm cơ hội rời đi Thánh Thiên giới. Một trận chiến này, bọn họ cùng Vô Âm đã làm tốt chung cực một trận chiến chuẩn bị. Bai vest chương 1186 cường cường đối thượng. Chỉ cần hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra, Vô Âm cùng bọn họ thế lực ngang nhau. Vô Âm nguy hiểm híp híp mắt, người là vừa rồi thanh âm có chút thay đổi. Làm Thánh Tuyết cong môi cười xé xuống ngụy trang, vô âm, là ta nha, thế nào, quen thuộc sao? Vô âm vừa thấy Lam Thánh Tiết thật nhan, đáy mắt lập tức ấp ủ nổi lên một tầng gió lốc, đáng chết, Lam Thánh Tiết, cư nhiên là ngươi, vẫn luôn là ngươi ẩn núp ở bổn vương bên người. Không nghĩ tới, ta đem tất cả mọi người đã lừa gạt đi, ngươi nói kia đối lão phu thê hảo lừa còn chưa tính. Cố tình ngươi cũng hảo lừa, vô âm, ngươi nói là ngươi quá vô tri vẫn là ta quá gian trá đâu. Lam Thánh Tiết cố ý nói như vậy, chính là muốn sai khai vô âm suy nghĩ miễn cho làm nàng nhớ tới là chính mình cùng kia đối lão phu thê liên thủ lừa nàng. Nói như vậy lên, vừa lúc đem kia đối lão phu phụ cũng về vì bị nàng lừa hàng ngũ chúng. Vô âm tức giận đến nắm tay, đem huyết tinh cho bổn vương. Lam thánh tiết nhướng mày, ngươi muốn, ta cho ngươi là được vô âm kinh ngạc ừ một tiếng, Lam thánh tiết dễ nói chuyện như vậy. Chỉ thấy Lam thánh tiết cười giống chỉ tiểu hồ ly dường như, nắm huyết tinh tay, hung hăng một nắm chặt, huyết tinh lập tức nát, nàng vẫy vẫy ống tay áo, huyết tinh mảnh nhỏ, lập tức hóa thành bụi mù hôi phi yên diệt quả nhiên là toái liền cha đều không dư thừa vô âm tức giận đến ngực thật mạnh phập phồng nàng huyết tinh nàng huyết tinh a à, kia chính là này chỉnh bàn trong kế hoạch cuối cùng một bước a à. huyết tinh chính là dung hợp nàng cùng trong cơ thể người mấu chốt không có huyết tinh nàng căn bản hoàn toàn dung hợp không được trong cơ thể người kia hấp thu không được hắn toàn bộ lực lượng càng thêm khống chế không được linh hồn của hắn lam thánh tuyết cư nhiên liền như vậy vẫy vẫy ống tay áo liền đem huyết tinh cấp vỡ vụn nếu nói vô âm tức giận có bao nhiêu đại đơn từ ánh mắt của nàng trung liền có thể nhìn ra tới nàng hiện tại mấy dục là nổi trận lôi đình làm thánh tuyết nàng nghiến răng nghiến lợi thanh âm giống như là nhìn trăm ngàn thế đại cừu nhân ngươi tìm chết nàng ra tay không chút khách khí sát ý hoàn toàn làm thánh tuyết nhất chiêu cùng nàng đúng rồi đi lên nàng cùng vô âm thực lực vốn dĩ kém thật nhiều chính là vô âm hiện tại đang ở nổi nóng làm việc có điểm không trải qua đại não Lam Thánh Tiết xem chuẩn thời cơ, nghĩ tới phía trước ở ở cảnh trong mơ nhìn đến hết thầy, vô âm bụng bên trái đã từng bị mẫu thân đâm chúng quá kia chính là nàng nhiều năm như vậy. Yếu ớt nhất địa phương. Nàng tế ra từ tà kiếm, tàn nhẫn tiệt tình hướng tới vô âm bụng bên trái đâm đi vào, không sai chút nào. Vô âm đau đớn đánh úp lại, ánh mắt tối sầm lại. Lam Thánh Tiết một cái cúi người tránh thoát nàng chiêu thuật đi tới đế vân thương bên người, tốc chiến tốc thắng. Đế vân thương ở nàng bên tai thấp giọng nói. Lam Thánh Tiết thật mạnh đồng ý, lúc này đế vân thương ở chỗ này, hoàn toàn chỉ là tới uy hiếp vô âm, hắn thân thể chưa khôi phục. Không thể tùy tiện ra tay. Nếu không có vô âm lần này kế hoạch tới như vậy đột nhiên, bọn họ cũng sẽ không tuyển ở hôm nay cùng vô âm đối thượng đây đều là bị buộc bất đắc dĩ, không có cách nào sự tình. Vô âm che lại bị thương bụng bên trái, cảm giác được một chút đau đớn, nàng rốt cuộc an tĩnh lại, cười lạnh nhìn về phía Lam Thánh Tiết. Lam Thánh Tiết a à Lam Thánh Tiết, ngàn tính vạn tính, bổn vương vẫn là cẩn thận mấy cũng có sai sót, lường trước không đến nhất thống hận người cư nhiên liền ở chính mình bên người. Bổn vương còn như vậy tín nhiệm ngươi, bổn vương cả đời liệp ưng, kết quả là cư nhiên bị ưng mổ mắt. Trên đời việc luôn có ngoại lệ, vô âm, chúng ta chi gian sự tình cũng nên kết thúc. Vô âm nghe ngôn, lại là điên cuồng cười to ra tiếng. Bye, Da Phil tám Trường 1187 sát liền sát. Kết thúc, Lam Thánh Tiết, ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể giết được bổn vương không biết tự lượng sức mình. Nàng thật mạnh vứt ra một câu, lại tiếp tục nói. Nhưng phàm là tưởng ngỗ nghịch bổn vương người, đều sẽ không có kết cục tốt, bác mặc ngàn đêm chính là một ví dụ. Lam Thánh Tuyết trong lòng căng thẳng, trên mặt lại bất động thanh sắc mở miệng, bác mặc ngàn đêm. Bổn vương còn liền thân sinh tử đều có thể hạ thủ được, huống chi là những người khác. Bác mặc ngàn đêm đã chết. Nàng không biết nàng hỏi ra những lời này sức lực là nhiều ít, chỉ biết nếu nàng nghe được vô âm đáp án, nàng sẽ nổi điên hắn sớm đã chết vô âm nói vui sướng vô cùng. Lam Thánh Tuyết đột nhiên nắm chặt trong tay Tử Tà ta kiếm, đã chết, Bắc Mặc Ngàn Đêm đã chết, hắn cư nhiên đã chết, Đế Vân Thương cũng là phi thường khiếp sợ. Bắc Mặc Ngàn Đêm cư nhiên làm vô âm cấp giết. Vô âm chân mày một trọn, ánh mắt sắc bén, như thế nào? Người cảm thấy đáng tiếc. Vô âm, người cái này điên nữ nhân. Chấm chấm, Lam Thánh Tuyết ánh mắt hung ác hướng tới Vô Âm đâm tới, Vô Âm không nghiêng không lệch, không tránh không né, nàng liền như vậy lẳng lặng lập Đế Vân Thương nhìn càng thêm cảm thấy không ổn giết nàng giết nàng liền ở lam thánh tiết kiếm liền phải đâm vào vô âm ngực thời điểm vô âm trên mặt giống như huyễn hóa ra mặt khác một trương dung nhan đó là lam thánh tiết một cái không xong suýt nữa không có nắm chặt kiếm tư dẫn cha sao có thể u à thật đúng là thân sinh nữ đâu này đều nhận ra tới vô âm nguyên bản mặt lại hiện lên xuất hiện nguyên bản nàng là không thế nào xác định là lam thánh tiết chính là ngàn năm trước hồng liên chính là hiện tại sao tưởng không xác định đều khó khăn giết bổn vương, hắn đã có thể hồn phi phách tán. Người ăn linh hồn của hắn, Lam Thánh Tiết Trường lớn mắt, vô âm dường như không có việc gì gật gật đầu, người quả thực là quá thông minh, ha ha ha. Giết ta nha, giết ta nha, người giết ta nha, dù sao ta có người chôn cùng. Giết nàng, giết nàng, giết nàng. Vô âm như vậy nói, nàng trong cơ thể tư dưỡng linh hồn cũng như vậy nói. Lam Thánh Tiết đầu óc nóng lên, lồng ngực toàn bộ lửa giận xông ra. Hấp thu nàng tra trí tôn tinh khí không tính, tự nhiên còn đem linh hồn cấp ăn vô âm sát liền sát lam thánh tiết cầm từ ta kiếm nhất kiếm hướng tới vô âm ngực đâm tới vô âm kinh hãi nàng vốn là cố ý kích thích lam thánh tiết không nghĩ tới nàng thật đúng là dám động thủ nàng không cần hắn cha linh hồn lạp như vậy nhất kiếm đi xuống nàng đã chết không quan trọng hắn cha đã có thể hồn phi phách tán lam thánh tiết điên rồi lúc này lam thánh tiết thập phần có chừng mực nàng thâm minh đại nghĩa vô âm cần thiết muốn chết bằng không làm hại thế gian nhưng nàng tra vạn sự khó lưỡng toàn nàng có thể làm sao bây giờ do dự không quyết đoán không kia không phải nàng hành sự tác phong nhưng nàng lần này xuống tay tâm như đau cắt sống không bằng chết a à đối phương là nàng căm hận thời gian dài như vậy đại cừu nhân cũng là nàng trí thân cha a à. vô âm đôi mắt tanh hồng ứng phó một phen năm ngón tay thành chảo hướng tới lam thánh tiết trong tay từ ta kiếm bắt qua đi ở trên thực lực tới nói Lam Thánh Tiết không bằng vô âm nhưng Lam Thánh Tiết có tử tà kiếm tương trợ, đây là vô âm vô pháp bằng được. Đây là đả thương địch thủ một ngàn, tự tổn hại tám trăm phương thức. Này nhất kiếm đi xuống, vô âm thế tất không chết tức thương, nhưng Thánh Tiết lại là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vô âm lực lượng, không thể khinh thường. Đột nhiên, u ám cuồn cuộn, bay, đa phiêu tám Trường 1188 thiên phạt. Đế vân thương tâm tư bách chuyển thiên hồi, tính một chút, hắn thiên phạt hàng đến chín đạo thiên lôi. Không cần, Đế Vân Thương mắt phượng trầm xuống, nhìn đến Lam Thánh Tiết liền phải đối thượng vô âm, hắn vận dụng khởi toàn thân lực lượng, đột nhiên hướng tới Lam Thánh Tiết nhào tới. Hắn kẹp ở bên trong, ngạnh sinh sinh chặn vô âm đối với Lam Thánh Tiết công kích mà Lam Thánh Tiết kiếm, đâm xuyên qua vô âm thân thể kia một khắc, dường như thời gian đều đi theo yên lặng. Vân Vân Thương Lam Thánh Tiết phục hồi tinh thần lại, nhìn đến nàng trước mặt người, cùng với âm lãnh phong, nàng thanh âm như vậy thấp vô âm thấp hèn mặt mày nhìn đâm vào nàng ngực từ ta kiếm không sai chút nào mặc dù là đế vân thương chặn lam thánh tiết tầm mắt nàng vẫn là không sai chút nào đem kiếm đâm vào nàng ngực chung a à, điên cuồng kêu to xuất từ vô âm trong miệng nàng từng bước lui về phía sau thẳng đến thoát ly từ ta kiếm nàng điên cuồng dáng vẻ quả thực cực kỳ giống ác ma tay của ta tay của ta vô âm nhìn đến chính mình đôi tay đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hư thối tán loạn từ ta kiếm linh lực thật lớn nếu như lam thánh tiết đem từ ta kiếm uy lực phát huy đến mười thành Hôm nay, vô âm hẳn phải chết. Nhưng nàng hiện tại lực lượng hữu hạn, có thể khởi động từ ta kiếm uy lực cực tiểu, cho nên, chỉ có thể phát huy từ ta kiếm một nửa lực lượng, nhưng chính là này một nửa lực lượng. Chỉ cần đâm chúng vô âm mạch máu, liền cũng đủ nàng, ba năm trong vòng, không thể tái nhậm trước. Nàng sẽ trước từ tay bắt đầu bởi vì linh lực ăn mòn mà hư thối, vẫn luôn lan tràn đến toàn thân tuy làm nàng bất trí chết, nhưng lại có thể ở ba năm nội, làm nàng sống không bằng chết. Vân Thương, Vân Thương Lam Thánh Tuyết đỡ đế Vân Thương, hắn toàn thân bị vô âm một trường, nguyên bản liền không có phục hồi như cũ thân thể, càng thêm không tốt, ngươi làm gì muốn lao tới? Ngươi cái ngu ngốc, ta nếu là không lao tới kia một trường lực lượng, ngươi như thế nào chịu được? Nhưng ngươi đâu, ngươi nghĩ tới chính ngươi chịu không chịu được sao? Đã không quan hệ, liền tính ta chịu nổi vô âm một trường, ta hôm nay cũng khó thoát kiếp số. Vì vì cái gì? người nhìn bầu trời thượng lam thánh tiếp theo đế vân thương phương hướng nhìn lại u ám viên động khí thế bàng bạc như vậy thế nhưng như là sống thoát thoát lôi đình chi đánh cảnh tượng như vậy nàng giống như đã từng quen biết đó là chỉ có đế vân thương trải qua thiên phạt thời điểm mới có thể xuất hiện cảnh tượng chính là lúc này đây khí thế thế nhưng so trước hai lần không biết lớn nhiều ít lần lần thứ ba thiên phạt chín đạo thiên lôi sao có thể sao có thể nàng không thể tin tưởng mở to mắt như thế nào sẽ thiên phùng lúc này xuất hiện thiên phạt Đế vân thương thân thể chưa phục hồi như cũ a hắn phía trước dùng di hồn chuyển linh phương pháp hơn nữa vừa rồi vì nàng ngăn trở vô âm chí mạng một trưởng thiên phạt sao có thể đĩnh đến qua đi. Đừng nói là chín đạo thiên lôi chỉ sợ là lục đạo đều chịu không nổi đi a. Thánh tuyết ta thiên phạt sắp xảy ra liền tính không vì ngươi ngăn trở kia một trưởng ta cũng chạy trời không khỏi nắng cùng với như vậy chi bằng vì ngươi chặn lại a dù sao ta đã chú định muốn chết sẽ không sẽ không. Làm Thánh tuyết liên tục lắc đầu vô âm thấy vậy, điên cuồng cười to, chịu đựng đau ý. Nàng hảo không thoải mái, trời cũng giúp ta, làm thánh tiết, dù cho ngươi hôm nay làm ta sống không bằng chết thì tính sao? Sớm hay muộn có một ngày, ngươi cũng sẽ nếm đến ta hiện tại tư vị. Này không, ngày này thực mau liền tới phút cuối cùng, đế vân thương sẽ chết, hắn sẽ chết ha ha. Bye, Da Phil Vest. Trường 1189 chuyển cơ sinh mệnh chi nguyên một thật sự là nhịn không nổi vô âm nhìn chính mình dần dần thối giữa cánh tay lập tức lắc mình rời đi liên quan nàng mang đến người cũng đều nhất nhất rời đi thánh thiên giới kết giới vẫn như cũ ở mở ra chỉ có lôi đình tiếng động lại vô nước mưa rơi xuống này thực rõ ràng là đế vân thương lần thứ ba thiên phạt hồng nhan đế hoàng thiên tất cả đều tới này phương thiên địa lam thánh tuyết ôm đế vân thương tâm tình thống khổ nàng lại sao lại không biết đế vân thương sở dĩ nói như vậy chẳng qua là muốn cho nàng yên tâm thái nàng cũng trong lòng biết liền tính không có thiên phạt, hắn vẫn là sẽ không chút do dự xông tới, che ở nàng trước mặt bảo hộ chính mình. Mọi người đều ở trinh lăng lăng nhìn một màn này, lại trước sau vô lực ngăn cản. Đạo thứ nhất màu tím sấm sét ẩm ẩm rơi xuống, trực tiếp bổ ra lam thánh Tiết cùng đế vân thương, lần này thiên lôi giống như là một đạo kết giới, không bao giờ giống phía trước. Lam thánh Tiết có thể đại đế vân thương bị phạt sinh tắc vinh, chết tắc diệt nếu lần này đế vân thương cố nhịn qua thực lực của hắn thế gian không người địch nổi hắn nếu chịu không nổi đi kết cục chỉ có hồn phi phách tán cơ hồ mỗi người đều biết lúc này đây vô luật như thế nào đế vân thương đều là chịu không nổi đi hắn nếu là phía trước tu vi chưa tổn hại có lẽ còn nhưng toàn lực một bác nhưng hiện tại tàn phá thân hình như thế nào chống cự đâu không cần cùng với lam thánh tuyết kinh thiên khóc mà tê tiếng la đạo thứ nhất màu tím sấm sét vẫn là hung hăng bổ vào đế vân thương trên người nàng màu đỏ tươi mắt đỏ hướng phía trước nhào qua đi nhưng thiên phạt chi lực tựa như trên thế giới nhất kiên cố kết giới nàng mỗi qua đi một lần liền sẽ hung hăng bị bắn ngược đi vân thương vân thương nàng khóc kêu không ngừng chụp phủi kia nói ngăn cản trụ nàng kết giới cái loại này trơ mắt nhìn người thương chịu khổ tư vị thực sự không dễ chịu đạo thứ hai đạo thứ ba chín đạo thiên lôi mỗi một đạo bổ vào đế vân thương trong lòng đau ở lam thánh tuyết trong lòng hồng nhan không đành lòng xem đi xuống đừng xem qua đi nằm ở đế hoàng thiên trên vai khóc Bạch Nguyệt nhai âm thầm lau một phen nước mắt nhi. Chín đạo thiên lôi rốt cuộc toàn bộ hàng xong, làm Thánh Tuyết ánh mắt không hề sáng rọi, ngốc ngốc nhìn cách đó không xa sắc mặt tái nhợt, nằm lẳng lặng bất động nhân nhi. Nàng biết này hết thảy đều chậm. Nàng từng bước một đi qua đi thẳng đến đi đến Đế Vân Thương bên người, ngồi xổm xuống thân mình tới, đầu rán phúc ở hắn ngực thượng kia một khắc, nàng nước mắt rơi như mưa. Không có tim đập không có hơi thở, Đế Vân Thương đã chết. Thân thể hắn càng ngày càng lạnh lẽo, thẳng đến một mặt hình người ở trong không khí biến ảo mà ra. Thánh Tiết, Thánh Tiết thân là hồn phách chi thân đế Vân Thương ở không trung bị gió thổi lắc lư một chút. Lam Thánh Tiết ngẩng đầu, nhìn không trung hắn, mở to mắt. "Thánh Tiết ngoan, không khóc, ta không phải đã nói sao, sớm hay muộn đều sẽ có ngày này, Thánh Tiết không phải thực kiên cường sao, sự tình gì đều có thể chính mình đối mặt đúng hay không? Cho nên ở ta rời đi sau, ngươi phải hảo hảo." Lam Thánh Tiết gắt gao cắn cánh môi, chịu đựng nước mắt, lắc đầu, "Ta không cần không có ngươi, ta kiên cường không đi xuống, ta sẽ không ngoan, ta sẽ khóc, cho nên Vân Thương, cầu xin ngươi." không cần đi được không? Đồ ngốc, đế vân thương đôi mắt ôn nhu dạng dỡ, thánh tuyết có thể làm được con đường của ngươi, còn rất dài hắn thân hình, dần dần tiêu tán. Làm thánh tuyết kinh hãi, ra tay dùng quy cốt vây khốn hồn phách của hắn, đem này mạnh mẽ đẩy vào hắn nguyên bản trong cơ thể, phong ấn. Bai, Đa Phiêu Vest, trường 1190 chuyển cơ sinh mệnh chi nguyên 2. Nàng nước mắt từ đầu đến cuối đều không có đình chỉ quá, nàng vươn run dày ngón tay, nhẹ nhàng đặt ở đế vân thương sớm đã không hề hay biết thân thể thượng. Vân Thương thực xin lỗi, ta ta thật sự không có cách nào, ta không nghĩ làm ngươi đi, không nghĩ làm ngươi hồn phi phách tán. Cho nên ta chỉ có thể đem ngươi hồn phách tạm thời phong ấn tại chính ngươi trong cơ thể, cho ta thời gian, ta nhất định sẽ cứu ngươi, nhất định. Tiết Nhi Hồng Nhan đi lên trước tới, khóc hai mắt đỏ bừng, ngươi đây là tội gì đâu. Đây là hắn mệnh, từ ta hoài hắn lúc ấy bắt đầu, ta bị thương. Hắn bị ma lực sở ăn mòn, ta liền biết ta không nên đem hắn sinh hạ tới, hắn thể chất đặc thù, trong cơ thể có ma huyết, coi là thiên địa sở bất dung, sau khi sinh nhất định muốn so người khác vất vả trăm ngàn lần, nhưng khi đó hắn đều sáu tháng, đã có hình thái, ta luyến tiếc không cần hắn. Lam Thánh Tiết nhìn Đế Vân Thương trầm tĩnh tái nhợt mặt ngốc ngốc nghe Hồng Nhan giảng thuật phía trước Đế Vân Thương sự tình. Hắn là ta cùng Hoàng Thiên đứa bé đầu tiên, cũng là duy nhất một cái hài tử, Vân Thương vừa mới sinh hạ tới thời điểm, lớn lên thực đáng yêu, thực chọc người đau, lúc ấy ta may mắn ta sinh hạ hắn. Hơn nữa hứa hẹn cả đời này nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ Vân Thương trưởng thành khi còn nhỏ hắn ở ta cùng hắn phụ vương trước mặt thực nghịch ngợm chính là vừa thấy đến người ngoài liền lạnh như băng lên kia một lần nhìn thấy ngươi là hắn lần đầu tiên chủ động cùng người nhà ở ngoài người ta nói lời nói ngươi đi rồi hắn còn hỏi ta ngươi vì cái gì không còn nữa lúc sau hắn gặp được băng linh đối nàng cũng là yêu quý vô cùng lúc ấy ta thực nghi hoặc vì sao vân thương đối với các ngươi nữ hài tử đều như vậy hảo đâu ta cho rằng khi còn nhỏ ngươi cùng băng linh ở trong lòng hắn là giống nhau đều là bằng hữu cùng khách nhân chính là đều sau lại ta mới phát hiện không phải hắn là đem băng linh trở thành ngươi, trở thành cái kia đã từng xuất hiện trong mắt hắn, rồi lại không thể hiểu được rời đi ngươi. Vì cái gì? Hồng Nhan nhoẻn miệng cười, còn nhớ rõ sao? Lúc ấy ngươi xuất hiện ở Vân Hoàng đỉnh, người mặc một bộ đỏ như máu tiểu váy dài, mà băng linh xuất hiện cũng là như thế. Nhiều năm như vậy, Vân Thương đối băng linh vẫn luôn chiếu cố có thêm, nhưng cũng giới hạn trong huynh muội chi tình, thẳng đến gặp được ngươi, rối loạn hắn tâm, mê hắn mắt. Ta trước sau tin tưởng trong thiên địa, có một số việc là mệnh chung chú định, có một số việc là duyên phận thiên định. Người cùng vân thương, chính là như thế. Hai người, mặc kệ như thế nào biến. Mặc kệ sai mất bao lâu thời gian, ở thời gian sông dài chung, cũng có thể đem đối phương cấp tìm trở về. Chỉ là lúc này đây. Làm thánh tuyết nghe được tâm đều phải nát, lúc này đây, đồng dạng có thể, trước kia đều là vân thương bảo hộ ta, bảo hộ ta, lúc này đây, khiến cho ta hảo hảo bảo hộ hắn. Nàng nói như vậy chém đinh chặt sát, dường như lời thề u ám tan đi, lại nghênh đón nước mưa, Hồng Nhan cùng đế hoàng thiên muốn đem đế vân thương mang đi, Lam Thánh Tuyết lại tưởng đế vân thương lẳng lặng đãi trong chốc lát. Nàng tưởng cứu vân thương, chính là không biết nên như thế nào cứu. To như vậy trên đất trống, Lam Thánh Tuyết ôm đế vân thương, ở tí tách tí tách nước mưa chung, thấp thấp nói nhỏ, Lam Thánh Tuyết ở bên tay hắn nói thật nhiều thật nhiều, nàng biết. Cứ việc đế vân thương nghe không được, nàng vẫn là muốn nói nàng nói, đế vân thương, từ ta quyết định cùng ngươi bên nhau kia một khắc khởi ta liền làm tốt muốn cùng ngươi cùng nhau thượng cùng bích lạc hạ hoàng tiền chuẩn bị. Nàng nói, đế vân thương, ta tưởng bảo hộ ngươi, cũng như ngươi bảo hộ ta như vậy. Nàng còn nói, đế vân thương, ta nhất định sẽ khuynh tẫn hết thảy đi cứu ngươi, bay, đa phiêu chín Trường 1191 ngươi còn sống. Trời mưa đến càng lúc càng lớn, làm thánh tuyết ôm đế vân thương lại một chút không có muốn ly khai ý tứ, nàng biết đây là nàng cùng đế vân thương sở dư lại số lượng không nhiều lắm đơn độc ở chung thời gian thánh tuyết không biết là ai ở trong mưa nhẹ nhàng gọi nàng một câu làm thánh tuyết cả người căng chặt thanh âm này một đôi cầm tú mây tía dày xuất hiện ở nàng trong mắt nàng hơi hơi ngẩng đầu lại nhìn đến một cái nam từ trống một phen dù trên cao nhìn xuống nhìn nàng kia khuôn mặt kia trong mắt ý cười là nàng đời này đều không thể quên dầm mưa nàng nước mắt vẫn là ngăn không được rơi xuống cùng nước mưa hỗn hợp ở bên nhau có vẻ như vậy không rõ ràng ngàn đêm ngàn đêm ngươi còn sống nàng lần đầu tiên có không thể tin tưởng vô âm nói cùng thủ đoạn nàng trước nay đều không có hoài nghi quá vô âm nói bắc mặc ngàn đêm đã chết đó chính là thật sự đã chết chính là hiện tại bắc mặc ngàn đêm bình yên vô sự đứng ở nàng trước mặt còn đối nàng cười nàng đột nhiên có một loại từ địa ngục thăng đến tiên đường cảm giác bắc mặc ngàn đêm ngồi xổm xuống thân tới nhẹ giọng nói thánh tuyết chúng ta trước rời đi cái này địa phương rồi nói sau một chỗ vũ lều chung bọn họ sớm đã thoát ly thánh thiên giới địa bàn Nàng biết, liền tính các nàng hiện tại ở thánh thiên giới trong khu vực tiếp tục ngốc, vô âm cũng vô pháp ra tới. Hiện tại vô âm, thân bị trọng thương. Nếu không phải nhiều năm như vậy, nàng tọa ủng thánh thiên giới, nuôi chồng chính mình không ít thế lực, nàng nhất định sẽ vọt vào thánh thiên giới chung, giết nàng, nhưng làm như vậy. Thánh thiên giới ba tánh sẽ nói nàng cái gì? Không có bằng chứng, chỉ biết cho rằng nàng là mưu chiều soán vị người từ ngoài đến, đến lúc đó, dù cho nàng hồng liên nữ thần thân vận cho hấp thụ ánh sáng. Cũng vô pháp cứu lại đã mất đi thanh danh huống chi, đế vân thương mệnh, so kéo vô âm xuống ngựa, muốn quan trọng quá nhiều quá nhiều. Còn có vô âm trong cơ thể có cha linh hồn, giết nàng, cha liền phải hồn phi phách tán, này sở hữu hết thảy, nàng yêu cầu một thời cơ, một cái chung kết vô âm cơ hội. Đã có thể giết vô âm, cũng tổn hại không được cha hồn phách càng thêm mất đi không được ngàn năm trước, cha mẫu thân sở hội tụ hết thảy cho nàng tạo lên hồng liên nữ thần thanh danh. Một trận chiến này, hai bên cũng coi như là thế lực ngang nhau đứng ở phía trước cửa sổ, Lam Thánh Tiết suy nghĩ này hết thảy, đến tột cùng như thế nào mới có thể bãi bình này hết thảy? Chẳng lẽ thế nào cũng phải muốn tìm được Thánh Nguyệt Chi Liên không thể sao? Tính, mấy vấn đề này nàng đều tạm thời đặt ở một bên, trước mắt quan trọng nhất chính là cứu đế vân thương. Ngàn đêm, người làm ta ở chỗ này đám người, đến tột cùng chờ chính là ai? Lam Thánh Tiết thấy bắc mặc ngàn đêm bung dù tiến vào, không khỏi hỏi, nàng hỏi hắn ở Thánh Thiên Giới đã xảy ra cái gì? hắn lại không có trả lời, ngược lại là nói làm nàng ở chỗ này chờ một người. Tới, bắc mặc ngàn đêm chỉ chỉ vũ lều bên ngoài. Lam Thánh tiết thuận thế nhìn lại thấy một cái người áo đen đứng ở trong mưa, kỳ dị chính là nàng quanh thân thế nhưng giọt mưa chưa ướt. Khỉ tiên đi đến nàng trước mặt bóc trên đầu áo choàng Là ngươi, Lam Thánh tiết chân mày một trọn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc lại không rõ ràng. Là ta, ta hiện tại là nên gọi ngươi đại hộ pháp hay là nên kêu ngươi khỉ tiên? Lam Thánh tiết nhẹ giọng hỏi, cũng hoặc là sư phụ. Sư phụ liền miễn đi, từ linh võ thôn kia sự kiện phát sinh sau, ta đã không có tư cách lại làm ngươi sư phụ. Bye, vest Chương 1192 không bằng tất cả muốn ở bên nhau. Ha ha, Lam Thánh tiết cười cười, lại chưa nói cái gì nữa, vô luận khỉ tiên che giấu cái gì, vô luận khỉ tiên khổ chung là cái gì, nàng kỳ thật đều không nên gạt chính mình, khỉ tiên hẳn là tin tưởng. Lấy chính mình năng lực có thể thực tốt hóa giải năm đó kia sự kiện. Xét đến cùng, năm đó khỉ tiên tuy rằng che giấu chính mình, nhưng nàng trung quy là không có thương tổn đến nàng, ngược lại là đem khỉ tiên chính mình lâm vào như vậy hoàn cảnh. Cho ta chuyển lá cây người, cũng là ngươi đi. Không tôi khỉ tiên thấp giọng nói. Nhìn đến Lam Thánh Tiết liền phải cùng nàng nói lời cảm tạ, nàng vội nói, ngươi không cần nói lời cảm tạ, ta làm này đó, không phải vì ngươi, mà là vì ta nhi tử. Huống chi, ta sở dĩ có thể khôi phục thần trí, là ngươi cùng đế vân thương đi trước thanh hồ sơn, làm ta sư huynh cho ta truyền hồn căn chuyện này tuy rằng không cần nói lời cảm tạ chính là ngàn đêm hắn còn sống ta tin tưởng cũng là ngươi từ giữa bang vội bằng không hắn là tuyệt đối vô pháp từ thánh thiên giới vô âm mí mắt phía dưới bình yên vô sự đi ra khỉ tiên cảm ơn nói ra khỉ tiên tên lam thánh tiết trong lòng có chút chua sót năm đó cái kia đãi nàng như thân nữ sư phụ còn ở chỉ là bất đồng chính là bọn họ địa điểm thay đổi tâm cảnh thay đổi có một số người cũng thay đổi ta có một chuyện muốn nhờ lam thánh tiết bình tĩnh nhìn khỉ tiên là vì đế vân thương sự tình đi tiền bối nhưng có biện pháp khi tiên chậm rãi đi đến đế vân thương nằm địa phương nhìn hắn một cái thở dài một tiếng ta sớm nói qua hắn sẽ vì ngươi mà chết quả nhiên hắn đã sớm biết năm đó ngươi cùng hắn cùng đi linh võ thôn ở nơi đó ta đã từng vì hắn bạc tính quá một quẻ ta đem quẻ tượng nói cho hắn khuyên hắn ly ngươi xa một ít hắn không nghe bừa bãi vì này ta liền báo cho hắn quẻ tượng thượng biểu hiện chung có một ngày hắn sẽ vì ngươi mà chết đời này sống không bằng chết thống khổ vô thường Lam Thánh Tuyết trong lòng ở phát run, lẩm bẩm tự nói, nguyên lai, hắn đã sớm biết có như vậy một ngày, trách không được hắn sẽ nói, sớm hay muộn đều sẽ có ngày này nguyên lai. Hắn đã sớm biết cùng ta ở bên nhau sẽ thực phiền toái sẽ đưa tới mầm tai họa, nhưng hắn vẫn là không mang tất cả muốn cùng ta ở bên nhau. Biết rõ không thể mà vẫn làm, đế vân thương đối với ngươi, xác thật dùng tình sâu vô cùng. Kia tiền bối, nhưng có biện pháp cứu nàng sao? Lam Thánh Tuyết đáy mắt nhiễm bất đắc dĩ, có là có, chỉ là kia sẽ làm ngươi mất đi rất nhiều. Ta không để bụng, Đế Vân Thương vì nàng, liền mệnh đều có thể không cần, nàng mất đi lại nhiều, chỉ cần không mất đi Đế Vân Thương, vậy cái gì đều là đáng giá. Khỉ Tiên ngơ ngẩn nhìn nàng, cười khổ, kỳ thật theo lý mà nói, ta có thể lựa chọn không nói cho ngươi cứu Đế Vân Thương phương pháp. Là bởi vì đêm lạnh phi. Không tồi, ta nhi tử ái ngươi sâu vô cùng, chút nào không thể so Đế Vân Thương thiếu, ta nếu là lựa chọn cứu Đế Vân Thương, chẳng phải là cho ta nhi tử nhiều ra một cái tình địch? bắc mặc ngàn đêm đi lên trước tới cười nói khỉ tiên hai ta không phải nói tốt đều đến đứng ở lam thánh tiết bên này sao ngươi cũng đừng quên a à, ngươi nhi tử thích nàng nếu là nàng có bất chắc gì ngươi nhi tử không được thống khổ chết chẳng lẽ ngươi muốn nhìn nói nữa ngươi nếu là tưởng cùng ngươi nhi tử đoàn viên vậy đến cùng chúng ta cùng chung kẻ địch nghĩ cách diệt trừ vô âm bằng không chúng ta hảo quá không được ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá khỉ tiên hoành hắn liếc mắt một cái tiểu tử ngươi rốt cuộc với ai gần lại nói như thế nào, cũng là ta đổi trắng thay đen cứu ngươi. Bay, Da Vest, chương 1193 đêm trăng tròn. Kia căn bản chính là hai việc khác nhau sao, chúng ta hiện tại chính là người trên một chiếc thuyền, cho nên cứu đế vân thương liền tương đương với cứu chính ngươi, cớ sao mà không làm đâu. Khỉ tiên giàu dĩ nói, ta đây lựa chọn không cứu không được sao. Bắc mặc ngàn đêm, Lam Thánh tiết vội hòa giải, tiền bối, chúng ta nói chính sự mọi người đều khôi phục vẻ mặt chính xác, đã từng có một cái truyền thuyết, nghe nói ở thiên u tử lâm trung tồn tại một người thần linh, tên là sinh mệnh chi nguyên. Nó có thể cứu thế giới thượng rất nhiều đã chết đi người, chỉ cần tìm được nó, có lẽ có thể cứu đế vân thương. Sinh mệnh chi nguyên, không tồi, bất quá đây là truyền thuyết, chưa chắc thật sự. Tin đồn vô căn cứ tất có nhân, nếu truyền thuyết là thật. Như vậy nói vậy thế gian thật sự tồn tại sinh mệnh chi nguyên, tiền bối, người theo như lời thiên u tử lâm, ở địa phương nào nếu là truyền thuyết ngày đó u tử lâm vị trí cũng là không người biết hiểu. Lam Thánh Tiết nhíu mày, thiên địa to lớn, ta muốn đi chỗ nào mới có thể tìm được thiên u tử lâm? Liền cái đại khái phương hướng đều không có sao? Khỉ tiên nhìn nàng một cái, ngươi dùng quy cốt thí nghiệm một chút đi. Lam Thánh Tiết gật gật đầu, bắt đầu bói toán hiện tại bói toán, đích xác thực hao phí tinh thần lực. Nhưng điểm này tinh thần lực đối nàng tới nói, không đáng kể chút nào bói toán một chút lại là không hề kết quả. Lam Thánh Tuyết trong lòng lạnh lẽo thật mạnh. Khỉ Tiên nhìn hạ thời gian đã không còn sớm, nàng cũng nên rời đi. Ta biết đến cũng liền nhiều như vậy. Dư lại sự tình toàn dựa chính ngươi. Khỉ Tiên rời đi, Lam Thánh Tuyết mày nhíu chặt, bắc mặc ngàn đêm xem ở trong mắt thực sự đau lòng a. Hồng Nhan cùng Đế Hoàng Thiên lần lượt đã đến, nghe nói việc này cũng cảm thấy hảo bất an an ủi. Nhưng là Thiên U Tử Lâm rốt cuộc ở nơi nào đâu? Trong truyền thuyết địa phương, trong truyền thuyết hết thầy nên như thế nào đi tìm tiết nhi ta xem chúng ta vẫn là trước đem thương nhi mang về vân hoàng đỉnh đi ở chỗ này trung quy không phải một cái biện pháp sau khi trở về chúng ta lại nghĩ cách làm thánh tuyết đáp ứng lúc này sắc trời đều mau đen ban đêm hàn ý tăng thêm lạnh lẽo đột kích mưa đã tạnh sau không trung xuất hiện một vòng trăng rằm làm thánh tuyết xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài bóng đêm lâm vào trầm tư trung nàng ánh mắt chạm đến bầu trời ánh trăng hơi hơi nhíu mày vương hậu ngàn đêm còn không có trở về sao Hồng Nhan lắc đầu, không đâu, từ trạng vạng đi ra ngoài. Đến bây giờ vẫn luôn không có trở về đâu. Ta đi tìm hắn, Lam Thánh Tiết đang muốn ra cửa, vừa lúc gặp được Bắc Mặc ngàn đêm. Người đây là muốn đi ra ngoài. Ta đi xem ngươi làm gì đi. Đi ra ngoài xoay chuyển, không có gì sự. Nói, Bắc Mặc ngàn đêm hướng trong đi đến. Lam Thánh Tiết thấp giọng hỏi, ngày mai có phải hay không 15? Bắc Mặc ngàn đêm ừ một tiếng, đúng vậy, làm sao vậy? Ta nhớ rõ. Người không phải mỗi một đêm trăng tròn đều sẽ tẩu hỏa nhập ma phát tác sao? Như thế nào này trận? Vô Âm phía trước cho ta rất nhiều đan dược, ta ăn cũng liền không có việc gì, có thể đỉnh hảo một thời gian đâu, làm sao vậy? Không có việc gì, ngày mai 15, ta vừa lúc nhớ tới chuyện này. Lam Thánh Tuyết nhàn nhạt nói. Trước kia nhưng đều không có nhớ tới quá đâu, hôm nay như thế nào như vậy khác thường? Bắc Mặc Ngàn Đêm trong giọng nói hơi mang vài phần bất mãn, lại ủy khuất vô cùng nhìn Lam Thánh Tuyết ngày mai 15 là một cái bói toán ngày lành, có lẽ có thể biết được thiên u tử lâm cụ thể vị trí. Nàng nói, trong giọng nói ẩn hàm một mặt lo lắng, hy vọng nàng phỏng đoán chính là chính xác. Đêm trăng tròn bói toán, có lẽ hiệu quả sẽ lớn hơn một chút. Bay, Da trăm Vest. Trường 1194 bới lông tìm vết. Quả nhiên, ngày hôm sau, Lam Thánh Tuyết Liền vẫn luôn đang chờ buổi tối. Ban ngày thời điểm, mọi người mang theo đế vân thương về tới vân hoàng đình. Trong đó tự nhiên bao gồm Lam Thánh Tuyết cùng bắc mặc ngàn đêm buổi tối gần nhất lâm lam thánh tiết liền lấy ra quy cốt đi đến bên cửa sổ đêm nay là đêm trăng tròn ánh trăng tinh hoa nùng thuần mượn dùng ánh trăng chi lực mở ra quy cốt bói toán có lẽ sẽ làm ít công to bắc mặc ngàn đêm đứng ở một bên có chút lo lắng tiểu tiết nhi ngươi làm như vậy thật sự không có bất luận vấn đề gì sao cùng lắm thì chính là hao tổn một ít tinh thần lực thôi có thể có gì vấn đề bắc mặc ngàn đêm gãi gãi đầu chính là sợ ngươi lại xảy ra chuyện như vậy ta liền chân tay luống cuống lam thánh tiết nhấp môi bật cười bắt đầu bói toán quy cốt ngang dọc ở bạch ngọc bàn trung gian nàng còn chưa từng thi pháp môn liền phanh một chút mở ra chặn nàng kế tiếp phải làm sự tình lam thánh tiết trầm mặt mày nàng không phải đã nói này sở biệt viện không được bất luận kẻ nào tới gần sao nàng vừa thấy người tới là băng linh nổi giận đùng đùng khuôn mặt nhỏ vừa thấy chính là vì đế vân thương sự tình tới băng linh không nói hai lời đi lên trước, giơ lên cánh tay, định phiến Lam Thánh Tiết một cái tát, bắc mặc ngàn đêm còn không có ra tay, băng linh thủ đoạn liền bị Lam Thánh Tiết vô tình cầm. Người phát cái gì điên? Ta nổi điên, băng linh hơi mang buồn cười nhìn nàng, điên rồi rốt cuộc là ai? Lam Thánh Tiết, người rốt cuộc còn biết xấu hổ hay không? Biết rõ chính mình là cái điểm xấu người. Cùng vân thương ca ca ở bên nhau sẽ hại chết hắn, người vẫn là cùng cái cái đuôi nhỏ dường như chết sống dính hắn, ngươi nếu là tưởng hắn chết, ngươi liền lớn tiếng nói ra a, à, giấu che giấu tàng, còn giả bộ một bộ như vậy vô tội bộ dáng cho ai xem đâu. Vân thương ca ca hiện tại đều bị ngươi cấp hại chết, ngươi như vậy trang, còn chuẩn bị cho ai xem đâu. ngươi nói xong sao, nói xong liền cút cho ta đi ra ngoài. băng linh một phen ném ra lam thánh tuyết tay, lửa giận hừng hực cút đi. lam thánh tuyết ngươi thật đúng là đem chính mình trở thành nơi này nữ chủ nhân a. À. làm ta cút đi, ngươi nhất không có tư cách. ta xem nên lăn chính là ngươi đem ngôi sao trổi chết nữ nhân ngươi đừng không biết tốt xấu ngươi lăn không lan không lan ta đem ngươi ném văng ra bắc mặc ngàn đêm đứng ở băng linh trước mặt sắc mặt không vui lần đầu tiên gặp được như vậy vô tri nữ nhân luôn miệng nói người khác là điềm xấu người là ngôi sao trổi cũng không ước lượng ước lượng chính mình mấy cân mấy lượng còn có mặt mũi ở chỗ này nói ẩu nói tả người mẹ nó mất mặt không mất mặt a à băng linh mày liễu một dựng nơi đó ra tới dã tiểu tử tuy nhiên cũng dám giáo huấn khởi ta tới ta hôm nay không chỉ có muốn giáo huấn ngươi, càng muốn đánh ngươi, nguyên bản ta là không đánh nữ nhân, nhưng ta thấy thế nào ngươi như thế nào đều không phải nữ nhân. Mà là một con tu luyện thành hình mẫu dạ xoa đi. Người băng linh tức giận đến đôi mắt trường. Bắc mặc ngàn đêm dương tay liền phải đánh nàng, làm thánh tiết ra tiếng, ngàn đêm bắc mặc ngàn đêm động tác dừng lại, nhìn nàng một cái. Loại này mẫu dạ xoa không giáo huấn liền không biết trời cao đất rộng. Ngươi cùng nàng chấp nhặt làm gì? Nàng đáng giá ngươi động lớn như vậy khí sao? nàng ý tứ đơn giản chính là hoàn toàn không đem băng linh vô cớ gây rối trở thành một chuyện, thậm chí là toàn toàn làm lơ băng linh tồn tại, vì như vậy một người sinh khí, thật sự là quá không đáng. Ở trong mắt nàng, băng linh căn bản là không có bất luận cái gì phân lượng nếu là đặt ở lần đầu tiên gặp mặt có lẽ còn có, rốt cuộc khi đó nàng cho rằng băng linh là đế vân thương muội muội. Bye, vest Chương 1195 Thiên U Tử Lâm nếu là đặt ở lần đầu tiên gặp mặt có lẽ còn có, rốt cuộc khi đó nàng cho rằng băng linh là đế vân thương muội muội nhưng hiện tại băng linh hành động. Một chút một chút đem điểm này phân lượng đều cấp ma không có. Hiện tại đứng ở nàng trước mặt bất quá là một cái chỉ biết phát đại tiểu thư tính tình tiểu nữ hài thôi, hà tất cùng băng linh chấp nhặt đâu. Làm thánh tiết có tâm không cùng băng linh so đo, băng linh lại là vô pháp nhường nhịn đi xuống, hiện tại chết người là nàng từ nhỏ đến lớn liền tâm tâm niệm niệm vân thương ca ca, nói là thanh mai trúc mã cũng không quá, rốt cuộc hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lam Thánh Tuyết, nếu ngươi có tự mình hiểu lấy, ngươi nên ly đến Vân Thương ca ca rất xa, biết rõ cùng hắn ở bên nhau, hắn sẽ có nguy hiểm, ngươi còn khăng khăng làm bậy. Ngươi cái này kêu yêu hắn sao? Ngươi cái này kêu ích kỷ, chỉ ái chính ngươi. Băng Linh, đừng cho ngươi ba phần nhan sắc, ngươi liền tưởng khai phường nhuộm. Ta nhẫn nại là có hạn độ, ta khuyên ngươi hiện tại lập tức cút cho ta đi ra ngoài, nếu không chờ ta phát hỏa. Ta sợ ngươi nhận không nổi người hù dọa ai đâu, nơi này chính là Vân Hoàng Đình, người một cái nho nhỏ thừa tướng chi nữ có thể tiến vào nơi này, đã là vạn hạnh, ngươi còn. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, Lam Thánh tiết ném xuống một câu. Xách lên băng linh cổ áo, hướng ra ngoài đi đến, như vậy, tuyệt đối như là lưu rẻ lau giống nhau ở lưu băng linh hướng ra ngoài đi, lăn ra một chút, lại bước vào nơi này một bước. Xem ta không đánh gãy chân của ngươi, ngươi nếu không tin, ngươi hiện tại liền bước vào tới một bước thử xem băng linh nâng lên chân, thật sự muốn thử một lần, chính là chạm đến lam thánh tiết ánh mắt, rồi lại phùng má giả làm người mập nói, hừ, ngươi chờ, ta sẽ không buông tha ngươi. Lam thánh tiết mặc kệ nàng, xoay người về tới phòng trong. Bắc mặc ngàn đêm muốn vì nàng bênh vực kẻ yếu, lại bị nàng cấp tổ ngăn cản, chính sự quan trọng, không cần lý nàng. Bắc mặc ngàn đêm trong lòng biết hiện tại Lam Thánh Tiết đang ở tâm phiền ý loạn chung, căn bản không có tâm tình đi phản ứng người khác sự tình, đơn giản cũng liền không hề nói cái gì ánh trăng sâu kín lam thánh tuyết đứng ở bạch ngọc trước bàn trình hàm đông thiên phía trên màu bạc ánh trăng nàng lợi dụng chính mình tinh thần lực mở ra quy cốt lực lượng màu đen sóng gợn lực lượng ở không trung chợt lóe chợt lóe ngay sau đó như là tiếp xúc tới rồi nùng tí ánh trăng hắc quang đại thịnh lam thánh tuyết nhắm mắt tập trung tinh thần không ngừng hướng tới quy cốt chuyển vận chính mình tinh thần lực không bao lâu quy cốt phía trên bắt đầu loáng thoáng xuất hiện một ít từ màu bạc cùng màu đen quang mang đan chéo mà thành tranh vẽ bắc mặc ngàn đêm ở một bên đại khí cũng không dám ra một tiếng tiểu tiết nhi có có lam thánh tuyết trên tay không ngừng kết thuật pháp chưa bao giờ đình chỉ nàng chậm rãi mở to mắt ngửa đầu nhìn quy cốt phía trên xuất hiện tranh vẽ ngay từ đầu là mơ mơ hồ hồ theo thời gian kéo dài tranh vẽ bắt đầu trở nên rõ ràng lên lam thánh tuyết cùng bắc mặc ngàn đêm hận không thể dài hơn mấy đôi mắt muốn đem chỉnh bức tranh xem xong ngàn đêm dựa theo mặt trên họa thượng nó bắc mặc ngàn đêm lập tức cầm lấy một bên sớm đã chuẩn bị tốt giấy bút nhanh chóng vẽ lại miêu tả tranh vẽ thượng xuất hiện rất nhiều sơn. Rất nhiều dòng sông, nhưng liền ở sơn thủy vờn quanh gian, có một mảnh nồng đậm rừng cây, này phiến rừng cây bất đồng với mặt khác mà là màu tím, màu tím thụ, màu tím hoa, màu tím quang mang. Sở hữu hết thảy đều là màu tím, nhìn qua, mộng ảo vô cùng, xa hoa lộng lẫy, tựa như thế ngoại tiên cảnh. Này, chính là nàng muốn tìm thiên u tử lâm. Bye, Da Phil Vest. Trường 1196 mà. Bắc mặc ngàn đêm đang ở họa, nhưng quy cốt giữa không trung hình ảnh, lại đã hiện ra mơ hồ xu thế lam thánh tiết đằng không khai tay nhíu mày nói ngàn đêm mau hảo sao vẽ lại như vậy bản đồ thập phần không dễ trên bản đồ mỗi một cái điểm mỗi một ngọn núi mỗi một cái lộ đều phải không sai chút nào vẽ lại xuống dưới nếu không một khi cầm này vốn dĩ chính là đại lục một góc bản đồ bắt đầu đi tìm địa phương hơi chút xuất hiện một chút lệch lạc liền sẽ đi lên không ít đường vòng hậu quả đó là chậm trễ thời gian nhanh nhanh lập tức bắc mặc ngàn đêm trên trán ra một chút mồ hôi mỏng hắn họa sĩ không tồi nhưng cho dù là như thế này vẽ lại như vậy một bức họa vẫn là không dám có chút chậm trễ liền ở bắc mặc ngàn đêm họa cuối cùng một bộ phận thời điểm giữa không trung họa đột nhiên biến mất bắc mặc ngàn đêm bút tích một đốn không có lam thánh tiết đổ mồ hôi đầm đìa một tay ghé vào trên bàn thở hổn hển thở dốc vẽ xong rồi sao bắc mặc ngàn đêm nhăn mày kiếm cuối cùng một góc chưa kịp họa lam thánh tiết ánh mắt bỗng nhiên ảm đạm xuống dưới có không nhớ rõ đại khái hình dáng ta nhớ rõ, nhưng trong đó giống như có mấy cái lộ, quanh có khúc khuỷu, ta nhớ không rõ lắm, làm sao bây giờ? Nếu không ta thử vẽ tranh, hẳn là sẽ không có nhiều ít lệch lạc. Lam Thánh Tuyết nhấp môi, ta lại mở ra quy cốt thử xem. Lam Thánh Tuyết lại dựa theo phía trước cách làm bắt đầu làm, nhưng lúc này đây, dù cho nàng hao phí rất nhiều tinh thần lực cũng không có cách nào lại làm quy cốt sáng lên tới. Nàng thử một lần lại một lần, vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn luôn thí, vẫn luôn thí. Tiểu Tuyết Nhi Bắc Mặc Ngàn đêm xem ở trong mắt thập phần đau lòng. Lam Thánh Tiết đầu ngón tay run rẩy sờ lên quy cốt không nhạy thế nhưng không nhạy quy cốt thế nhưng không nhạy làm sao bây giờ? Bắc Mặc Ngàn đêm ôm lấy nàng bà vai không có việc gì có lẽ là hôm nay quy cốt cùng ánh trăng tương kết hợp sở phát huy lực lượng quá mức thật lớn tạm thời tính phong bế nó bản thân lực lượng. Quá đoạn thời gian có lẽ nó sẽ khôi phục ngươi đừng lo lắng. Chính là kia phân bản đồ. Không có việc gì ta nhớ rõ đại khái, chỉ cần ta hảo hảo ngẫm lại, nhất định sẽ đem cuối cùng một góc cấp họa ra tới, ngươi xem, chúng ta tám phần bản đồ đều họa hảo, cứ như vậy. Chúng ta nhất định có thể tìm được thiên u tử lâm, đế vân thương cũng nhất định sẽ sống lại. Ngươi mệt mỏi, ta đỡ ngươi đi nghỉ ngơi. Ân, Lam Thánh Tuyết cũng là thật sự mệt mỏi, hôm nay lúc này đây bói toán, là nàng nhiều năm như vậy, bói toán lớn nhất một lần, may mắn hết thảy đều là đáng giá, bản đồ trung quy là dần hiện ra tới. Bắc Mặc ngàn đêm vẫn luôn ngồi ở mép giường, nhìn Lam Thánh Tiết Thanh Thiền đi vào giấc ngủ sau, hắn cũng chưa từng rời đi. Ai nên làm ta nói như thế nào ngươi hảo đâu, nhìn một cái ngươi như vậy liều mạng Bắc Mặc ngàn đêm cho nàng dịch dịch góc chăn. Biết nàng ngủ đến thục, hắn nói chuyện nàng cũng nghe không thấy, đơn giản cũng không sợ cố kỵ, Lam Thánh Tiết a, ngươi nói một chút ngươi đi, đều lớn như vậy người, còn để cho người khác nhọc lòng. Ta xem ngươi đâu giống là tỷ tỷ của ta nha, nhìn giống như là muội muội giống nhau đâu hắn ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng tâm lý vẫn là ngọt tư tư, có nàng như vậy một cái hảo tỷ tỷ chính là phi thường may mắn đâu. Nhìn thoáng qua trên bàn chưa từng hoàn thành bản đồ, Bắc Mặc ngàn đêm đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy bút bắt đầu hồi tưởng hắn cuối cùng nhớ kỹ kia một góc. Bay, Da Vest. Chương 1197 tưởng Quang ta môn đều không có. Ở trống trơn giấy tiên thành thượng, vẽ lại họa một lần lại một lần nhìn đầy bàn hoa đen tuyền lanh quanh lòng vòng bản đồ bắc mặc ngàn đêm cắn bút đầu phạm vào sầu thấy thế nào như thế nào đều không đối đâu thử nhiều như vậy biến rốt cuộc nào một loại mới là cuối cùng kia một góc hình dạng đâu trên bản đồ nếu là một cái lộ ra sai lầm chậm trễ cũng không phải là bọn họ nhiều đi thiếu đi mấy cái lộ đơn giản như vậy mà là thời gian thời gian cung cấp với sinh mệnh a này bức bản đồ là thành hoa khiên nghiêu trạng tình thế nói cách khác thiên u tử lâm trên bản đồ trung tâm vị trí nhưng là bọn họ muốn theo lộ vẫn luôn từ bốn phía biên biên rác rác vòng một cái biến mới có thể đi đến mảnh đất trung tâm. Nam rác là nhập môn, lại trải qua góc hướng tây, bắc rác cuối cùng mới có thể đi đến đông rác tới, như vậy tha một vòng lớn, mà nhập khẩu liền ở phía đông này một góc, nhưng chính là này một góc. Hắn chưa kịp họa, bản đồ liền biến mất. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong sở hữu hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, cố tình chính là này một khối chỗ trống. Bắc Mặc ngàn đêm trong lòng cái kia hận a, à, một suốt đêm thời gian. Bắc Mặc Ngàn Đêm đều ở ngọc trước bàn, không ngừng bôi bôi vẽ vẽ, không ngừng tưởng. Buổi sáng, Lam Thánh Tiết tỉnh lại thời điểm, liền ở Bắc Mặc Ngàn Đêm ghé vào ngọc trên bàn, hơi hơi nhắm hai mắt như là ngủ rồi, nàng nhăn nhăn mày, nhẹ giọng nhẹ chân đi qua đi. Nhìn đến rơi dụng đầy bàn giấy tiên thành, nàng liền hiểu rõ hết thảy. "Ngươi tỉnh?" Bắc Mặc Ngàn Đêm mở nhập nhèm mắt, liền nhìn đến Lam Thánh Tiết đứng ở chính mình bên người, thực sự hoảng sợ hắn vươn tay, lấy rớt trên tay nàng họa, này đó đều là ta suy nghĩ vớ vẩn ra tới, chân chính kia một góc ta còn là không có họa ra tới, bất quá đại khái nhớ rõ. Lam Thánh Tuyết thấy hắn biểu tình ảo não, không khỏi cười khẽ, không có việc gì, có này tám phần bản đồ là đủ rồi, nhập khẩu nơi đó, chờ ta tới rồi nơi đó, lại tìm cũng không muộn. Ngươi, ân, ngươi không chuẩn bị mang lên ta, không chuẩn bị, không được, bắc mặc ngàn đêm lập tức đứng lên, chính ngươi mang theo đế vân thương đi. Vui đùa cái gì vậy, ta bồi ngươi đi, này dọc theo đường đi không chừng sẽ xuất hiện cái gì nguy hiểm đâu, ta phải bảo hộ ngươi, ngươi người này lại bổn lại ngốc lại ngốc, không có người tại bên người che chở nào hành. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ quăng ta, chính mình đi, môn đều không có. Lam Thánh tuyết xì một chút cười lên tiếng. Bắc mặc ngàn đêm sắc mặt hơi mang vài phần cứng đờ nói, ngươi cười cái gì cười. Người liền tính là khóc ta cũng sẽ đi theo ngươi đi, hừ. Cười ngươi thực chấp nhất được chưa? Dù sao ta là cùng định ngươi. Thật sự là bướng bỉnh bất quá bắc mặc ngàn đêm ý chí, làm thánh tiết đành phải đáp ứng làm hắn bồi cùng đi, kỳ thật này cũng không xem như chuyện xấu. Chỉ là nàng nguyên bản không nghĩ làm bắc mặc ngàn đêm như thế mệt nhọc, tiếc rằng tiểu tử này thật sự là quá mức nhiệt tình. Y theo bắc mặc ngàn đêm nói, muốn ba ngày sau xuất phát. Nguyên nhân là niệm cập tối hôm qua Lam Thánh Tiết bói toán, hao tổn đại lượng tinh thần lực yêu cầu tĩnh dưỡng thân thể. Lam Thánh Tiết vốn dĩ tưởng chiều nay liền xuất phát, nhưng Hồng Nhan cùng Đế Hoàng Thiên đều tới khuyên nói, đặc biệt là Bắc Mặc Ngàn Đêm tuyên bố muốn đi chính ngươi đi thôi. Đừng nghĩ mang theo Đế Vân Thương thi thể đi, hừ hừ. Lam Thánh Tiết đối với Bắc Mặc Ngàn Đêm cách làm thật sự là dở khóc dở cười, chỉ phải đáp ứng. Ba ngày sau xuất phát đi Thiên U Tử Lâm. Chỉ là này một hàng, thật sự có thể tìm được trong truyền thuyết sinh mệnh chi nguyên sao? Vân Thương, bay, Da Vest, chương một nghìn một trăm chín mươi tám giao bảo hộ phí chỉ là, này một hàng, thật sự có thể tìm được trong truyền thuyết sinh mệnh chi nguyên sao. Vân thương ba ngày chi kỳ thực mau đã đến, Lam thánh tiết sớm đã thu thập thỏa đáng, liền chờ rời đi. Lợi dụng minh hoàng, mang lên đế vân thương cùng bắc mặc ngàn đêm. Trên bản Bạch Nguyệt Nhai là muốn đi theo, nhưng Lam Thánh Tiết Tổng cảm thấy người quá nhiều ngược lại không dễ làm sự, vì thế liền cự tuyệt nhưng thật ra hồng nhan cùng đế Hoàng Thiên. Cam Nguyện đem đế Vân Thương sinh mệnh giao thác cấp Lam Thánh Tuyết cùng bọn họ hai người nói lời tạm biệt sau, Lam Thánh Tuyết cùng Bắc Mặc ngàn đêm từ phương nam mà đi. Băng Linh nhìn bọn họ rất xa rời đi, đứng ở một thân cây hạ, siết chặt nắm tay, Lam Thánh Tuyết. Người hại chết vân thương ca ca, ta sẽ không buông tha ngươi. Hai người từ phương Nam bắt đầu tìm bản đồ đi, vẫn luôn đi rồi hơn một tháng thời gian, vẫn là không có có thể tìm được nhập khẩu. Trong lúc bọn họ trải qua hải vực, trải qua lục địa, đã trải qua vài tòa núi cao, đã có thể hình như là ở quay chung quanh địa đồ đi mê cung giống nhau, vòng tới vòng lui luôn là tìm không thấy nhập khẩu có thể nhìn đến thiên u tử lâm. Nói cách khác bọn họ vẫn luôn bồi hồi trên bản đồ bên ngoài ở chuyển động, thật sự là tìm không thấy đột phá khẩu tiến vào trung tâm. An nhàn chấn, hơn một tháng thời gian, hai người thật sự là đi rồi không ít lộ trình, bọn họ chỉ là dựa theo bản đồ đi, liền đi đến cái này nghe nói là cái gì an nhàn chấn địa phương tới. Nhìn trên tảng đá ba chữ, bắc mặc ngàn đêm chống cầm, tinh tế cân nhắc tiểu tuyết nhi, an nhàn chấn nhưng không có trên bản đồ thượng đánh dấu nha chúng ta đi cái này phương hướng có thể hay không đi nhầm. Phương hướng là đúng, chỉ là trên bản đồ tuy rằng không có đánh dấu, nhưng cũng không đại biểu không có loại địa phương này, nếu chúng ta đều đi đến nơi này tới, liền tiến chấn đi xem đi. Đế vân thương bị Lam Thánh Tuyết đặt ở trên cổ tay không gian vật phẩm trang sức tử linh chạc chung, mỗi cách 12 cái canh giờ, nàng đều sẽ đem đế vân thương thả ra. Tiếp xúc một chút bên ngoài không khí. Đế vân thương hồn phách bị nàng mạnh mẽ cấp phong ấn tại trong thân thể, này cũng không phải biện pháp, thời gian dài, hay là nên tán tán hảo bắc mặc ngàn đêm cùng lam thánh tiết sóng vai mà đi đi vào an nhàn trong trấn an nhàn trấn an nhàn trấn cái này địa phương nhìn qua tựa hồ rất an nhàn ít nhất những người này không cần tiếp xúc bên ngoài mưa mưa gió gió rốt cuộc nhân tâm hiểm ác bắc mặc ngàn đêm nhìn bọn họ pha là có vài phần tâm đắc có chút thời điểm a mặt ngoài nhìn qua chưa chắc hảo lam thánh tiết cùng bắc mặc ngàn đêm hai người trước tìm khách điếm ở trọ giàn xếp xuống dưới hiện tại sắc trời thượng sớm mới giữa trưa trên đường thương lữ lui tới, dân cư không tính thiếu. Giao bảo hộ phí, một cái người vạm vỡ từ nơi không xa hùng hổ đi tới, dọc theo đường phố hai bên, từng cái lấy tiền. Lam Thánh Tuyết cùng Bắc Mặc Ngàn đêm đang ở một cái lão giả bánh bao quán trước mua thịt bánh bao, lại thấy người vạm vỡ đã qua tới, tháng này bảo hộ phí, nên giao. Người vạm vỡ vươn tay, đòi tiền. Lão giả run run dày dày từ chính mình trong túi lấy ra tới hai cái đồng bạc, đây là tháng này bảo hộ phí, ngài xem như thế nào mới hai cái đồng bạc. Tháng trước thiếu kia một cái còn không có còn đâu. Tháng này sinh ý không tốt lắm, kinh tế đình trệ, ta liền dư lại nhiều như vậy, có không châm trước một chút, tháng sau cùng nhau bổ thượng. Bye, Da Phil Vest. Trường 1199 Liễu Gia. Người vạm vỡ nhìn hắn một cái, dựa theo Liễu Gia quy cụt tháng sau nếu là bổ thượng, lợi tức đến phiên gấp đôi, tháng này nếu là không bổ tề kia một quả đồng bạc tháng sau, ngươi phải bổ hai cái. Lão giả vội vàng gật đầu, trên mặt mồ hôi liên tục, hảo 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 ta tận lực ta tận lực chúng ta đi, tiếp theo cái lam thánh tiết người vạm vỡ đi rồi lão giả tự hồ mới thở phào nhẹ nhõm cấp lam thánh tiết bao mấy cái bánh bao thịt lam thánh tiết trên người không có dư thừa tiền lẻ chỉ có đồng vàng liền cho lão giả một quả lão giả sợ tới mức đôi mắt đều chừng lớn một quả đồng vàng mười cái đồng bạc là hắn đã nhiều năm đều tránh không tới tiền đâu cô nương người này tiền quá lớn ta không có tiền lẻ không cần thối lại lam thánh tiết thu bánh bao chuẩn bị chạy lấy người lão giả nào dám tiếp được lam thánh tuyết lớn như vậy tiền này ba cái bánh bao tiền ta từ bỏ cô nương ngươi coi như nếm thử mới mẻ đi này tiền ngươi vẫn là lấy về đi thôi lam thánh tuyết tự nhiên không chịu thu cuối cùng như là nhớ tới cái gì lão gia gia ta tưởng muốn hỏi thăm ngươi một việc này tiền coi như là hỏi đường phí hảo này không biết cô nương yêu cầu chuyện gì lão gia gia nhưng nghe nói qua thiên u tử lâm thiên u tử lâm không có nghe nói qua a à. lam thánh tuyết tức khắc mất mát không ít nga kia cảm ơn lão gia gia nàng rời đi bánh bao quán trước, bắc mặc ngàn đêm tùy thân ở bên, tiểu tuyết nhi. Người cũng không cần quá mức lo lắng, chúng ta hiện tại đều đi đến bản đồ cuối cùng tới, chỉ cần chúng ta lại nỗ lực nỗ lực nhất định có thể tìm được thiên u tử lâm. Ai nếu là cuối cùng một khối họa thượng, ta cũng không cần không đường có thể đi chuyển động đến cái này an nhàn chân tới. Ngàn đêm, đêm nay chúng ta giá minh hoàng lại đi phụ cận núi sông đi dạo đi, nhìn xem còn có hay không mặt khác lộ có thể đi. Tiểu tuyết nhi ngươi cũng đừng đi, ở khách điếm mặt hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta chính mình đi kia nếu là thật sự tìm không thấy lộ chúng ta muốn đường cũ quay trở về. Lam Thánh tiết nhấp môi, không có nói nữa. Trong lòng như là ở suy nghĩ sự tình, nếu không có lộ, bọn họ muốn đi như thế nào? Bọn họ theo bản đồ tiến đến, đi đến an nhàn trong chấn, liền không đường có thể đi, chỉ phải tiến vào nơi này. Nếu ở chỗ này vẫn là tìm không thấy lộ nói, duy nhất biện pháp giống như chỉ có đường cũ quay trở về. Chính là nàng sao có thể như vậy nhẹ giọng từ bỏ. Thật vất vả đi đến nơi này tới, nàng không nghĩ lại quay đầu lại tiểu nhị, nhà của chúng ta liễu ra nói, minh trong đó ngọ, định 10 bàn tiệc rượu, các ngươi có thể thu phục đi. Một cái gã sai vặt hướng về phía điếm tiểu nhị dò hỏi. Lam Thánh Tuyết cùng Bắc Mặc ngàn đêm trở về thời điểm, vừa lúc gặp được việc này. Nàng nhíu mày, liễu ra. Theo nàng biết, vừa rồi cái kia thu bảo hộ phí người vạm vỡ, tựa hồ cũng đề cập một tiếng liễu ra, cái này liễu ra rốt cuộc là người nào điếm tiểu nhị cuống quýt gật đầu đãi gã sai vặt rời đi sau hắn một bên thu thập chén đĩa một bên nhắc mãi xong rồi lại đến làm chút lỗ vốn sinh ý ai này thế đạo a à, khi nào mới là cái đầu a à. trở lại trong phòng bắc mặc ngàn đêm thấy lam thánh tiết lo lắng sốt ruột liền hỏi làm sao vậy ngàn đêm người đi tra một chút liễu ra ở an nhàn trong trấn là người nào bắc mặc ngàn đêm ở không trung vui sướng búng tay một cái được rồi ta liền thích đi ra ngoài chạy chân người ở chỗ này chờ ta a à, ngàn vạn đừng chạy loạn Lam Thánh Tiết nhấp môi bật cười, biết hắn cũng không chịu ngồi yên, đơn giản liền làm hắn đi. Bye, Da Phil Vest. Chương 1200 nàng đi nơi nào? Lam Thánh Tiết cũng không có nhàn rỗi, đợi cho Bắc Mặc Ngàn đêm sau khi rời khỏi đây, nàng liền đi xuống lầu, điếm tiểu nhị ta tưởng muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện. Các ngươi trong thị trấn có không có tuổi hạc lão nhân? Điếm tiểu nhị từ trên xuống dưới đánh giá nàng, ai, lại một cái tới ai hố? Lam Thánh Tiết nghe không hiểu lắm, chẳng lẽ những người khác tới rồi này trong thị trấn, còn phải bị người hung hăng tể một bút liền ở thị trấn phía tây một cái ngõ nhỏ có rất nhiều cái lão nhân đâu người đi nơi đó nhìn xem đi lam thánh tuyết còn chưa đi ra môn đi điếm tiểu nhị liền lại nhắc mãi đi lên người sống tới thị trấn cũng không phải cái gì đại kinh tiểu quái sự như thế nào như vậy xinh đẹp nữ hài tử muốn đi hỏi cái gì lão nhân đâu thật đúng là kỳ quái lam thánh tuyết tự nhiên không để ý tới lập tức rời đi muốn tới thị trấn phía tây cần đến đi rộng mở đại lộ lam thánh tuyết ngẫu nhiên ở san sát nối tiếp nhau phòng ốc bên thấy được một tòa xa hoa độc đáo đại viện kia đại viện thượng hiền hách nhiên viết liễu phủ nàng không nghĩ nhiều làm dừng lại chỉ là ngắm liếc mắt một cái liền hướng tới mục đích địa đi đến tìm được điếm tiểu nhị theo như lời địa phương lam thánh tuyết quả nhiên nhìn thấy vài đôi người ở một khối ngồi nói chuyện phiếm xem tuổi đều là sắp thượng trăm người lão gia gia ta tưởng hướng các ngươi hỏi thăm một chỗ các cụ già chưa từng có gặp qua như vậy xinh đẹp nữ hài hơn nữa này ngõ nhỏ nhiều năm qua cũng không có gì người trẻ tuổi đã tới trừ bỏ liễu phủ người cô nương nhưng hỏi không sao thiên u tử lâm lão ra ra nhóm nhưng có nghe nói qua thiên u tử lâm a à, không có không có lam thánh tuyết hỏi thật nhiều cái lão nhân đều là cái dạng này trả lời nàng sở dĩ lựa chọn tuổi lớn một chút người dò hỏi là bởi vì bọn họ ở chỗ này sinh hoạt thời gian trường đối một ít nhìn thấy nghe thấy khẳng định so người trẻ tuổi muốn nhiều thượng rất nhiều hơn nữa an nhàn trấn vốn dĩ chính là tương đối phong bế tuy rằng đối ngoại mở ra người từ ngoài đến cũng có không ít nhưng đa số đều là trên đại lục bởi vì rèn luyện mà đi đến nơi này người rất ít có người là bởi vì tìm kiếm thiên u tử lâm mà đến nguyên bản ôm như vậy hy vọng tới hỏi thăm hỏi thăm không nghĩ tới lại là như vậy thất vọng mà về một đại buổi chiều thời gian lam thánh tuyết đi đi rừng rừng ở ngõ nhỏ mỗi nhìn thấy một cái lão nhân liền sẽ hỏi thượng vừa hỏi nhưng kết quả đều là giống nhau không có nghe nói qua cô nương Lam Thánh Tiết tâm tình thật sự là hạ xuống tới cực điểm, nghe được có một cái lão nhân run run dày dày chiều nàng đi tới, nàng vội đi ra phía trước, lão ra ra, có chuyện gì? Nghe nói ngươi ở hỏi tham thiên u tử lâm. Lam Thánh Tiết ánh mắt sáng ngời, lão ra ra biết cái này địa phương ở nơi nào? Ta là không biết, Lam Thánh Tiết vừa mới vui vẻ lên cảm xúc lại hạ xuống đi xuống. Bất quá ngươi có thể đi hỏi một người, có lẽ hắn biết ai? biết nhạc, hắn là an nhàn trấn lão nhân, hàng năm lấy bát âm lộng nguyệt mà sống, cực kỳ thích âm luật hắn, hàng năm vào nam ra bắc, ngươi hỏi một chút hắn, hắn có lẽ biết. Chỉ là ta không biết lúc này hắn hay không ở nhà, ngươi đi xem đi. Cảm ơn lão gia gia. Lam Thánh tiết được đến tin tức, lập tức hướng tới ngõ nhỏ quấy chạy như bay mà đi. Chỉ cần có một tia hy vọng, nàng liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ bắc mặc ngàn đêm từ bên ngoài hỏi thăm liễu gia sau khi trở về liền không thấy lam thánh tiết thân ảnh lập tức hắn liền sốt ruột lên nữ nhân này đi nơi nào bay dafilves chương một nghìn hai linh một vạn người thỉnh nguyện thư không phải nói tốt ở chỗ này hảo hảo đợi chờ hắn trở về nơi này trời xa đất lạ nàng vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ một chỗ không phồn hoa nhưng thượng tính sạch sẽ trong tiểu viện lam thánh tuyết gõ vang lên môn có người ở sao có người ở sao môn, hờ khép, nàng gõ gõ môn, không người đáp lại. Nàng liền đẩy cửa mà vào, hoang vu trong sân, có các loại nhạc cụ, nhị hồ, đàn tranh, cầm tiêu, hồ. ập vào trước mặt một cổ nùng liệt âm luật hơi thở. Xin hỏi có người ở sao? Lam Thánh tiết gọi gọi, vẫn là không có người ứng. Nàng vốn dĩ liền không nghĩ tự tiện xông vào nông ra, lại nhân nơi này không có người, chuẩn bị đi ngoài cửa thủ, ai ngờ mới vừa đi tới cửa. Liền nghe được một trận lượn lờ tiếng tiêu nàng dừng lại bước chân, chiều nhìn lại. Nếu tới, cớ gì nhanh như vậy lại rời đi? Vào đi." Lam Thánh Tuyết đi vào đại sảnh, mới nhìn thấy có một người ngồi ở ghế che thượng an tĩnh thổi trong tay trúc tiêu. Lam Thánh Tuyết ở trong đại sảnh vẫn luôn chờ, thẳng đến tiếng tiêu tiệm nghỉ, dừng lại, nàng mới vừa rồi ra tiếng hỏi, "Vị này hẳn là chính là biết nhạc đại sư đi?" Người nọ vẫn là lo chính mình ngồi, phảng phất không có nghe được Lam Thánh Tuyết theo như lời nói. Lam Thánh Tuyết lại không cam lòng này phiền hỏi, "Xin hỏi ngươi là biết nhạc ngươi đứa nhỏ này nhưng thật ra hiểu chuyện, khó được." lam thánh tiết hơi hơi mỉm cười tự biết biết nhạc nói chính là ý gì người ở thổi âm nhạc chung mặc kệ là ai đều không được người khác quấy dày, hơn nữa biết nhạc đại sư thổi đến tốt như vậy ta nghe được một lần cũng là duyên phận người nha ha ha nói chuyện đại điểm thanh âm đi lão nhân ta lỗ tai không thế nào hảo xử có chút thời điểm sẽ nghe không được người khác nói chuyện trách không được nàng vừa rồi gọi vài thanh đều không có người ứng nguyên lai like là nguyên nhân này biết nhạc đại sư ta tới là tưởng hướng ngài hỏi thăm một chỗ biết nhạc đối với trước mắt nữ hài, đặc biệt thích, đặc biệt là xem nàng khí chất bất phàm, linh động có thừa bộ dáng. Vừa thấy chính là cái thông minh diệu nhân. Địa phương nào? Lam Thánh Tiết giơ lên một mặt đại đại tươi cười, Thiên U Tử Lâm, không biết biết nhạc đại sư hay không nghe nói qua. Nàng trên mặt thập phần vội vàng, biết nhạc sắc mặt khẽ biến, Lam Thánh Tiết tự nhiên cũng thấy được hắn biểu tình biến hóa, biết nhạc đại sư. Người hỏi thăm cái này địa phương làm cái gì? Cứu người biết nhạc nhìn nàng một cái, sâu kín thở dài, biết là biết, chỉ sợ là chỉ sợ là cái gì? Chỉ sợ là ngươi vào không được, kia địa phương liền ở an nhàn trấn phía sau núi mặt. Liền ở kia tòa sơn mặt sau, người trước không cần cao hứng quá sớm, thiên u tử lâm, ta cũng không có đi qua, chỉ là niên thiếu khi đã từng nghe nói qua, đó là một cái cực kỳ thần bí địa phương. Tuy rằng ở an nhàn trấn phía sau núi, lại không phải phiên phiên sơn là có thể quá khứ. Nhiều năm như vậy, từ an nhàn trấn tồn tại tới nay, Trung quanh Sở Hữu Sơn, mặc kệ là ai, không xem như dùng cái dạng gì tọa giá, đều phiên bất quá đi, ta năm đó từng nghe ông nội của ta nói, là bởi vì An Nhàn chấn từ Hưng thủy tới nay. Liền tự nhiên mà vậy có một đạo kết giới, đây cũng là vì sao phiên bất quá đi Sơn nguyên nhân. Phá kết giới, sơn thể mở ra kia mặt sau, chính là thế ngoại đào nguyên. Biết Nhạc đại sư có biết như thế nào phá? Vạn người Thỉnh nguyện thư, có ý tứ gì? Lam Thánh Tuyết Hồ nghi, tuy rằng trong lòng tảng đá lớn rơi xuống không ít, nhưng Vạn người Thỉnh nguyện thư là cái gì? Bay, Da Phil Vest. Trường 1202 người đều mau làm ta sợ muốn chết. Ta cũng không biết là cái gì, chỉ là năm đỏ ông nội của ta đã từng nói như vậy quá, nếu là có thời gian, người đến sau núi nhìn xem liền biết bất quá an nhàn chấn ta khuyên cô nương. Vẫn là sớm ngày rời đi nơi đây cho thỏa đáng an nhàn an nhàn, sớm đã không hề an nhàn. Ngàn đêm, người muốn đi đâu a à? Làm thánh tiết trở lại khách điếm, mới vừa tiến phòng, liền nhìn thấy bắc mặc ngàn đêm thay đổi quần áo chuẩn bị ra cửa. Ta Thiên, tiểu tổ tông, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Ngươi đều mau làm ta sợ muốn chết, này một đại buổi chiều ngươi đi đâu? Lo lắng chết ta, Bắc Mặc Ngàn đêm vừa thấy Lam Thánh Tuyết đã trở lại, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ta nguyên bản tính toán ngươi nếu là trời tối phía trước còn không trở lại nói, ta liền đi ra ngoài tìm ngươi. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt, Thiên U Tử Lâm tìm được rồi. Tìm được rồi, Bắc Mặc Ngàn đêm miễn bàn có bao nhiêu cao hứng, quả nhiên là trời xanh không phụ người có lòng. Chúng ta đây chạy nhanh đi a. À hiện tại còn vào không được, đêm nay chúng ta đến sau núi nhìn xem, đúng rồi, liễu ra sự nghe được sao? Nghe được. Bắc mặc ngàn đêm ngồi xuống, uống lên một ly trà, ta nói cho ngươi A, cái này liễu ra, không hỏi thăm không biết. Sau khi nghe ngóng tuyệt đối dọa nhảy dựng A, hắn chính là an nhàn trần nhất giàu có người, cũng là nhất có quyền thế người, có thể so với trấn trưởng, bất quá lại cũng chỉ có giàu có chi danh. Không có tên chính thức, bất quá ngay cả trấn trưởng thấy hắn, đều đến lễ nhượng ba phần. Nguyên nhân, tài đại khí thô bái. Bắc mặc ngàn đêm tự nhiên nói, tài đại khí thô, gần này một nguyên nhân còn không đến mức làm cho cả an nhàn chấn đều kiêng kỵ vị này liễu ra đi. Bắc mặc ngàn đêm nói, như thế, người này, có tiền có thế, càng quan trọng, còn có thực lực, bất quá hình như là tâm địa không tốt lắm. Mỗi một tháng đều phải đi trên đường bán hàng rong trước thu bảo hộ phí. Mỗi một cái tiểu quán ít nhất cũng muốn giao hai cái đồng bạc có chút lão nhân một tháng kiếm tiền đều không đủ giao bảo hộ phí. Hơn nữa, ta chiều nay đi ra ngoài thị sát thời điểm phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng an nhàn trong trấn cái gì đều có bán, cư nhiên không có bán thịt. Ban đêm thời điểm, Lam Thánh Tuyết cùng Bắc Mặc Ngàn đêm đi an nhàn trấn sau núi. Quả nhiên không có xuất khẩu, vừa rồi ta làm Minh Hoàng đi lên xem xét qua, nó cư nhiên cũng phi bất quá đi này đó sơn. Lam Thánh Tuyết ẩn nấp ở trong đêm đen, nhìn trước mắt cao ngất trong mây ngọn núi, trầm giọng nói. Trung quanh cũng không có cơ quan, nhưng thật ra có rất mạnh lực lượng, cách trở ở mở đào sơn người. Lam Thánh Tuyết quan sát tỉ mỉ, thiên hạ chúng sinh, biết thiên u tử lâm người, thiếu chi lại thiếu, nàng trong lòng chắc chắn. Chỉ sợ là ngay cả an nhàn trấn liễu ra cũng không biết ngọn núi này mặt sau là địa phương nào rốt cuộc an nhàn trấn từ xuất hiện tới nay, vẫn luôn là như vậy địa mạo. Trách không được nói nơi này phong bế, kỳ thật chính là bởi vì chung quanh sơn, mọi người không được này nhập. Vạn người thỉnh nguyện thư, rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Làm thánh tiết một bên lưu luyến, một bên tinh tế nghĩ biết nhạc nói. Nàng đứng ở chân núi, ngửa đầu nhìn trước mặt bóng loáng vách núi vạn người thỉnh nguyện thư. Hồ Bắc Mặc ngàn đêm đột nhiên truyền đến hít ngược khí lạnh thanh âm. Bay, Da hai Vest. Trường 1203 vật đổi sao rời. Lam Thánh Tiết quay đầu nhìn lại, lại thấy Bắc Mặc ngàn đêm bị chân núi sinh trưởng bụi gai cấp đâm trúng mắt cá chân. Để ý có độc như thế nào như vậy không cẩn thận đều lớn như vậy người. Còn cùng tiểu hai tử giống nhau mê chơi. Lam Thánh Tiết giận cũng không phải, không giận cũng không phải, chỉ phải đi qua đi, nhìn nhìn hắn thương thế, cũng may không có độc này đó bụi gai đều ở chỗ này sinh trưởng đã nhiều năm, thứ đều phi thường cứng rắn, người nhưng đừng di. Lam Thánh Tuyết nhìn đến bởi vì bắc mặc ngàn đêm mắt cá chân mà chảy ra huyết tích ở trên mặt đất, bọn họ sở chạm vị trí đúng là chân núi, khoảng cách biết nhạc theo như lời kết giới. Cơ hồ chính là dựa gần, này vài giờ huyết, cư nhiên thấm vào ngầm, một tia dấu vết đều không có, đảo mắt biến mất. Này mặt đất hút máu, bắc mặc ngàn đêm trừng lớn mắt, hảo quỷ dị một màn, huyết lưu trên mặt đất, sao có thể nói không có liền không có, do so không khí tiêu hóa còn nhanh. Lam Thánh Tuyết mặt may khẽ nhúc nhích, cắt qua ngón tay, ở không trung bắn một giọt huyết, huyết châu rừng ở trước mặt trên vách núi đá, chỉ thấy chung quanh có một tầng trong suốt sắc kết giới xuất hiện. Ngay sau đó có hồng quang lóe một chút, huyết châu đã không thấy tăm hơi, tùy theo mà đến, kết giới cũng đã biến mất. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân này? Tiểu Tuyết Nhi, người xem Bắc Mặc ngàn đêm chỉ vào hắn dưới chân, liền ở hắn đổ máu địa phương, mặt đất đột nhiên xuất hiện một bức đồ án, đồ án thượng lớn lớn bé bé có thật nhiều cái tiểu viên điểm lam thánh tiết đọc nhanh như gió tính toán tinh chuẩn ngàn đêm ngươi số bên trái ta số bên phải số này đó tiểu viên điểm bắc mặc ngàn đêm trường lớn mắt thiên hắn thấy này đó liền hảo vượng còn là chiếu lam thánh tiết nói làm năm nghìn cái năm nghìn cái hai người đồng thời ra tiếng liếc nhau nói như vậy chính vừa lúc chính là một vạn cái tiểu viên điểm hơn nữa vừa rồi huyết châu ta biết vạn người thỉnh nguyện thư là cái gì nàng nhìn trên mặt đất đồ án, dần dần biến mất tinh thông trận pháp nàng biết này tuy rằng không hoàn toàn thuộc về trận pháp nhưng cũng xem như trận pháp chung nhất cực hạn một loại. Lấy huyết vì trận vật đổi sao rời là cái gì? Bắc mặc ngàn đêm mở to mắt to, hỏi ngốc manh. Trở lại khách điếm, bắc mặc ngàn đêm khổ ba ba truy vấn lam thánh tiết vạn người thỉnh nguyện thư sự tình, nàng rốt cuộc đối hắn nói. Người nói cái gì? là ai như vậy biến thái a à, cư nhiên dùng loại này lạn biện pháp lam thánh tuyết nhìn hắn một cái lắc đầu không có biện pháp mặc kệ lại khổ lại khó chúng ta đều phải làm thiên vạn người thỉnh nguyện thư một vạn cá nhân một giọt huyết chúng ta dùng cái gì đi thu thập a à, lại còn có đều phải an nhàn chấn trên người tiểu tuyết nhi muốn hay không như vậy khổ bức. bắc mặc ngàn đêm tuyệt đối tiếp cận bạo tàu bên cạnh liền dùng nó thu thập. Lam Thánh tiết từ chính mình không gian vòng tay lấy ra tới một chương màu xanh lục bố, ước chừng đến có 3 mét trường. Này miếng vải không giống bình thường, nó chính là hồng nhan vương hậu từ thánh thiên giới lấy ra tới, tính chất thần mã đều là thượng đẳng tích. Chúng ta cầm này miếng vải đi từng bước từng bước người nói, đại ca ca, đại tỷ tỷ, bác trai, bác gái, phiền toái các người một người tích một giọt huyết ở mặt trên, chúng ta yêu cầu cứu người, ngươi cho rằng bọn họ đầu óc làm lừa đá a? À, tuy rằng một giọt huyết không tính cái gì. Thật có chút người chỉ biết đem chúng ta trở thành kẻ điên, không tin, ngươi đi thử thử. Làm thánh tiết gật đầu một cái, ta tin. bay Dafil vest chương 1204 kinh vi thiên nhân tâm động không thôi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lúc cần thiết chờ, chúng ta đến làm một chuyện lớn, làm an nhàn chấn mọi người, đều tin tưởng. Chúng ta là người tốt hơn nữa, chúng ta cũng thật là người tốt hảo sao? Làm thánh tiết cười, đều không phải là mọi người đều là như vậy khẳng khái có chút người cho dù cho rằng một giọt huyết không tính cái gì, bọn họ cũng sẽ không không duyên cớ hoa thương ngón tay tới lấy ra một giọt huyết. Trong thị trấn người, hàng năm không ra, đối với như vậy sự, khẳng định là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ không có thu thập đến một vạn cá nhân huyết tích. Còn sẽ làm trong thị trấn người nghĩ lầm bọn họ là yêu quái, đi vào trong thị trấn là nói chuyện giật gân. Tiểu tuyết nhi, kia trận pháp ngươi thật sự hiểu thấu đáo, một chút không già. Bắc mặc ngàn đêm tin tưởng Lam Thánh tiết đối với trận pháp nghiên cứu cùng thực lực nhưng là hắn sợ kết quả là lam thánh tiết bạch vội một hồi khi đó nàng nên sẽ tâm như cho tàn đi trận pháp cùng kết giới kết hợp trước đây chưa từng gặp là lần đầu tiên nhưng là ta tin tưởng ta nhãn lực hảo ta cũng tin tưởng ngươi quản hắn phía trước như thế nào gian nan đâu có ta bồi ngươi ta liền đại làm một phiếu ai chống đỡ chúng ta lộ chúng ta liền tấu chết ai bắc mặc ngàn đêm hướng tới nàng dơ dơ lên tiểu nắm tay chỉ sợ có một người sẽ chắn chúng ta lộ ai an nhàn trần lớn nhất tài chủ liễu ra hắn dám tấu chết hắn lam thánh tuyết ngày thứ hai tiên một đại lượng lam thánh tuyết cùng bắc mặc ngàn đêm hai cái phòng đã bị bên ngoài loa minh tiếng trống cấp đánh thức thượng đồ ăn thượng đồ ăn Này cái đều cấp ra đem sự làm nhanh nhẹn mười bàn tiệc rượu nhớ kỹ không có khách điếm dưới lầu lại truyền đến ngày hôm qua người vạm vỡ thanh âm lam thánh tuyết cùng bắc mặc ngàn đêm đi xuống lầu đi người vạm vỡ bọn họ vừa lúc rời đi tiểu nhị một bộ khổ qua mặt như là ăn cái gì ngậm bồ hòn lam thánh tiết hỏi qua lúc sau mới biết được nguyên lai like hôm nay là liễu ra con gái một vứt tú cầu tuyển hôn phu nhật tử hai người liếc nhau không hẹn mà cùng hướng tới vứt tú cầu địa phương đi đến bắc mặc ngàn đêm đối chuyện này thật sự không thế nào cảm thấy hứng thú nhưng lam thánh tiết nói hôm nay liễu gia nhất định sẽ tọa trấn lên sân khấu vì hắn nữ nhi chống lưng kể từ đó nàng là có thể nhìn thấy liễu gia người này cũng hảo quan sát quan sát hắn đến tột cùng là thế nào một người nếu thật muốn chắn bọn họ lộ kia bọn họ tuyệt đối sẽ không khách khí nếu không phải vậy khác đương đừng tính người thật nhiều bắc mặc ngàn hôm qua trình diện mà nhìn đến nhiều như vậy người kêu loạn gào thành một mảnh liền chờ đợi lát nữa tiếp tú cầu đâu hắn sờ sờ cái mũi đối với bên người lam thánh tuyết nói người nói nàng một cái thiên kim tiểu thư êm đẹp vứt cái gì tú cầu a à, thật là không hiểu được nữ nhân đến tột cùng suy nghĩ cái gì thế nào cũng phải bằng vào một cái cầu cầu tới định trung thân lam thánh tuyết chỉ là cười cười vẫn chưa nói chuyện chỉ chốc lát sau liễu gia nữ nhi liễu thanh thanh một thân hồng nhạt lụa mỏng mặt nạ bảo hộ hồng nhạt khăn che mặt một thân trang phục lộng lẫy xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt bắc mặc ngàn đêm cùng lam thánh tuyết liền ở đám người một góc bọn họ xem đến cũng không phải là liễu thanh thanh mà là vị kia liễu gia a à. liễu thanh thanh vừa ra mặt mỹ diễm hai mắt quét về phía dưới lầu mọi người lại vừa lúc nhìn thấy bắc mặc ngàn đêm đang ở lầm nhầm lầm nhầm cùng lam thánh tuyết nói chuyện Bắc Mặc ngàn đêm lớn lên vốn là yêu mị như lan, tuy là một cái sườn mặt lại đã là làm Liễu Thanh Thanh kinh vi thiên nhân, tâm động không thôi, ngày mai chính là trung thu ngày hội. Tiên Tiên mong ước đại gia Tết trung thu vui sướng, đoàn đoàn viên viên, bay, da phiêu vest. Chương 1205 nàng ý trung nhân a hảo soái. Bắc Mặc ngàn đêm cùng Lam Thánh Tiết nhưng bất đồng với những người khác, chỉ một cái rất nhỏ động tác liền có thể cảm giác ra giờ phút này có một đôi mắt chính chiều bọn họ bên này quét tới lam thánh tuyết đi xem liễu thanh thanh ánh mắt vừa lúc đừng khai nàng hồ nghi chẳng lẽ là chính mình cảm giác sai rồi tiểu tuyết nhi không phải ta tự luyến ta cảm thấy vừa rồi có người đang xem ta bác mặc ngàn đêm đúng sự thật nói lam thánh tuyết lập tức liền bật cười hảo đi nàng thừa nhận hắn vừa rồi nói chính là chính xác kia vừa rồi ánh mắt là đến từ chính ai đâu liễu thanh thanh không thể nào bắt đầu bắt đầu bắt đầu theo đám người tiếng quát tháo liễu thanh thanh bắt đầu rồi vứt tú cầu bắc mặc ngàn đêm dựa vào tuyệt đối thực xó xỉnh giác nhưng liễu thanh thanh cố ý làm hắn nhận được vì thế không phải đâu bắc mặc ngàn đêm mắt nhìn kia một viên tú cầu hướng tới chính mình chạy như bay lại đây hắn theo bản năng liền phải dùng tay đi chán nhưng tưởng tượng đến lam thánh tiết hôm nay nói sự tình liễu ra khả năng sẽ trở thành trở ngại bọn họ chướng ngại vật hắn không nghĩ làm lam thánh tiết lại làm mặt khác hao phí thời gian sự tình nàng đã đủ không dễ dàng không phải nói đang suy nghĩ biện pháp tìm hiểu liễu gia hư thật sao kia này viên tú cầu hắn nếu là tiếp được cũng vẫn có thể xem là một cái tiếp xúc liễu ra cơ hội tốt lam thánh tuyết lập tức liền đã nhìn ra bắc mặc ngàn đêm trong lòng tính toán nàng nhưng không hy vọng bắc mặc ngàn đêm dùng như vậy phương thức đi tiếp xúc liễu ra hắn căn bản là không thích chuyện này ngàn đêm chúng ta đi lam thánh tuyết giữ chặt bắc mặc ngàn đêm tay hướng ra ngoài đi đến tú cầu đã rơi xuống đám người đang ở tranh đoạt chung bắc mặc ngàn đêm ném ra tay nàng ngàn đêm ta đều có đúng mực không được đi không cần ngươi lo, bác mặc ngàn đêm khăng khăng vì này, hắn liền phải làm như vậy, đây là nhanh chóng nhất cũng là đơn giản nhất phương pháp. Hắn không nghĩ lại nhìn đến Lam Thánh Tiết như thế bôn ba mệt nhọc. Bác mặc ngàn đêm, Lam Thánh Tiết bất đắc dĩ, nghiến răng nghiến lợi. Liền tính ngươi sinh khí ta cũng sẽ làm như vậy, ngươi chờ. Bác mặc ngàn đêm thực lực xông ra, một viên tú cầu mà thôi, hắn nếu là muốn cướp ai có thể đoạt đến qua hắn. Quả nhiên, tú cầu như hắn mong muốn, an an ổn ổn dừng ở hắn trong tay lầu các bên trong liễu thanh thanh miễn bàn có bao nhiêu cao hứng nàng ý trung nhân a à, hảo soái lam thánh tiết thật là vô ngữ bắc mặc ngàn đêm tâm tư nàng lại sao lại không biết bắc mặc ngàn đêm nhận được tú cầu căn bản liền không có xem liễu thanh thanh liếc mắt một cái có thể nói từ đầu đến cuối hắn chưa bao giờ xem qua nàng liếc mắt một cái liền nàng là rất cao hắn đều mặc kệ với hắn mà nói liễu thanh thanh đối hắn thật sự là nhấc không nổi tới một chút hứng thú a à nếu nàng là thiện tâm nữ tử hắn có lẽ đối nàng còn sẽ hảo một chút nếu là cùng nàng cha giống nhau là cái không hơn không kém người xấu vậy một bên ngốc đi thôi tiểu tuyết nhi ngươi xem ta cướp được lợi hại đi hắn hiến vật quý dường như đưa cho lam thánh tuyết lam thánh tuyết hoành hắn liếc mắt một cái hồ nháo tiết chuyện của ngươi chính là chuyện của ta ta nhàn tới không có việc gì chơi chơi cũng không được sao người nhà tội gì đâu vậy ngươi lại là tội gì đâu ai kêu ta quán thượng ngươi như vậy một cái tỷ tỷ bắc mặc ngàn dạ thoại thập phần ủy khuất nhưng trong mắt ý cười càng tăng lên hắn có đôi khi liền suy nghĩ nếu là lúc trước hắn không có đem lam thánh tuyết nghĩ lầm là hắn tỷ tỷ như vậy giờ này ngày này hắn cùng nàng sẽ hướng tới tình lữ phương diện phát triển sao chỉ tiếc a nàng gặp đế vân thương bay da vest chương một nghìn phú khả địch quốc bởi vì bắc mặc ngàn đêm tiếp được tú cầu thực mau liễu phong hạc ra mặt phái người đem bắc mặc ngàn đêm cấp thỉnh đi vào bắc mặc ngàn đêm tuyên bố lam thánh tuyết là hắn tỷ tỷ kết quả là liên quan lam thánh tuyết đều cấp thỉnh qua đi trong lầu các liễu thanh thanh như cũ một thân trang phục lộng lẫy mặt dấu lụa trắng lại là nhìn chằm chằm vào trước mắt bắc mặc ngàn đêm xem bắc mặc ngàn đêm xấu hổ thật muốn một chân đem liễu thanh thanh đá văng ni ma nhìn cái gì mà nhìn chưa thấy qua mỹ nam a công tử Liễu Thanh 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 âm, không thể nói không ngọt, quả thực là quá ngọt quá ngọt, ngọt đến phát nị. Như không phải Liễu Phong hạc ở đây, Bắc Mặc Ngàn đêm nhất định sẽ đỡ Lam Thánh Tiết bà vai phun cái không ngừng, hắn cuộc đời nhất không thích cái gì? Chính là nữ nhân cái loại này đà thanh đà khí giọng, nghe cả người khởi nổi ra gà được không? Hắn liền thích hảo sảng nữ nhân, mới không thích nhu nhu nhược nhược cái loại này loại hình đâu. Tiểu thư hảo, Bắc Mặc Ngàn đêm kia kêu một cái hãn a, thiên a, chạy nhanh đem sự tình nói xong đi. Nói xong hắn hảo tẩu a. Lam Thánh Tuyết ở một bên, trong lòng âm thầm nhạc cái không ngừng, liền kém cả người cười phát run, ngàn đêm a à ngàn đêm, không nghĩ tới, ngươi còn có chịu đựng một ngày, ha ha. Công tử khách khí, về sau về sau chúng ta chính là phu thê, ngươi chỉ lo kêu ta thanh nhi liền hảo. Cái gì? Phu phu thê hắn không có nghe lầm đi. Hắn không nghĩ thành thân a, à, đúng rồi, phu quân tiếp ta tú cầu, về sau chính là thanh nhi phu quân. Liễu Thanh Thanh rũ mắt cười nói, đừng nói bắc mặc ngàn đêm kinh ngạc ngay cả lam thánh tiết đều nhịn không được tưởng trợn trắng mắt tiếp tú cầu bất quá là môi giới mà thôi cũng chính là tương đương với bà mối lúc này mới xem như định rồi nghi thức mà thôi liền cái đính hôn đều không tính là hiện tại khen ngược nhân ra nhà gái đến dán lên tới gắt gao bám lấy bắc mặc ngàn đêm không bỏ một mở miệng liền thành phu quân nàng cái kia vô ngữ a à. có thể hay không đừng như vậy a à, nhà nàng ngàn đêm vẫn là thuần khiết tích nam từ đâu sao có thể nói thành thân liền thành thân khụ khụ thanh nhi a à, người trước đừng có gấp đãi ta hỏi một chút vị công tử này một bên liễu gia tựa hồ cũng không thể tưởng được nhà mình nữ nhi cư nhiên như vậy chủ động đơn giản hỏi một ít bắc mặc ngàn đêm tên họ ra thế thực lực lúc sau liễu gia nhắm ngay cuối cùng một vấn đề công tử có bao nhiêu tài sản a à? bắc mặc bốn biển là nhà không có tài sản không xu dính túi hắn vẫn chưa nói cho liễu gia hắn toàn bộ tên họ mà chỉ là nói hắn kêu bắc mặc dù sao như vậy một cái phong bế chấn nhỏ khoảng cách bắc cương kia chính là xa đi không có tài sản, lập tức Liễu gia sắc mặt liền thay đổi. Bắc Mặc ngàn đêm không chút khách khí gật đầu, không có. Liễu Thanh Thanh lo lắng cho mình cha không đồng ý hôn sự này, vì thế bóc khăn che mặt lộ ra một trương hoa lê dính hạt mưa mặt. gương mặt này còn tính không tồi, xem như một cái trung đẳng mỹ nữ, bất quá so với Lam Thánh Tiết tới vẫn là kém như vậy thật lớn một đoạn. Cha Liễu gia tự nhiên nhìn ra được đến từ gia nữ nhi tâm tư, vì thế rốt cuộc đồng ý việc hôn nhân này. Lam Thánh Tuyết ở trong lòng âm thầm nghĩ, nếu Liễu Phong Hạc biết ngàn đêm là một cương chi chủ, hắn tài sản có thể mua 20 cái an nhàn trấn, hắn sẽ là cái dạng gì phản ứng? Đua tài lực, ở an nhàn trấn, Liễu gia độc đại, đua thực lực, hắn cũng là. Nhưng là nếu là ngàn đêm cùng hắn chân chính hợp lại, hắn liền ngàn đêm ngón tay đều không đủ trình độ. Ngàn đêm không có tiền, ngại hắn nghèo, Liễu gia cũng biết tiểu tử này phú khả địch quốc. Bye, Da vest Chương 1207 phóng ta đi ra ngoài liền tại như vậy không tình nguyện chung, Liễu Phong hạc rốt cuộc quyết định tuyển vì Bắc mặc ngàn đêm vì con rể. Liễu Thanh Thanh cái kia mỹ a, à, vui vẻ đã chết. Lúc này sở hữu nữ nhân đến hâm mộ nàng đi. Bởi vì Bắc mặc ngàn đêm nói hắn hiện tại là bốn biển là nhà, không có chỗ ở cố định. Cho nên Liễu Phong Hạc tự nhiên là cảm thấy làm hắn ở rể Liễu gia tương đối hảo, Bắc Mặc Ngàn đêm nói kia lời nói ý tư cũng chính là như vậy tích kết quả là. Hai bên tựa hồ đạt thành chung nhận thức, Bắc Mặc Ngàn đêm quyết định ở rể, mà Liễu gia cũng quyết định tiếp nhận Bắc Mặc Ngàn đêm. Giữa trưa, Liễu gia liền an bài người mang theo Bắc Mặc Ngàn Đêm cùng Lam Thánh Tuyết tiến vào Liễu phủ quản hạt thế lực nội. Liễu Thanh Thanh dọc theo đường đi đều bạn ở Bắc Mặc Ngàn Đêm bên người, chỉnh Bắc Mặc Ngàn Đêm cái kia hối a, Nima, nữ nhân này có thể hay không đừng như vậy dính người a. Hắn căn bản là không thích nàng a Mặc Ca ca ngươi xem kia đóa hoa đẹp sao? Đẹp, kia Mặc Ca ca cảm thấy hoa cùng Thanh Nhi, cái nào càng đẹp mắt? Đều đẹp, ở Mặc Ca ca trong mắt Thanh Nhi chẳng lẽ không thể so hoa đẹp. Bắc Mặc Ngàn Đêm, đủ rồi đi. Hắn thật sự không có hứng thú trả lời như vậy, không có tiêu chuẩn vấn đề được không? Nếu nói A Du nịnh hót, Bắc Mặc Ngàn Đêm căn bản liền không phải người như vậy. Hắn cũng làm không đến như vậy nịnh nọt, ngươi cảm thấy chính mình thế nào liền thế nào đi. Rất lời, bước bước chân hướng phía trước nhanh chóng đi đến. Liễu Thanh thanh kinh ngạc một lát, cong môi cười, quả nhiên mỹ nam đều là lãnh khốc vô tình có chút người chính là rất kỳ quái. Thượng Vội Vàng không hiếm lạ, đối chính mình lạnh nhạt, cố tình thích chết đi sống lại. Liễu Thanh Thanh đối Bắc Mặc Ngàn đêm chính là người sau tâm lý đi vào Liễu phủ chung. Liễu Phong hạc ngại với mặt mũi quan hệ chung quy là lựa chọn làm Liễu Thanh Thanh tạm thời trở lại chính mình trong khuê phòng. Mà Bắc Mặc Ngàn đêm cùng Lam Thánh Tiết tắc đi theo Liễu Phong hạc quen thuộc địa hình. Lam Thánh Tiết mắt chuyển bốn phía từ vừa bước vào Liễu phủ, nàng liền cảm thấy nơi này rất là không giống bình thường. Đặc biệt là Liễu phủ hậu viện trung kia tòa cao cao chót vót bảo tháp, tuy rằng từ bề ngoài nhìn qua rất là bình thường, nhưng nếu là ly đến gần, Nàng liền sẽ cảm giác có một cổ âm trầm trầm hơi thở ập vào trước mặt. "Liễu ra, xin hỏi một chút, kia tòa tháp nhìn như vậy độc đáo là địa phương nào a? À? Chúng ta có thể vào xem sao?" Nhìn qua cao to lớn cảm giác a, à? Làm Thánh tiết chờ một đám người đứng ở trong đình viện, nàng cố ý giả bộ một bộ đặc biệt không có gặp qua việc đời bộ dáng hỏi. Liễu gia tự hồ đối với nàng bộ dáng, có vẻ thập phần tự hào, kia chính là ta Liễu phủ cấm địa, trừ bỏ ta, bất luận kẻ nào không thể đi vào. "Bắc Mặc ngàn đêm đúng lúc ra tiếng, cấm địa." liễu phủ trung còn có cấm địa đâu, nên không phải là bên trong ẩn giấu cái gì kỳ chân dị bảo đi. Nhạc phụ đại nhân có phải hay không sợ bên ngoài những cái đó tiểu tặc lại đây trộm đồ vật? Lam Thánh Tiết âm thầm cười tiểu tặc, lớn nhất hai cái tặc liền quang minh chính đại ở liễu ra bên người đâu. Kỳ chân dị bảo, người sai rồi, nơi đó như thế nào sẽ có những cái đó tục vật? Lam Thánh Tiết âm thầm nhướng mày, trừ bỏ kỳ chân dị bảo, liễu phong hạc nhất để ý là cái gì đâu? Phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài phóng ta đi ra ngoài một trận ong 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 thanh âm truyền đến làm thánh tuyết trong lòng cả kinh lại là mặt không đổi sắc một cái thiếu nữ thanh âm là từ trong tháp mặt truyền ra tới nàng nhìn nhìn bốn phía gia đình cùng thị nữ bao gồm bắc mặc ngàn đêm các đều phi thường bình tĩnh chẳng lẽ bọn họ không có nghe thấy liễu phong hạc sắc mặt khẽ biến đáng chết thật là không thành thật làm thánh tuyết nhìn liễu phong hạc liếc mắt một cái chẳng lẽ cũng chỉ có nàng cùng liễu phong hạc nghe thấy vừa rồi thanh âm kia tết trung thu vui sướng bài da chương 1208 kỳ quái hiện tượng. Liễu gia kia tòa tháp thật sự rất không tồi lam thánh tiết thử tính nói. Liễu gia nhìn thoáng qua nàng cùng bắc mặc ngàn đêm, nghĩ về sau cũng đều là người một nhà, hơn nữa liễu phủ cấm địa ở an nhàn trong chấn cũng không phải một bí mật. Nhiều lắm nhìn bọn họ như là ngoại lai người, không nghĩ rất lời. Bất quá, chờ bắc mặc nganh thú nhà hắn nữ nhi, về sau làm theo phải biết, chi bằng hiện tại nói ra, cũng có vẻ hắn có thành ý, hơn nữa, liền tính hắn nói, kia thì thế nào? Ai có thể nề hà hắn không thành? lời nói thật cùng các ngươi nói đi đó là khóa yêu tháp cái gì làm thánh tiết khiếp sợ một chút đều không phải giả vờ khóa yêu tháp liễu phủ cư nhiên có khóa yêu tháp hơn nữa liễu phong hạc lộng khóa yêu tháp làm gì bắc mặc ngàn đêm cũng đi theo sừng sốt liễu phong hạc kiến khóa yêu tháp hắn chỉ là một giới phàm nhân cư nhiên lộng khóa yêu tháp này phóng ta đi ra ngoài phóng ta đi ra ngoài thanh âm kia vẫn như cũ ở tiếp tục nhưng bắc mặc ngàn đêm căn bản nghe không thấy nhưng là lam thánh tuyết lại có thể nghe được rõ ràng nàng trong lòng biết là bởi vì thực lực của nàng muốn so ngàn đêm cao một chút nói như vậy liễu phong hạc thực lực cũng là không thấp liễu gia thực lực ở an nhàn trấn đương thuộc đệ nhất ngày thường cũng thích săn yêu sao lam cô nương nhưng thật ra nói đùa săn yêu không phải ta hứng thú mà là ta cần thiết phải làm sự tình nói như vậy liễu gia là thập phần không thích yêu lam thánh tuyết thử người sai rồi ta thực thích yêu Lam Thánh Tuyết trong lòng cả kinh, nhìn Bắc Mặc Ngàn Đêm liếc mắt một cái, hắn cũng là có chút mờ mịt, không biết Liễu Phong Hạc nói lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Thành lập khóa yêu tháp bên trong khẳng định giam giữ đại lượng yêu. Đây đều là một ít chính phái nhân sĩ thích làm sự tình, đương nhiên, Lam Thánh Tuyết đối với điểm này cũng không gật bừa, có rất nhiều chính phái nhân sĩ đánh chính nghĩa cờ hiệu. Chuyên môn làm một ít heo chó không bằng sự tình, những người này đều là rất có này ở nàng cũng không cho rằng liễu gia là một cái thực thiện lương người nếu đúng vậy lời nói hắn cũng sẽ không ỉ vào chính mình tài nổi lên thô vẫn luôn cướp đoạt an nhàn trấn trên bá tánh hắn kiến khóa yêu tháp săn yêu cư nhiên nói thực thích yêu này trong đó rốt cuộc là có ý tứ gì đâu lại nói tiếp chuyện này ở an nhàn trong trấn đã không phải bí mật liễu phong hạc nói chuyện tự nhiên cũng không phải như vậy cố kỵ nên nói cái gì liền nói cái gì hơn nữa hắn luôn có một loại tự biên tự diễn bộ dáng càng thêm thích hưởng thụ người khác cực kỳ hâm mộ ánh mắt liễu gia ta cùng đệ đệ ở tới an nhàn trấn mấy ngày nay có một vấn đề cảm thấy đặc biệt hoang mang hôm nay nương như vậy một cái phương tiện trường hợp muốn hướng liễu gia thỉnh giáo một chút chẳng biết có được không lam thánh tuyết yêu nhã cười đều là người một nhà có chuyện gì cứ nói đừng ngại vì cái gì an nhàn chấn mặt đường thượng đều không có bán thịt đâu người cũng biết sao người trẻ tuổi thích ăn thịt đặc biệt là ta cái này đệ đệ ba ngày không ăn thịt liền ngứa răng này không. vừa tới lúc ấy chuẩn bị cho hắn mua một chút, chính là tìm hơn phân nửa cái an nhàn trấn đều không có tìm được bán thịt địa phương. hỏi thăm lúc sau mới biết được. nguyên lai like an nhàn trong chấn không có bán thịt này nhưng đem ta đệ đệ thống khổ hỏng rồi. lam thánh tuyết liền nói mang biên, nói quả thực chính là phi thường rất thật. bắc mặc ngàn đêm ở một bên nghe đều muốn cười, tiểu tuyết nhi chính là có một tay. nhìn một cái này thanh sắc động dung bộ dáng, liễu phong hạc không tin đều không được bay. đa vest chương một nghìn hai trăm linh chín tiểu nương tử tới ha ha, về sau làm ta liễu phủ con rể, bảo đảm cho các ngươi mỗi ngày ăn đến thịt. Đây là có ý tứ gì? Mặt đường thượng không có bán thịt là bởi vì toàn bộ an nhàn chấn, cũng chỉ có ta liễu phủ có thể hậu viện có thể bán thịt, mọi người, muốn ăn thịt. Nhất định phải tới ta liễu phủ quản hạt thế lực đi mua, mặc kệ là ai, chỉ cần ngươi muốn ăn thịt, phải như vậy. Lam Thánh Tiết giống như vô tình nói, chẳng lẽ liễu ra đem thịt cấp lũng đoạn? Kể từ đó, nhưng thật ra một bút không nhỏ tài phú đâu. Lũng đoạn đó là tự nhiên liễu phủ thế lực chính là lớn đâu ngày thường bảo hộ phí hơn nữa chung quanh sơn chỉ có liễu phủ nhân tài có thể đi lên săn thú hơn nữa an nhàn trong chấn mặt không được các bá tánh tự mình săn yêu huống chi bọn họ cũng không có như vậy thực lực đi lên núi săn thú thú yêu a à, sở hữu yêu hoặc là xúc vật đều bị ta nhốt ở khóa yêu trong tháp mặt ha hả liễu gia chính là cao minh làm thánh tiết trong lòng thầm nghĩ liễu phong hạc quả nhiên là một cái khôn khéo người thời buổi này ai không muốn ăn điểm thịt hắn lại lợi dụng chính mình tài đại khí thô lũng đoạn sở hữu ba tánh lên núi tư cách thậm chí còn có nếu là vi phạm mệnh lệnh của hắn tự mình lên núi không chừng sẽ có cái gì sinh mệnh nguy hiểm hơn nữa cái này khóa yêu tháp nghe hắn ý tứ hắn tu luyện phương thức vẫn luôn này đây dùng ăn yêu thú nội đan tới tăng lên chính mình tu vi loại này phương pháp không chỉ có tà ác càng là bá đạo hơn nữa chỉ có vô lương nhân tài sẽ dùng loại này biện pháp người bình thường dùng như vậy phương pháp tu luyện là sẽ bị người chu chi nơi này xa xôi, liễu phong hạc lấy như vậy phương thức tu luyện, người khác cũng sẽ không biết. Chỉ là thanh âm kia, đến tột cùng là ai đâu. Đi theo liễu phong hạc hướng tới nội sảnh đi đến, khóa yêu tháp nội thanh âm, càng thêm rõ ràng có thể nghe. Lam thánh tuyết bất động thanh sắc cùng bắc mặc ngàn đêm ở liễu phủ có ích thiện. Hôm nay liễu phong hạc làm cho bọn họ ở tại liễu phủ nội, nói là mấy ngày nay liền chuẩn bị chuẩn bị mưu hoa thành thân công việc. Lam Thánh Tiết nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, mấy ngày thời gian, nàng tâm tư tự nhiên sẽ không trước đặt ở liễu phong hạc trên người. Mà là muốn đặt ở kia một trương vạn người thỉnh nguyện thư thượng, một vạn cá nhân huyết. Ban đêm thời điểm, bắc mặc ngàn đêm cùng Lam Thánh Tiết phòng, là láng giềng mà cư. Hắn rảnh rỗi không có việc gì, liền đi Lam Thánh Tiết phòng, tiểu tiết nhi, ta hôm nay xem ngươi nói chuyện có chút kỳ quái, có phải hay không phát hiện sự tình gì. Ngàn đêm, ngươi hôm nay không có nghe được bất luận cái gì thanh âm sao. Không có a, à? ta nghe được khóa yêu trong tháp mặt truyền ra tới thanh âm vẫn là một cái nữ hài thanh âm, nghe tới có chút quái quái, ta đêm nay muốn đi khóa yêu tháp nhìn xem. Hôm nay buổi tối, ở liễu phủ trung hành sự, thật sự có thể. Bác mặc ngàn đêm hỏi. Lam Thánh Tuyết vốn định nói chỉ cần bọn họ che giấu đến hảo. Liền sẽ không bị liễu phong tóc bạc hiện sự, nhưng hai người còn ở nói chuyện với nhau chung, liền nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, Lam Thánh Tuyết không có hảo ý cười cười. Ngàn đêm, người tiểu nương tử tới, mau đi xem một chút. Bắc Mặc Ngàn Đêm khóe miệng vừa kéo, cái gì tiểu nương tử, là phiền toái nhỏ. Hắn nhanh chóng về tới trong phòng của mình, một lát sau Lam Thánh Tiết liền nghe được cách vách truyền đến thanh âm. "Mặc Ca ca, ngươi ở đâu?" Môn mở ra, Bắc Mặc Ngàn Đêm cực không tình nguyện ra tới, nhưng trên mặt còn phải giả bộ một bộ đặc biệt cao hứng bộ dáng. "Bye, vest Chương 1210 trở thành hắn nữ nhân. "Thanh nhi có chuyện gì sao?" nếu là có việc nói, chúng ta ngày mai rồi nói sau, ta hôm nay cảm phong hàn, đầu vựng vựng, thật sự là nghe không vào một chút lời nói, nếu là không có việc gì nói. Vậy ngươi liền đi trước đi, ta mệt nhọc, muốn ngủ, ngày mai ta lại đi tìm ngươi, được không? Này liễu thanh thanh tự nhiên không nghĩ rời đi, mặc ca ca bị bệnh. Ta đi cho ngươi thỉnh đại phu tới. Không cần, bác mặc ngàn đêm vội vàng kéo liễu thanh thanh tay. Liễu thanh thanh sắc mặt đỏ lên. Trong lòng cái kia Mỹ A, à, mặc ca ca, Bắc Mặc Ngàn đêm lại là một câu đều không nghĩ cùng Liễu Thanh Thanh nói, trực tiếp giả bộ một bộ ốm yếu bộ dáng. Liễu Thanh Thanh cũng không nghĩ quấy rầy hắn, lúc này mới không tình nguyện rời đi. Còn nói Hừng Đông sau sẽ mang đại phu tới cấp hắn xem bệnh. Liễu Thanh Thanh thực thích ngươi. Bắc Mặc Ngàn đêm trực tiếp đi tới Lam Thánh Tiết phòng nội. Lam Thánh Tiết cười nói, Bắc Mặc Ngàn đêm lại là nhíu mày, nàng thích không phải con người của ta, mà là dung mạo của ta, nông cạn nữ nhân. Hảo, lời nói không nói nhiều, ta đi khóa yêu tháp một chuyến người muốn hay không đi muốn đương nhiên muốn vì thế một đôi tỷ đệ tà tâm đại tặc gan lớn đi ám tra khóa yêu tháp tiểu thư ngài kêu thuộc hạ tới có chuyện gì sao một vị lão giả khuôn mặt hoa dâm dẫn theo một cái dương nhìn qua như là đại phu ta muốn ngươi đêm nay cấp bổn tiểu thư chuẩn bị một loại đồ vật thứ gì xuân dược còn muốn cái loại này vô sắc vô vị đặt ở trong không khí không dễ phát hiện tiểu thư này như thế nào rất khó làm liễu thanh thanh mày liễu một dựng lão giả vội lắc đầu, đi xuống chuẩn bị. Liễu Thanh Thanh lộ ra tươi cười, ngày mai, nàng liền muốn trở thành bắc mặc người, không có biện pháp, nam nhân kia thật sự là quá có mị lực, nàng thích hắn, đã tới rồi vô pháp tự kềm chế nông nỗi. Nàng yêu cầu làm một chút sự tình tới nhanh chóng được đến chính mình muốn đồ vật. Tuy rằng thành thân công việc đã bắt đầu chuẩn bị, nhưng nàng thật sự là chờ không kịp. 15 phút đều chờ không được, bắc mặc đối nàng càng là lãnh đạm, nàng liền càng là không yên tâm như vậy xuất sắc nhân vật vạn nhất về sau nếu là chạy làm sao bây giờ nàng cái gì đều không để bụng nàng chỉ nghĩ đem chính mình chân quý nhất lần đầu tiên cho hắn nàng phải nhanh một chút trở thành hắn nữ nhân không từ thủ đoạn cũng muốn đạt tới mục đích của chính mình lam thánh tuyết cùng bắc mặc ngàn đêm nhanh chóng thượng tới rồi khóa yêu tháp đi được càng gần lam thánh tuyết trong tai thanh âm liền càng là rõ ràng phóng ta đi ra ngoài phóng ta đi ra ngoài Khóa yêu tháp tổng cộng có 7 tầng, Lam Thánh tiết đầu tiên là từ tầng thứ 7 bắt đầu xem, chống không một vật, hiển nhiên mặt trên càng cao, giam giữ yêu cũng càng là lợi hại. Xem ra Liễu Phong Hạc còn không có bắt được như vậy cường đại yêu. Thẳng đến rơi xuống đến tầng thứ ba thời điểm, Lam Thánh Tuyết đột nhiên từ cửa sổ bên ngoài nhìn đến bên trong từng bước từng bước lồng sắt tử. Nhưng trong đó cũng chỉ có một con lồng sắt tử giam giữ đồ vật bạch hồ hồ, lông xù xù, nhìn qua tuyệt đối không phải hình người. Ngàn đêm, nơi này nơi này nàng chỉ chỉ bên trong. Bắc mặc ngàn đêm bám lấy đầu hướng bên trong vọng, đó là thứ gì? Bởi vì cách đến quá xa, Lam Thánh tiết xem không phải rất rõ ràng. Bye, Da Phil trăm Trường 1211 muốn ôm ôm nàng. Không biết liền ở nàng nói xong, kia lồng sắt tử thú thú đột nhiên chuyển qua thân tới, cách rất xa khoảng cách, Lam Thánh tiết xem áo một đôi ngăm đen con ngươi, đó là... Nàng nhìn nhìn, càng thêm cảm thấy có chút quen mắt, đó là một con hồ ly, như là ở nơi nào nhìn đến quá giống nhau. Thánh tiết tiểu hồ ly làm như há miệng thở dốc gọi ra tới. Lam Thánh Tuyết trong lòng tê dần, yêu nhi sư tỷ. Nàng đồng mắt trợn to, một cái lắc mình, tránh thoát thật mạnh cơ quan, tiến vào tới rồi ba tầng khóa yêu tháp nội, nơi này cơ quan thật mạnh. Nhưng không làm khó được Lam Thánh Tuyết bắc mặc ngàn đêm đi theo Lam Thánh Tuyết mặt sau, nàng đi nơi nào, hắn liền đi nơi nào. Hai người một đường không bị ngăn trở đi tới lồng sắt tử trước mặt, bắc mặc ngàn đêm lúc này mới thấy rõ ràng, nơi này đích sắc giam giữ một con tiểu hồ ly, toàn thân tuyết trắng mau. Ba điều cái đuôi, thật xinh đẹp tiểu hồ ly lam thánh tiết tự nhiên cũng là rõ ràng thấy nàng nhớ rõ ở thanh hồ sơn thời điểm bạch yêu nhi hồ ly chân thân là hai cái đuôi hiện giờ thật dài một đoạn thời gian không thấy nàng tu vi hiển nhiên là tăng nhiều liên quan còn nhiều ra một cái đuôi tam vĩ bạch hồ sư tỷ người như thế nào ở chỗ này lam thánh tiết nhìn nhìn chung quanh cơ quan gì đó bọn họ đều không có đụng vào chính là này lồng sắt tử như nàng sở liệu không tồi là chuyên môn khắc chế yêu thú lồng sắt muốn mở ra yêu cầu chìa khóa có biện pháp mở ra sao Bắc Mặc ngàn đêm nhìn đến nằm ở trong lòng mặt tiểu hồ ly, cảm thấy đặc biệt đáng yêu, như vậy đóng lại rất đáng tiếc. Hơn nữa hắn còn nghe được Lam Thánh Tuyết kêu nàng sư tỷ đâu. Lam Thánh Tuyết suy nghĩ trong chốc lát, gật gật đầu, tế ra từ ta kiếm, ta lập tức cắt đứt lồng sắt tử, đem màu trắng tiểu hồ ly ôm ra tới. Cho ta đi, Bắc Mặc ngàn đêm chưa từng có gặp qua như vậy đẹp tiểu hồ ly, hơn nữa nó toàn thân còn phiếm một tầng bạch sắc quang mang, thoáng chốc mỹ lệ, không lý do, hắn liền muốn ôm một cái nó lam thánh tiết nhướng mày xem hắn còn chưa nói chuyện suy yếu đến cực điểm tiểu hồ ly làm như thực không thích bắc mặc ngàn đêm tiểu thân mình xúc thành một cái đoàn nhi trực tiếp toàn ở lam thánh tiết trong lòng ngực bắc mặc ngàn đêm trợn trắng mắt từ lam thánh tiết trong tay trực tiếp đem nó đoạt lấy tới tiểu hồ ly người muốn ngoan ngoãn a à. ngoan ngươi đại gia ngươi cho ta buông ra bạch yêu nhi vốn dĩ liền không quá thích nam nhân đụng vào lúc này khen ngược bắc mặc ngàn đêm trực tiếp đem nàng ôm ở trong lòng ngực nó có thể cao hứng sao cứ việc thân là hồ thân, nó cũng đến kháng nghị. Ua, ngươi tiểu gia hỏa này liền không bỏ ngươi Bạch Yêu Nhi một trận khí huyết dâng lên, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tiểu hồ ly, tiểu hồ ly, uy tiểu hồ ly, ngươi tỉnh tỉnh. Bắc Mặc Ngàn đêm nóng này, hắn thật không phải cố ý khí nàng, hắn chỉ là rất muốn ôm một cái nàng sao? Hắn nhìn Lam Thánh Tuyết, Lam Thánh Tuyết vô ngữ lắc lắc đầu. Hai người lặng yên không một tiếng động về tới phòng nội đem bạch yêu nhi đặt ở trên giường lam thánh tiết vốn định vì nàng chuyển vận nguyên lực chữa thương bắc mặc ngàn đêm dành trước một bước là ta đem nàng khí vựng ta đến đây đi lam thánh tiết nhìn hắn một cái lại nhìn xem bạch yêu nhi yêu nhi sư tỷ thân mình cực kỳ suy yếu cũng không xem như bắc mặc ngàn đêm khí vựng vì bạch yêu nhi liêu xong thương nó còn tại hôn mê chung chính là đã dần dần hóa thành hình người Bắc Mặc ngàn đêm nhìn đến hóa thành hình người Bạch Yêu Nhi, ánh mắt hơi lóe, thật là hảo có linh khí một nữ tử, chính là tính tình đanh đá điểm, hừ hừ, vật nhỏ, chờ ngươi lại đây. Ta thế nào cũng phải làm ngươi cảm tạ cảm tạ ta không thể. Bay, Da hai Ves. Chương 1212 hôn ta một chút. Mãi cho đến hừng đông, Bắc Mặc ngàn đêm mới rời đi Lam Thánh Tuyết phòng trở về chính mình phòng. Hôm nay Bạch Yêu Nhi rời đi khóa yêu tháp sự tình chỉ sợ Liễu Phong Hạc liền sẽ đã biết, yêu có yêu hơi thở chỉ sợ liễu phong hạc lại như thế nào thông minh cũng không thể tưởng được hắn muốn tìm yêu liền ở chính mình bên trong phủ sáng sớm thời điểm bạch yêu nhi tỉnh lại cố tình bắc mặc ngàn đêm đã trở về chính mình phòng nội hai người còn chưa nhìn thấy liễu thanh thanh lo lắng bắc mặc ngàn đêm sáng sớm thượng liền mang theo đại phu tới cấp bắc mặc ngàn đêm xem bệnh thuận tiện ở trong không khí giải điểm cái gì chẩn bệnh xong bắc mặc ngàn đêm thân mình không ngại liễu thanh thanh cũng liền an tâm rồi lúc này mới cười rời đi nhưng nàng không có hồi chính mình phòng, ngược lại ngược lại đi Lam Thánh Tuyết phòng Bắc Mặc Ngàn Đêm xem nàng đi phương hướng không đúng, hơi hơi nhíu mày, đại buổi sáng. Liễu Thanh Thanh đi tiểu Tuyết Nhi trong phòng làm gì nha? Không nghĩ tới, Liễu Thanh Thanh là ở chậm trễ thời gian, chỉ còn chờ đã đến giờ, liền lại qua đây một lần, đến lúc đó trong không khí xuân dược phát tác. Liễu Thanh Thanh cùng Bắc Mặc Ngàn Đêm liền sẽ công khai được rồi phu thê chi thật. Liễu Thanh Thanh còn chưa bước vào Lam Thánh Tuyết phòng, mới vừa tỉnh lại Bạch Yêu Nhi liền nhíu mi sư tỷ người đi trước phòng bên cạnh trốn một trốn. Bạch Yêu Nhi tự nhiên không biết phòng bên cạnh là ai, trực tiếp từ sau cửa sổ nhảy đi ra ngoài, bắc mặc ngàn đêm đang ở phòng trong ngồi, đột nhiên gian nghe được tiếng vang. Đi vào cửa sổ chỗ vừa thấy, thế nhưng là Bạch Yêu Nhi. Bạch Yêu Nhi vừa thấy là hắn, chỉ cảm thấy chính mình như là đi nhầm phòng giống nhau, đây là phòng của ngươi. Bắc mặc ngàn đêm thật là hào tâm tình gật gật đầu tiểu hồ ly. Nhanh như vậy liền tưởng ta, như thế nào liền như vậy gấp không chờ nổi tới xem ta đâu vô sỉ bạch yêu nhi nói một câu bay thẳng đến bắc mặc ngàn đêm trên giường nằm qua đi nàng hiện tại thân mình chưa khôi phục không nói hơn nữa liễu thanh thanh cư nhiên đi qua nàng yêu cầu tìm một cái không gian nghỉ tạm bắc mặc ngàn đêm đáy mắt đựng đầy ý cười tiểu hồ ly đó là ta giường mượn một chút không được đương nhiên được rồi kia đến xem là như thế nào cái mượn pháp thượng ta giường nhìn ta người thế nào cũng đến tỏ vẻ tỏ vẻ đi tỏ vẻ cái gì bạch yêu nhi tuy rằng là một con tam vĩ tiểu hồ ly sống năm tháng cũng rất dài, nhưng nàng đối cảm tình việc có điểm manh manh ngốc ngốc có thể nói, nàng chưa bao giờ tiếp xúc quá cảm tình việc đối với nhân thế gian nhân tình ấm lạnh. Thói đời nóng lạnh, biết đến cũng không phải như vậy rõ ràng. Nàng tâm linh là thuần khiết, tuy rằng tính nét tương đối hỏa bạo, nhưng nàng lại là một cái đơn thuần thiện lương tiểu hồ ly. Hôn ta một chút, bắc mặc ngàn đêm bỗng nhiên để sát vào bạch yêu nhi mặt. Bạch yêu nhi một cái tát phiến qua đi, chuẩn xác không có lầm, xuống tay không lưu tình chút nào, đề tiện vô sỉ chết nam nhân, ngươi cút cho ta xa một chút người có phải hay không chưa thấy qua nữ nhân a à, sắc lang bắc mặc ngàn đêm vững chắc ăn bạch yêu nhi một cái bàn tay hắn thập phần kinh ngạc này chỉ tiểu hồ ly cư nhiên dám đánh hắn người ngươi làm gì dùng loại này ánh mắt nhìn ta bạch yêu nhi nuốt nuốt nước miếng toàn bộ thân mình không tự kìm hãm được hướng tới giường bên trong rụt rụt ta muốn ăn ngươi ta không thể ăn không thử xem như thế nào biết ăn ngon không bắc mặc ngàn đêm giơ lên yêu nhiệt cười bạch yêu nhi chán nản thấy hắn cười tà mị thật muốn một chân đá qua đi Ta thật đúng là không có gặp qua giống ngươi như vậy nữ nhân, hỏa bạo, ngực vô đại não. Bắc Mặc Ngàn Đêm nhìn chằm chằm tiểu hồ ly trước ngực nhìn nhìn, đáy mắt xẹt qua một mặt ý cười. Bye, vest Chương 1213 không xong. Tiểu hồ ly, ta thật đúng là không có gặp qua giống ngươi như vậy nữ nhân, hỏa bạo, ngực vô đại não. Bắc Mặc Ngàn Đêm nhìn chằm chằm tiểu hồ ly trước ngực nhìn nhìn, đáy mắt xẹt qua một mặt ý cười. Người mới ngực vô đại não, chết nam nhân, cút ngay. Tiểu hồ ly, ngươi sở dĩ có thể như vậy an an toàn toàn nằm ở ta trên giường, là bởi vì ta cứu ngươi được không, có thể hay không đừng như vậy vong ân phụ nghĩa. Ai làm ngươi cứu? Bạch yêu nhi hừ hừ, nàng chính là không lý do thực chán ghét bắc mặc ngàn đêm, vừa thấy mặt cư nhiên muốn ôm nàng, còn nói muốn thân nàng một chút. Này nam nhân như thế nào liền như vậy phù hoa a? À. Bạch yêu nhi không biết chính là, bắc mặc ngàn đêm nhiều năm như vậy, cũng chỉ đối nàng một người như vậy chơi xấu một chút mặc ca ca. Ngoài cửa truyền đến liễu thanh 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 âm, Bạch Yêu Nhi liền phải rời đi, Bắc Mặc ngàn đêm một phen đè lại nàng, đừng nhúc nhích, ngươi thân mình còn thực suy yếu, đừng luôn chạy tới chạy lui, cho ta thành thật ngốc ngươi. Không đợi Bạch Yêu Nhi nói cái gì, Bắc Mặc ngàn đêm ngược lại đi ra ngoài nội thất, thẳng đến đại sảnh. Bạch Yêu Nhi nhìn Bắc Mặc ngàn đêm rời đi bóng dáng, khẽ nhíu mày. Giống như người nam nhân này cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy hư. Liễu Thanh Thanh nhìn thấy Bắc Mặc ngàn đêm, thấy hắn hồn nhiên không việc gì, trong lòng có chút chột dạ, như thế nào thời gian dài như vậy, hắn còn mặt không đỏ khí không xuyễn. Thanh Nhi có chuyện gì sao? Không có việc gì, chính là rất muốn mặc ca ca. Lại đây nhìn xem ngươi. Liễu Thanh Thanh bất an rảo khăn gấm như thế nào còn không phát tác a à? này Xuân Dược phân lượng nàng làm cho rất nhiều. Ngươi có tâm sự thông minh như Bắc Mặc ngàn đêm liếc mắt một cái liền nhìn ra Liễu Thanh Thanh có việc. Không không có Liễu Thanh Thanh không nghĩ tới Bắc Mặc ngàn đêm từ nhỏ nếm biến bách thảo này đó nho nhỏ Xuân Dược sao có thể làm khó hắn? mặc ca ca ta ta có điểm khó chịu liễu thanh thanh tim đập càng thêm lợi hại trong lòng biết là chính mình chúng mị dược nàng đối thứ này một chút sức chống cự đều không có người đây là bắc mặc ngàn đêm âm thầm quan sát thấy thế nào như thế nào như là chúng mị dược mắt thấy liễu thanh thanh liền phải dán đến chính mình trên người trắng nõn tay còn một bên lôi kéo quần áo của mình một bên thở hổn hển hắn mặt mày tức khắc trầm xuống một phen ném ra liễu thanh thanh mảnh khảnh thân mình ngươi tại đây trong phòng hạ dược liễu thanh thanh cả người khó chịu không được mặc ca ca ta muốn ta muốn thanh nhi thật là khó chịu bắc mặc ngàn đêm đột nhiên nghĩ đến nội thất trung bạch yêu nhi không xong tiểu hồ ly đáng chết người cút cho ta đi ra ngoài hắn không nói hai lời trực tiếp đem liễu thanh thanh ném đi ra ngoài đóng cửa lại thời điểm càng là lạnh lùng nói nếu là xảy ra chuyện ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi hắn cũng không có nói ai trực tiếp đem liễu thanh thanh sợ tới mức quá sức mắt thấy nhắm chặt cửa phòng nàng lại khó chịu đến cực điểm thẳng đến nhà hoàn tiến đến liên quan đại phu cũng theo lại đây trực tiếp đem liễu thanh thanh kéo đi rồi tiểu hồ ly bác mặc ngàn đêm đi vào nội thất lại phát hiện trên giường đã không có tiểu hồ ly bóng dáng hắn trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi còn hảo kia nữ nhân đi rồi chỉ là mặt mày vừa nhấc hắn nhìn đến trên xà nhà có một con lông xù xù cái đuôi kia không phải tiểu hồ ly sao đang ở run bần bật tiểu hồ ly đột nhiên từ trên xà nhà rớt xuống dưới bác mặc ngàn đêm vội tiếp được nàng rơi vào hắn ôm ấp chung, Bạch Yêu Nhi hóa ra hình người, nàng vừa mới lo lắng Liễu Thanh Thanh sẽ phát hiện, cho nên hóa hồ thân, muốn trốn với trên xà nhà. Bài, Da Vest. Chương 1214 công chúa ôm. Nào tưởng được đến, nàng cư nhiên càng thêm cảm thấy khó chịu, muốn chạy đều cảm thấy đầu óc choáng váng. Tiểu hồ ly, ngươi thế nào? Buông ra, Bạch Yêu Nhi lắc lắc đầu, từ Bắc Mặc ngàn đêm trong lòng ngực dẫy dụa rời đi, vô sỉ cư nhiên ở trong phòng hạ dược. Bắc Mặc Ngàn đêm mày Ninh Gắt Gao, ta chưa từng thấy quá ngươi như vậy, bổn hồ ly, ta ở ta trong phòng của mình hạ dược làm gì? Người vừa mới không nghe được ta cùng Liễu Thanh Thanh nói chuyện nha. Ta không cần nghe ngươi nói chuyện, ta muốn đi tìm Thánh Tiết, ngươi tránh ra Bạch Yêu Nhi thân mình mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, Bắc Mặc Ngàn đêm nhanh tay lẹ mắt ôm lấy nàng. Người đừng chạm vào ta, ta thật là khó chịu, hảo thống khổ, làm sao bây giờ? Người cút ngay a. À bắc mặc ngàn đêm nhìn bạch yêu nhi khó chịu hô hấp đều dồn dập khuôn mặt hồng hồng ánh mắt mê ly thân mình mềm như bông trong lòng căng thẳng đột nhiên hắn thấu thượng nàng môi hai người miệng đối miệng hôn lên bạch yêu nhi đồng mắt mở to vô sỉ nam nhân nề hà nàng cả người không có sức lực nước mắt bá 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 chảy xuống dưới bắc mặc ngàn đêm cả người ngẩn ra trên môi động tác lại chưa đình chỉ bạch yêu nhi khóc đến càng thêm hung lên một lát công phu nàng cảm giác được ít hầu gian một mảnh mát lạnh lúc này mới hiểu được Nguyên lai like, Bắc Mặc Ngàn đêm là tự cấp nàng chuyển vận nguyên lực chính là này phương thức, khá hơn chút nào không? Bắc Mặc Ngàn đêm rời đi nàng môi theo bản năng hỏi, ngươi khóc cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Người Bạch Yêu Nhi trong lúc nhất thời cũng không nói lên được là cái gì cảm giác, chỉ cảm thấy có điểm áy náy, còn tưởng rằng hắn sẽ nhân cơ hội khi dễ nàng. Ngươi xem ta liền như vậy hư. Bạch Yêu Nhi, ta nơi nào lớn lên giống người xấu? Bạch Yêu Nhi, ngươi thật đúng là ta đã thấy nhất bổn nhất bổn tiểu hồ ly. Bắc mặc ngàn đêm âm thầm lắc lắc đầu, một cái công chúa ôm đem bạch yêu nhi bế lên tới. Ngươi làm gì, như thế nào, không tin ta, bác mặc ngàn đêm nhướng mày hỏi. Không tin bạch yêu nhi trợn trắng mắt, nếu ngươi không tin ta đây liền ăn ngươi. Hắn cười càng sâu, ngươi dám, bạch yêu nhi trừng mắt, ta có cái gì không dám, nếu không ta thử xem, dù sao ngươi hiện tại trúng dược ta cho ngươi đương giải dược đi. Ta mới không cần ngươi cho ta đương giải dược, vậy ngươi muốn cho ai cho ngươi đương giải dược. Bắc Mặc Ngàn đêm cười ngâm ngâm hỏi, người có thể hay không lại vô sỉ điểm? Bạch Yêu Nhi chán nản. Hảo a, à ta đây liền lại vô sỉ điểm hắn, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên để sát vào nàng mặt chỉ kém 1 cm liền phải hôn lên nàng môi. Bạch Yêu Nhi đem mặt đừng khai, sắc lang, sắc lang, sắc lang ha 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 Bắc Mặc Ngàn đêm đột nhiên cười lên tiếng. Ngàn đêm, các ngươi đang làm gì? Lam Thánh Tuyết đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy trước mắt tình cảnh, kinh ngạc mở to mắt, nàng không có nhìn lầm đi ngàn đêm cư nhiên cư nhiên ôm nhà nàng yêu nhi sư tỷ bắc mặc ngàn đêm hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngùng nhưng thật ra bạch yêu nhi là thật sự không có như vậy cùng một người nam nhân tiếp xúc quá hiện tại nhưng khen ngược trực tiếp làm lam thánh tuyết nhìn thấy thánh tuyết ngươi đừng hiểu lầm ta tiểu tuyết nhi ngươi ở chỗ này đãi trong chốc lát ta đi rất nhanh sẽ trở lại bắc mặc ngàn đêm nói muốn đi lam thánh tuyết tất nhiên là phát hiện bạch yêu nhi không ổn chỗ tại sao lại như vậy việc này nói ra thì rất dài bắc mặc ngàn đêm trực tiếp thế bạch yêu nhi bồi thường đáp bai, da phiêu vest chương một nghìn tiểu hồ ly ngươi đừng sằng bậy a à. làm thánh tuyết đảo cũng minh bạch hiện tại liễu phủ mọi người đều ở liễu thanh thanh khuê các ngươi nếu là đi ra ngoài liền từ cửa sau đi nắm chặt thời gian bắc mặc ngàn đêm không nói hai lời ôm bạch yêu nhi rời đi làm thánh tuyết có khác thâm ý cười cười ngàn đêm phản ứng dường như cùng trước kia có điểm không quá giống nhau a à phóng ta xuống dưới bạch yêu nhi trong cơ thể xuân dược lại tái phát đi lên cả người cầm lòng không đậu bắt lấy bắc mặc ngàn đêm quần áo chảo gắt gao nàng thần trí nói cho nàng đừng đụng trước mắt người nam nhân này chính là thân thể của nàng lại là không tự chủ được vẫn luôn chiều trong lòng ngực hắn toàn thậm chí là tay cũng không an phận bắt đầu dắt hắn quần áo giải hắn đai lưng tay nhỏ trực tiếp từ trong lòng ngực hắn duỗi đi vào bóng loáng mềm mại xúc cảm làm bạch yêu nhi cảm thấy thể xác và tinh thần một trận thoải mái nhưng phàm là chúng dược người, chỉ cần tứ chi vừa tiếp xúc với khác phái thân thể. Trên người thống khổ sẽ có sở hòa hoãn. Tiểu hồ ly, ngươi xem, ta không ăn ngươi, ngươi đều mau đem ta cấp ăn. Bắc mặc ngàn đêm ôm bạch yêu nhi vẫn luôn nhanh chóng hướng tới an nhàn chấn mặt sau trong rừng cây bay nhanh mà đi. Ngươi câm miệng, bạch yêu nhi muốn chết tâm đều có, như thế nào tay nàng chính là rừng không được tới a à. Rốt cuộc bắc mặc ngàn đêm rừng động tác ôm nàng, vững vàng đi tới bạch yêu nhi thật sự là khống chế không được cả người giống chỉ bạch tuộc dường như đôi tay ôm bắc mặc ngàn đêm cổ đầu không ngừng chiều hắn tới gần ấm áp hơi thở nhào vào hắn trên mặt hắn trong lòng vừa động tiểu hồ ly người đừng sằng bậy a à, người tránh ra bắc mặc ngàn đêm khóc không ra nước mắt ta đi được sao người nhìn xem ngươi liền kém đem ta cấp lột sạch ta trúng dược lại không phải ngươi trúng dược ngươi đi ta chính mình kiên trì khó hiểu nó sẽ chết người ta chính là chết cũng không cần ngươi đương giải dược bạch yêu nhi thần trí thanh tỉnh một cái chớp mắt há mồm liền phải cắn thượng chính mình môi muốn lấy đau ý tới lệnh chính mình càng thêm thanh tỉnh bắc mặc ngàn đêm liếc mắt một cái nhìn ra nàng muốn làm gì đem nàng để thượng một thân cây một bàn tay nhanh chóng duỗi tới rồi nàng trong miệng đau ý đánh úp lại hắn hơi hơi nhíu mày bạch yêu nhi mở to mắt ngươi phía trước liền có đàm thủy ngươi lại kiên trì một chút Bạch Yêu Nhi trợn tròn mắt tùy ý hắn một lần nữa bế lên, lại là không có lại nói một chữ, chỉ phải khó chịu chịu đựng. Hai người đi vào một mảnh sóng nước lóng lánh chung, bùm một chút trực tiếp hạ thủy. Đề cử tiên tiên đã kết thúc nữ cường văn tuyệt sắc đặc công xuyên qua, nghịch thiên cuồng phi tác giả, nước đá tiên. Nàng là thế kỷ 21 tuyệt sắc nữ đặc công, lánh đời môn chung người mang linh thuật thiên tài thiếu nữ. Một lần ngoài ý muốn xuyên qua, nàng trở thành bị tỷ tỷ ám toán. Chị nhai mà chết lạc ra phế tài ngũ tiểu thư. Phế tài xấu nữ, buồn cười, ai ngờ, trong sơn động, băng quan bên, phế tài biến thành như thế nào tuyệt thế thiên tài. Kia không chút để ý ánh mắt chung, đến tột cùng cất giấu như thế nào tuyệt đại quang hoa. Xấu xí dung nhan hạ, lại là như thế nào khuynh quốc khuynh thành chi mạo. Đường phế tài tỏa sáng rực rỡ, chú định là một hồi gió nổi mây phun. Đường bao cỏ không hề yếu đuối, thiên hạ duy ngã độc tôn. Một sớm kinh biến, làm mưa làm gió, nàng càn rỡ không ai bì nổi tuyệt sắc mũi nhọn, ngồi yên càn khôn, tung hoành thế gian, nàng tiết huyết lãnh khóc dung trời hạ. Phượng hoàng niết bàn, hỏa vũ phi thiên, bay lượn ở phía chân trời không phải phượng hoàng, mà là lột xác kiêu long, bay, đa phiêu vét. Trường 1216 ngươi cho ta lóe xa một chút. Hồ nước mát lạnh, lạnh lẽo 10 phần, tuyệt đối có thể khắc chế bạch yêu nhi trong cơ thể dược tính, hơn nữa bắc mặc ngàn đêm nguyên lực, nàng mới dần dần an tĩnh lại thẳng đến nàng trong cơ thể toàn bộ dược tính thanh trừ sạch sẽ bạch yêu nhi rốt cuộc khôi phục ngày xưa thần thái chẳng qua bởi vì đã trải qua một đợt lại một đợt mạo hiểm thân thể của nàng như cũ thực suy yếu hai người ở hồ nước chung đối mặt mặt bắc mặc ngàn đêm vẫn luôn hoàn bạch yêu nhi eo tiểu hồ ly lần này nhưng đến hảo oh, cảm ơn ta đi cảm tạ cái gì tạ? đem ngươi tay cầm khai người nói bắc mặc ngàn đêm đột nhiên buông ra nàng eo trong đầu bỗng nhiên phạm thượng tới một cái mưu kế muốn cùng nàng chơi đùa hắn đột nhiên ẩn vào trong nước đem nàng kéo đi xuống bạch yêu nhi kinh hãi một chương miệng sặc thật nhiều thủy nàng sẽ không bơi lội bắc mặc ngàn đêm toát ra đầu tới cười hảo không thoải mái tiểu hồ ly người liền bồi ta bơi lội tới cảm tạ ta đi đợi trong chốc lát lại không thấy bạch yêu nhi đi lên bắc mặc ngàn đêm phát giác không ổn kêu tiểu hồ ly trên mặt nước vẫn là không có bạch yêu nhi thân ảnh bắc mặc ngàn đêm lập tức cảm thấy hoảng loạn lên tiểu hồ ly tiểu hồ ly hắn một cái kính kêu nhưng mặt nước vẫn luôn đều thực bình tĩnh có một cái ý tưởng ở bắc mặc ngàn đêm trong đầu, xét đánh giữa trời quang hiện lên, nàng sẽ không bơi lội. Hắn nhanh chóng ẩn vào trong nước, nước gợn trong mông lung, có thể thấy được bạch yêu nhi nhanh chóng hạ trụy thân hình, hắn du qua đi, vòng lấy nàng eo, có lẽ là bởi vì sạc thủy. Nàng đã hôn mê đi qua, sắc mặt so vừa rồi còn muốn bạch. Bắc mặc ngàn đêm miệng đối với miệng, cho nàng một bên ở trong nước độ khí, một bên đem nàng kéo lên ngạn. Hai người tất cả đều ướt dầm dề, duy nhất bất đồng chính là, bắc mặc ngàn đêm tung tăng nhảy nhót mà bạch yêu nhi lại là hôn mê bất tỉnh tiểu hồ ly tiểu hồ ly người tỉnh tỉnh bắc mặc ngàn đêm muốn đâm tường tâm đều có lắc lắc bạch yêu nhi thấy nàng không tỉnh liền thật sâu mà hô hấp cúi người thân thượng nàng môi hô hấp nhân tạo đúng không không có biện pháp liền tính hắn lại thích nói dỡn lúc này hắn cũng không thể bởi vì không nghĩ chiếm bạch yêu nhi tiện nghi mà làm nàng có sinh mệnh nguy hiểm a à thời gian ước chừng rằng có 3 phút, Bắc Mặc Ngàn đêm đem Bạch Yêu Nhi lồng ngực nội giọt nước đè ép ra tới, lúc này mới yên tâm rất nhiều, vẫn luôn đãi nàng run rẩy mở to mắt. Hắn mới thật mạnh hô một hơi. "Tiểu hồ ly, ngươi tỉnh, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi sẽ không bơi lội ngươi như thế nào không nói sớm." Bắc Mặc Ngàn đêm thật là lại tức lại vui vẻ, khi chính mình làm sằng làm bậy, vui vẻ Bạch Yêu Nhi thanh tỉnh người hảo xảo a à, bạch yêu nhi ngồi dậy tới xoa xoa thái dương ta vừa tỉnh tới người liền bùm bùm nói cái không để yên thật sự thực xảo bắc mặc ngàn đêm giờ khóc giờ cười thế nào hiện tại cảm thấy hảo chút sao chỉ cần ngươi không chạm vào ta ta liền sẽ bình an không có việc gì người này nói chính là nói cái gì vốn dĩ chính là nếu không phải bởi vì ngươi ta sẽ trung dược nếu không phải bởi vì ngươi ta sẽ thiếu chút nữa chết đuối đều là ngươi ngươi cho ta lóe xa một chút bạch yêu nhi đứng dậy đỉnh một thân ướt dầm dề quần áo, vỗ vỗ mông liền chuẩn bị chạy lấy người. Uy tiểu hồ ly, ngươi không phải đâu, ngươi vòng ân phụ nghĩa, ngươi liền như vậy đi rồi. Bác mặc ngàn đêm ở phía sau xấu hổ trừ trừ khóe miệng. Bạch yêu nhi hồi cho nàng một cái tiêu sái bóng dáng. Bác mặc ngàn đêm nhanh chóng đuổi kịp nàng, ta cứu ngươi, ngươi như thế nào ngược lại trách ta. Bay, Da hai trăm trường 1217 xem trống trơn. Ai làm ngươi cứu ta làm ngươi cứu sao? bạch yêu nhi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái hướng phía trước liền đi bắc mặc ngàn đêm tự nhiên không chuẩn một phen giữ chặt cổ tay của nàng lại đem nàng xả trở về hai người vốn dĩ chính là cả người ướt đẫm bạch yêu nhi càng là quần áo kề sát thân thể kia thuyết tha nhiều vẻ tiểu dáng người liền như vậy hiển lộ ở bắc mặc ngàn đêm trước mắt bắc mặc ngàn đêm là thực bình tĩnh chính là bạch yêu nhi này dáng người là thật sự thực hỏa bạo hảo sao mỗi người đều nói hồ ly tinh nhất sẽ mê hoặc người bắc mặc ngàn đêm âm thầm nghĩ trước kia không thế nào tán đồng những lời này nhưng hiện tại sao giống như còn thật là như vậy hồi sự a à. người nhìn cái gì mà nhìn nha chết nam nhân bạch yêu nhi là thật sự thực chán ghét bắc mặc ngàn đêm kia một bộ phi phi bộ dáng tiểu hồ ly ta cứu ngươi ngươi biết không xin lỗi a à, ta không biết hắc hắc ngươi liền tính cho ta nói một vạn biến những lời này ta cũng là ba chữ không biết nói bạch yêu nhi vỗ vỗ bắc mặc ngàn đêm bả vai tránh ra tránh ra Bắc Mặc ngàn đêm nhìn Bạch Yêu Nhi hướng phía trước đi bộ dáng, thở dài một tiếng, hắn này xem như gặp được khắc tinh. Này chỉ tiểu hồ ly như thế nào so với hắn còn vô lại. Hai người phân một trước một sau trộm tiến vào liễu phủ chung. Lam Thánh Tuyết đang ở vui vẻ thoải mái chờ hai người trở về, chỉ cần Bạch Yêu Nhi thân thể không có việc gì, nàng ẩn thân, đó là phi thường đơn giản. Lam Thánh Tuyết cùng Bắc Mặc ngàn đêm tuy rằng nói là ở người khác địa bàn thượng, chính là muốn tặng một con tiểu hồ ly, vẫn là có thể làm được các ngươi nhưng xem như đã trở lại liễu phủ trung đều nháo phiên thiên bắc mặc nên ngươi lên sân khấu ngươi cũng nên là thời điểm đi xem liễu đại tiểu thư lam thánh tiết xấu xa cười một chút bắc mặc ngàn đêm bĩu môi có thể hay không không đi không thể lam thánh tiết hoành hắn liếc mắt một cái may mắn hôm nay ngươi đi được sớm nha vừa rồi ta nghe bọn hạ nhân nói liễu đại tiểu thư hôm nay bổ nhào vào một cái thị vệ khu khu thiếu chút nữa làm trò mọi người mặt làm cái kia các ngươi hiểu được Bắc Mặc Ngàn đêm thiếu chút nữa một ngụm cười phun ra tới, ha ha, cái này kêu cái gì? Dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, nhàn rỗi không có việc gì cư nhiên ở hắn trong phòng hạ dược. Kia nữ nhân điên rồi đi. Bạch Yêu Nhi nhíu nhíu mi, làm cái nào? Nàng mắt to nhanh như chớp chuyển, nhìn xem Bắc Mặc Ngàn đêm, lại nhìn một cái Lam Thánh Tuyết. Lam Thánh Tuyết nhất thời vô ngữ, ách chính là nam nữ chi gian thực thân mật loại chuyện này. Nàng biết nàng sư tỷ hàng năm sinh hoạt ở núi rừng chung, thiệp thế chưa thâm không hiểu gì đến đạo lý đối nhân xử thế cho nên nàng cũng minh bạch bạch yêu nhi không hiểu những việc này nguyên nhân thực thân mật sự tình bạch yêu nhi nghĩ nghĩ chính là ta hôm nay cùng cái này chết nam nhân làm những cái đó sự tình sao a à, làm thánh tuyết há to miệng bắc mặc ngàn đêm người hôm nay ban ngày đối sư tỷ của ta làm cái gì không có gì hắn hôn ta bạch yêu nhi lanh mồm lanh miệng lập tức nói ra còn ôm ta thánh tuyết này xem như thực thân mật sự tình sao làm thánh tuyết bắc mặc ngàn đêm trực tiếp ở bên cạnh khóc không ra nước mắt ta thiên a à, tiểu hồ ly người cũng đừng nói lại nói lam thánh tuyết nhất định sẽ đánh chết hắn không tính lam thánh tuyết nói một câu bạch yêu nhi lập tức cao hứng không tính liền hảo tuy rằng bị hắn xem trống trơn chính là không tính thân mật sự tình ta đây liền an tâm rồi về sau có thể đi tìm nam nhân khác không bao giờ dùng lo lắng lại cùng hắn có bất luận cái gì quan hệ lam thánh tuyết mặt mày khẽ nhúc nhích xem trống trơn bác mặc ngàn đêm ở bên cạnh mặt hãn, tiểu hồ ly, ta đừng nói nữa, hảo sao. Lại nói ta nhất định phải chết. Bay, Da Phil Vest. mười 1218 vẫn luôn bị đóng lại. Lam Thánh tiết mặt mày khẽ nhúc nhích, xem trống trơn. Bác mặc ngàn đêm ở bên cạnh mặt hãn, tiểu hồ ly, ta đừng nói nữa, hảo sao. Lại nói ta nhất định phải chết. Bác mặc ngàn, đêm, người đến tột cùng đối sư tỷ của ta làm cái gì? Lam Thánh tiết trong cơn giận dữ, thấp thấp gào thét nàng sư tỷ thuần lương vô tội đơn thuần thánh khiết cái gì thế tục việc đều không có lây dính quá này nhưng khen ngược bắc mặc ngàn đêm liền như vậy khi dễ nàng a à. tuy rằng yêu nhi sư tỷ nhìn qua tính tình rất là hòa bạo nhưng nàng tâm linh thực thuần khiết không có bất luận cái gì tâm cơ cũng sẽ không hiểu được chơi tâm nhãn bắc mặc ngàn đêm hẳn là học được bảo hộ nàng không phải khi dễ nàng a à. bạch yêu nhi nghiêng đầu xem bắc mặc ngàn đêm tặng cho hắn một cái ngươi xứng đáng ánh mắt kia manh manh đát tươi cười quả thực có thể mê chết người chính là bắc mặc ngàn đêm lại lệ dòng chạy đi chết hồ ly, cư nhiên lấy, sắc dụ một người, ỉ vào tiểu tiết nhi, khi dễ hắn đúng không? Hảo, hảo, thực hảo, hắn nhớ kỹ, nhất định cùng này chỉ tiểu hồ ly không để yên. Bác mặc thiếu ra, lão ra làm ngài qua đi một chuyến. Thị nữ truyền lời, bác mặc ngàn đêm xám xịt đi rồi. Bạch yêu nhi cao hứng mà quơ chân múa tay. Làm thánh tuyết vô ngữ đỡ chán, nàng đây là gặp một cái như thế nào kỳ ba sư tỷ. Sư tỷ, ngươi là như thế nào bị bắt được liễu phủ khóa yêu trong tháp mặt bạch yêu nhi nhớ tới chuyện này liền một trận thở dài ba tháng trước ta phụng sư mệnh xuống núi rèn luyện ở một lần ngẫu nhiên cơ hội chung kết bạn rất nhiều hảo bằng hữu cũng chính là những cái đó tiểu yêu tinh nhóm sau lại nghe nói có người vẫn luôn ở chuẩn bị chảo yêu ta liền chuẩn bị đi xem không nghĩ tới vừa vặn gặp gỡ liễu phong hạc hắn chuyên môn hút yêu nội đan tới tăng lên chính mình tu vi có rất nhiều đồng bạn đều bị liễu phong hạc bắt đi lấy nội đan ta tu vi kỳ thật cũng không tệ lắm chỉ là liễu phong hạc hàng năm hút nội đan tu vi không thể khinh thường cứ như vậy ta bị hắn cấp bắt được khóa yêu trong tháp mặt đóng ba tháng ân bạch yêu nhi gật gật đầu nguyên bản ngay từ đầu là muốn ăn ta nội đan nhưng ta khi đó mới vừa tấn chức tu vi nhiều một cái đuôi liễu phong hạc quá mức tham lam liền muốn ta trở thành bốn đuôi hồ ly thời điểm mới lấy ta nội đan cho nên ta cứ như vậy vẫn luôn bị đóng lại kia một ngày ta nghe được có cái nữ hài kêu phóng ta đi ra ngoài đó có phải hay không khóa yêu trong tháp mặt mặt khác yêu truyền ra tới đúng vậy, có chút yêu kỳ thật thực thiện lương, nhát gan một chút, cho nên liền sẽ mỗi ngày đều kêu, cũng may mắn các nàng hô, lúc này mới dẫn ngươi đi khóa yêu tháp, ta mới có thể nhìn thấy ngươi. Làm thánh tuyết âm thầm cân nhắc, liễu phong hạc, cư nhiên như vậy càn rỡ, không tiếc lấy hút yêu nội đan tới gia tăng chính mình tu vi, như vậy phương thức thật sự là quá mức ghê tởm. Nhưng hút yêu nội đan, yêu cầu chính xác phương pháp, liễu phong hạc là làm sao mà biết được. Sư tỷ ngươi có biết liễu phong hạc lai like lịch? không rõ lắm, bất quá ở khóa yêu trong tháp mặt ta thường nghe mặt khác tiểu yêu nhóm nhắc tới. Nói liễu phong hạc sở dĩ biến thành bộ dáng này tham lam thị huyết là có nguyên nhân. Có nguyên nhân, Lam Thánh Tiết cười lạnh một tiếng, cho dù có thiên đại lý do cũng không thể đỉnh vô tri nguyên nhân tới tai họa yêu cùng người đi. Bắc mặc ngàn đêm mãi cho đến trời tối mới trở lại phòng tới, hắn vẻ mặt trầm trọng bộ dáng, nhìn qua dầu dĩ không vui. Ngàn đêm, ngươi làm sao vậy? Như thế nào một bộ người khác thiếu ngươi rất nhiều tiền bộ dáng? Lam Thánh tiết nhịn không được hỏi. Bay, Da Phil Vest. chương 1219 Hồ Ly Tinh. Tiểu Hồ Ly ở trên chỗ ngồi vui vẻ thoải mái ngồi, nhìn thấy bắc mặc ngàn đêm trở về, cũng chỉ là ngó hắn liếc mắt một cái, tiếp tục ăn trên bàn một đĩa đậu phộng. Bắc mặc ngàn đêm đối thượng tiểu hồ ly mắt càng thêm mặt ủ mày trâu, ai liễu phong hạc kia chỉ cáo già làm ta ngày mai cùng liễu thanh thanh thành hôn lam thánh tiết còn không có nói chuyện. Tiểu hồ ly ăn đến trong miệng một cái đậu phộng lập tức nghẹn họng. Lam Thánh Tuyết cùng Bắc Mặc Ngàn Đêm thế nàng thuận khí, nàng mới an tĩnh lại. Nàng trừng lớn mắt nhìn Bắc Mặc Ngàn Đêm, Liễu Phong Hạc không phải hồ ly tinh hắn cũng không phải cáo già. Người đừng làm hắn vũ nhục chúng ta hô tộc. Bắc Mặc Ngàn Đêm đỡ chán, hảo đi, hắn đã quên trước mắt cái này mỹ diễm thuần khiết nữ hài là chỉ hồ ly tinh. Nói như vậy, Liễu Phong Hạc liền đương chỉ cáo già tư cách đều không có lạp. Lam Thánh Tuyết rất muốn cười to ra tới, phía trước yêu nhi sư tỷ không có xuất hiện thời điểm bác mặc ngàn đêm vẫn luôn là nói cái gì là cái gì cũng không có người cùng hắn phản bác hiện tại nhưng khen ngược yêu nhi sư tỷ gần nhất ngàn đêm liền mỗi ngày ăn mệt mỗi ngày khóc không ra nước mắt kia muốn phát điên bộ dáng quả thực là làm người thấy liền nhạc không được kia ngày mai thành hôn sự lam thánh tiết dừng một chút lại nói ngàn đêm a à, ta xem cái kia liễu thanh thanh rất thích ngươi nếu không hai ngươi liền chắp vá chắp vá được tỉnh nhân ra tiểu cô nương đối với ngươi phương tâm ám hứa kết quả là lại là không vui mừng một hồi kia đối nhân ra nhiều tàn nhẫn a à ta mới không cần. Bắc Mặc ngàn đêm sờ sờ cái mũi, chính mình nói, phía trước ta liền nghĩ, nếu là Liễu Thanh Thanh nữ hài kia là cái tâm địa thiện lương người tốt. Chúng ta ở thu thập Liễu Phong Hạc lúc sau, liền sẽ tận khả năng giảm bớt đối nàng thương tổn, chính là nàng ngày hôm qua cư nhiên ở ta trong phòng hạ dược, này thuyết minh cái gì? Đủ để thuyết minh người này không phải một cái tâm địa thuần lương nữ tử. Còn tuổi nhỏ, liền mưa dầm thấm đất đi theo chính mình cho học xong những cái đó bằng môn tả đạo nếu không phải ta từ nhỏ nếm biến bách thảo, chỉ sợ đã sớm trúng dược kia hậu quả, không dám tưởng tượng, còn nữa mà nói, đối với liễu thanh thanh, ta là một chút cảm tình đều không có. Cùng nàng thành hôn, ta còn không bằng một đầu đâm chết được. Vậy ngươi tưởng với ai thành thân nha? Lam thánh tiết thuận miệng hỏi một câu. Bắc mặc ngàn đêm ách một chút, nhíu mày, còn không có tưởng hảo. Các ngươi hiện tại liền nghĩ thành thân sự tình lạp, tiểu hồ ly ở bên cạnh, rốt cuộc sen miệng nói một câu bắc mặc ngàn đêm thò qua đầu đi xem vui đùa tiểu hồ ly nếu không hai ta chắp vá chắp vá đi hắc hắc đi tìm chết một bên ngốc đi thôi ngươi tiểu hồ ly chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lập tức ăn chính mình đậu phộng lam thánh tuyết nhìn một màn này âm thầm cân nhắc ngàn đêm hắn hay là đối yêu nhi sư tỷ khụ khụ này không quá khả năng đi chỉ là tiểu tử này quá yêu chơi một ít Ngày mai thành hôn, xem ra hôm nay chúng ta phải đem sự tình làm tốt Lam Thánh Tuyết ném xuống một câu, lại dặn dò Bắc Mặc ngàn đêm phải hảo hảo chiếu cố Bạch Yêu Nhi, nàng liền ra phủ đi. Ha <laughs> <laughs> ha, người nhà đầu này, ở chỗ này nghe xong thời gian dài như vậy âm luật chắc là có chuyện gì đi. Một cái ngõ nhỏ quấy, một gian yên tĩnh không người trong sân. Lam Thánh Tuyết vẫn luôn nghe biết nhạc đánh đàn tấu sướng đến nửa đêm giờ tí, cũng chưa rời đi. Bye, Da Phil Vest. Trường 1220 Hắn Lai Lịch trong lúc nàng chưa từng nói qua một câu, nguyên bản tới thời điểm, trời đã tối rồi xuống dưới, vừa vặn gặp gỡ biết nhạc đang ở đánh đàn tấu sướng. Nàng không nghĩ quấy giày biết nhạc hứng thú, liền vẫn luôn ngồi ở chỗ này chờ, nghe biết nhạc âm luật lại là kỳ dị làm nàng cảm giác rất là tâm bình khí hòa. Như nước trong lan tràn ở nàng trong lòng, thanh thanh sảng sàng. Rất ít có người có thể đem âm luật làm được loại trình độ này, trực tiếp có thể ảnh hưởng một người tâm linh. Biết nhạc ra ra chính là thông minh. Làm thánh tiết cười nói một câu, ta tới là tưởng hướng ngài hỏi thăm một chút về Liễu Phong Hạc sự tình. Liễu ra, biết nhạc sắc mặt đổi đổi, có chút hơi âm trầm, nhìn qua hiển nhiên rất là không cao hứng. Biết nhạc ra ra nếu là có cái gì khó xử địa phương, ta lại đi hỏi người khác đó là. Không phải làm khó, mà là lo lắng ngươi như vậy một tiểu nha đầu sẽ cùng hắn có điều ăn tết. Liễu Phong Hạc tuyệt phi dễ chọc người, tiểu nha đầu A, nếu là ngày thường ngươi không có gì sự, có thể không trêu chọc hắn cũng đừng trêu chọc hắn, này an nhàn chấn trên người hơn nữa phạm vi vài trăm dặm đều đối liễu phong hạc người này tránh còn không kịp lam thánh tiết cười cười không dối gạt biết nhạc ra ra ta đã trêu chọc thượng hắn ai biết nhạc thở dài các ngươi người trẻ tuổi a chính là khinh cuồng một chút thiếu kiên nhẫn Em đẹp làm gì một hai phải đi trêu chọc liễu phong hạc đâu biết nhạc ra ra không cần lo lắng có một số việc là không tránh được ta hôm nay tới chính là muốn biết về liễu phong hạc sự tình cứ như vậy đối ta chuyện sau đó sẽ có rất lớn trợ giúp Hy vọng biết nhạc gia gia có thể biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, ta tất nhiên đối ngài cảm kích vô cùng. Người cùng ta khách khí cái gì, khó được có một tiểu nha đầu có thể cùng ta như thế hợp ý, không chỉ có thích ta âm luật, còn có thể làm được hết thảy đạm bạc với tâm. Người có biết, người là ta nhiều năm như vậy, duy nhất một cái có thể nghe ta đàn tấu xong nói nữa người, ta vẫn luôn cho rằng ta âm luật chỉ có ta chính mình sẽ thưởng thức, không nghĩ tới. Đều là chết đã đến nơi người, cư nhiên còn có thể gặp được một cái tri âm. Gia gia nói đùa biết nhạc nhìn cuồn cuộn sao trời. Chậm rãi nói, Liễu Phong hạc lai lịch các người ngoại lai người, cực nhỏ có người biết bao gồm tới rồi hiện tại. Cũng đã có rất nhiều người không hề đàm luận Liễu Phong hạc thân thế cùng phía trước đã trải qua, bởi vì hắn năm gần đây tác phong, thật sự là quá mức sấm rền gió cuốn. Năm nay Liễu Phong hạc đã là dục có một nữ người, năm gần 50 hắn, so 30 năm trước, càng thêm càng rỡ. Liễu Phong Hạc từ nhỏ ra bần, có thể là một người thiên tính, cũng có thể là cha mẹ quản giáo vô phương, năm ấy 3-4 tuổi hắn liền thích trộm đồ vật. Nhớ rõ có một lần, hắn đến hàng xóm ra trộm đồ vật, bị hàng xóm phát hiện, giáo huấn hắn vài câu, nhưng khi đó hàng xóm vẫn chưa báo quan, chỉ là quản giáo hắn vài tiếng, tiểu hai tử sao. Nghịch ngợm thời điểm, đại nhân nhịn không được thời điểm tổng hội đánh thượng như vậy vài cái. Hàng xóm thiện tâm, không đành lòng nhìn đến Liễu Phong Hạc sau khi lớn lên tiếp tục phạm sai lầm, liền răn dạy hắn vài câu, lúc ấy Liễu Phong Hạc tuổi còn nhỏ, cũng chỉ cho là giáo huấn tiểu hai tử. Sau lại, hắn vẫn là không đổi được như vậy tật xấu, vẫn luôn thích tặc tặc trộm người khác đồ vật có lẽ là bởi vì trong nhà không có tiền nguyên nhân đi. Hắn trường đến 18 tuổi thời điểm, lúc ấy cha mẹ hắn cũng đã không còn nữa, đem hắn phó thác cấp môn phái trung đạo trưởng khán hộ, cũng hy vọng hắn có thể cải tà quy chính. Nào biết hắn còn tuổi nhỏ, thế nhưng xuống tay vô tình. Bye, Da Vest.